Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Nhân đạo chúng sinh, thương thiên kiếm ý, ước vạn chúng sinh tại sau lưng, kinh khủng ý niệm, chính phù hợp Lý Thiên Mệnh hiện tại tâm cảnh. Xoẹt. Không nghĩ tới đệ nhất kiếm muốn xuất thủ thời điểm, tay phải bị Mộc Mộc Tử lần nữa cuốn lấy, nàng cái kia xanh biếc roi dài, cơ hồ đem Lý Thiên Mệnh cánh tay kéo đứt. Đệ nhị kiếm tuy nhiên chém nước kim linh quỷ kỵ trường mâu, trên vai của hắn, chém ra một đạo 10cm sâu kiếm ngân, có thể Lý Thiên Mệnh cũng trúng hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất đâm vào thánh cung phía trên, bị tử phủ tháp làm vỡ nát, mũi tên thứ hai thì lướt qua trái tim xuyên thủng qua đi. Lý Thiên Mệnh cảm giác trước mắt đen một chút, khoan tim thống khổ tê tâm liệt phế. May ra loại cảm giác này, thì một cái phút chốc, hít sâu một chút liền không có. Cúi đầu xem xét, vết thương khép lại. Không chỉ là chúng tên, bao quát chính mình vặn vẹo cánh tay, trực tiếp đều có thể nhìn đến huyết nhục sinh sôi. Thanh linh tháp uy lực, giống như vô cùng vô tận. Trước kia tử phủ tháp cùng thần hồn tháp, đều quá cứng nhắc, không nghĩ tới thanh linh tháp có thể cho to lớn như vậy kinh hỉ, năng lực của nó, tuyệt đối cho Lý Thiên Mệnh trợ giúp cực lớn. Tỷ như lần này, muốn không phải thanh linh tháp, hắn lấy một địch năm, đoán chừng đã chết. Cái này Lê Sơn ngũ quỷ cũng không phải là không mạnh, bọn họ đều là thực sự 10 tầng sinh kiếp, đứng tại thì cửu cung thần vực chúng sinh đỉnh phong nhân vật. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh so với bọn hắn càng quái vật hơn. Vừa rồi một lần giao phong, Lý Thiên Mệnh vốn hẳn nên trọng thương ngã gục, có thể sau ba hơi thở, hắn lập tức toàn thân khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ. Xem xét lại cái kia kim linh quỷ kỵ, bởi vì bả vai bị chặt thương tổn, máu tươi vẩy ra, xương bả vai đều gãy mất, trong thời gian ngắn, lực chiến đấu của hắn, nhất định bị to lớn ảnh hưởng. Dạng này vừa so sánh, để kim linh quỷ kỵ cơ hồ muốn thổ huyết. Đây là cái gì quái vật? Bất tử chi thân, ngươi là thi khôi. Coi như thi khôi, đều không phải là bất tử chi thân. Thi khôi chỉ là đã chết, ác mộng trùng có thể khống chế, thân thể tàn khuyết tiến công mà thôi. Đáp lại kim linh quỷ kỵ, là Lý Thiên Mệnh công kích. Hắn không nhìn xích huyết yêu cùng Mộc Mộc Tử tiến công, tại cái này đánh quần chiến thời điểm, bắt được kim linh quỷ kỵ đánh cho đến chết. Bởi vì hắn hình thể lớn, không đủ linh hoạt, mặc kệ Lý Thiên Mệnh cái gì công kích, hắn đều phải đỉnh lấy. Ca ca, vừa rồi không có sao chứ? Cái này hung hiểm tàn nhẫn chiến đấu, để Khương Phi Linh nhìn đến lưng phát lạnh, tâm tình căng cứng. Không có việc gì, đã khôi phục, bất quá vẫn là cảm nhận được tử vong tư vị. Cái này thanh linh tháp dùng rất tốt, bất quá, ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào nó, bởi vì ta đoán chừng, ta nếu như bị chặt đầu, hoặc là chém thành vài đoạn, hẳn là sẽ chết. Lý Thiên Mệnh nói. Mấu chốt là, những suy đoán này không có cách nào nếm thử, cho nên hắn khẳng định phải cẩn thận là hơn. Bất tử chi thân, có thể không phải chân chính bất tử. Cho nên, như thế nào đem thanh linh tháp vận dụng đến cực hạn, thì xem bản thân hắn. Có Khương Phi Linh phụ linh ở trên người, Lý Thiên Mệnh tương đương với có càng nhiều ánh mắt. Có lúc chính hắn né tránh không kịp, Khương Phi Linh đều sẽ khống chế thiên chi dực trợ giúp hắn né tránh, tránh né muốn hại. Tổng thể tới nói, đối Lý Thiên Mệnh một người bốn thú tới nói, ngự thú sư kiếp khí sẽ nguy hiểm hơn. Ngược lại là cộng sinh thú thần thông, kỳ thật rất khó đánh chết bọn họ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, chiến đấu kế tiếp, chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh đã thành thật sự quái vật, đánh như thế nào đều đánh không chết. Ngược lại là kim linh quỷ kỵ, cho dù có tỷ tỷ muội muội bảo hộ, hắn đều bị Lý Thiên Mệnh đánh bay một cánh tay, bụng tức thì bị xuyên thủng một kiếm, kém chút thánh cung bị phá. Đông Hoàng kiếm, đế quân kiếm ngục, nổ tung, trực tiếp đem hắn bụng huyết nhục nổ nát vụn. Liền thánh cung đều lộ ra, tại chỗ trọng thương. Kim linh quỷ kỵ sắc mặt trắng bệch, lộn nhào, hướng Tử Linh Quỷ Vương phương hướng chạy trốn. Hồ Quỷ Vương, để Mộng Yểm hồn trùng qua đến giúp đỡ. Mộc Mộc Tử đối kim linh quỷ kỵ nói. Bọn họ năm cái lòng tin tràn đầy, nhưng bây giờ, thực sự để Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Tốt, thì coi như bọn họ còn có thể chiến, vấn đề này đều đã không thể bị dở dang. Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp thi triển qua trình, Mộng Yểm hồn trùng thuộc về một cái khác bộ phận. Trước mắt đại lượng ác mộng trùng lâm vào hỗn loạn, nó bên này cũng đã đình trệ, cần phải có thể tới. Tử Linh Quỷ Vương tạm thời cùng cái kia ba đầu cộng sinh thú, thì không thể động. Bởi vì, Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp đã mở ra, bọn họ một người ba thú sinh tử kiếp lực, đại bộ phận đều chuyển hóa làm Tử Linh Huyễn Sinh chi lực, muốn toàn bộ một lần nữa hút thu hồi lại, mới có thể giải trừ rơi bí pháp.
Điểm này, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ ràng lắm, tính toán của hắn chính là, Tử Linh Quỷ Vương cái gì thời điểm đến, hắn thì cái gì thời điểm chạy. Có thể quấy rối bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ngay tại Kim Linh Quỷ Kỵ hướng bên kia chạy thời điểm, lại là hét thảm một tiếng. Kim Linh Quỷ Kỵ quay đầu, bất ngờ nhìn đến, đại ca của hắn Thanh Trưởng Thiệt đầu lưỡi, bị một con chim nhỏ cho chém đứt. Cái kế tiếp hình ảnh, chính là cái kia chim nhỏ dùng cánh, đem Thanh Trưởng Thiệt đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. 10 tầng sinh kiếp cường giả, tại chỗ ngã xuống đất tử vong. Dễ chịu a, cái này xanh biếc tiểu tháp tháp. Huỳnh Hỏa chống nạnh cười to, sờ lên đỉnh đầu, Thanh Linh Tháp hư ảnh ở chỗ này như ẩn như hiện. Ta đi, xanh biếc, cái này tựa như là điểm xấu báo hiệu. Huỳnh Hỏa giật mình. Không đúng, ta không có nàng dâu. Nó lại lần nữa cười, tâm lý dễ dàng không ít, tuy nhiên ta độc thân, nhưng là ta an toàn. Giải quyết hết Thanh Trưởng Thiệt về sau, nó lập tức để mắt tới địa ngục u hồn khuyển. Cái kia địa ngục u hồn khuyển đã trọng thương, vội vàng chạy trốn. Huỳnh Hỏa đuổi theo, mở ra đế tinh thiểm diệu, một đường bạo tẩu, lục đạo sinh tử kiếm quyết thi triển đi ra, đuổi hơn ngàn mét, trực tiếp đem cái này địa ngục u hồn khuyển cho găm trên mặt đất. Còn lại ba cái đầu, toàn bộ bạo phá. Đây là cái thứ ba người chết trận. Huỳnh Hỏa không có nghỉ ngơi, cấp tốc trở về. Dù sao, trạm Lam Hải ngục bên trong, Lam Hoang còn tại lấy một địch hai đây. Nó bị đánh đến lão thảm rồi, may ra hồn thiên hoa ma cùng thiên kiếm kim cương tê, đều không có tránh thức có thể đánh giết thủ đoạn của nó, dẫn đến một mực rằng co xuống tới. Huỳnh Hỏa cái này vừa gia nhập, trực tiếp thay đổi chiến đấu thiên bình. Nó mở ra cục diện, Lý Thiên Mệnh tình thế rất tốt. Chỉ là, thì tại tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền nghe đến khắp nơi chấn động oanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một đầu dài ngàn mét nhục trùng, vậy mà như trường xa một dạng, đụng nát vô số kiến trúc, đè chết rất nhiều dân chúng, hướng về bên này nhảy lên tới. Bỏ được đâu? Mộng yểm hồn trùng tới, nhưng là Tử Linh Quỷ Vương không đến. Lúc này thời điểm, nàng đều còn không có xuất hiện, chỉ có thể nói rõ cái kia Tử Linh huyễn sinh bí pháp, xác thực không thể tùy tiện đình chỉ. Coi như thế, mộng yểm hồn trùng, đều là một đầu, 11 tầng tử kiếp, cộng sinh thú, so mộc mộc tử bọn họ cao hơn ra ba cái cảnh giới. Lý Thiên Mệnh đã sớm cảm thụ được đi ra, cái này một con côn trùng, có kinh khủng linh hồn lực lượng. Ca ca, hiện tại chuồn mất sao? Khương Phi Linh hỏi. Bọn họ hôm nay tới đây, duy nhất có thể làm sự tình cũng là quấy rối, không cho Tử Linh Quỷ Vương luyện chế thi khôi. Một khi Tử Linh Quỷ Vương xuất thủ, khẳng định không thể ham chiến. Cùng Lê Sơn Ngũ Quỷ, đều đánh cho như thế cháy bỏng, Tử Linh Quỷ Vương vừa ra tay, tuyệt đối chết chắc. Chờ một chút nhìn. Lý Thiên Mệnh híp mắt, gắt gao nhìn lấy, cái kia du thoán mà đến mộng yểm hồn trùng. Tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Cái này con côn trùng, cũng là vạn ác bản nguyên. Nếu như nó chết rồi, thì rốt cuộc không cần lo lắng, thi khôi thi thú sự tình. Hiện tại, Tử Linh Quỷ Vương rõ ràng bắt đầu bỏ Tử Linh huyễn sinh bí pháp, qua không được bao lâu, nàng cũng sẽ đi theo. Ta quấy rối lần này về sau, bọn họ muốn tiếp tục luyện chế thi khôi thi thú, nhất định sẽ ở chung quanh an bài nhiều người hơn. Đến lúc đó, ta càng không có, đối mặt cái này con côn trùng cơ hội. Liều mạng, lại chống đỡ một chút các vị. Lý Thiên Mệnh cắn răng quát. Tốt. Mộng yểm hồn trùng tốc độ di chuyển, thật không tính nhanh, Lý Thiên Mệnh còn có phản ứng thời gian. Linh Nhi, 5 tháng gông xiềng. Tốt. Bọn họ tâm ý tương thông, không dùng Lý Thiên Mệnh nói, Khương Phi Linh đều biết, đem 5 tháng gông xiềng và thiên giới vi thành cho ai. Cái kia xích huyết yêu còn tại bắn lén, một tiễn so một tiễn hung tàn, mỗi một mũi tên đều nhằm vào Lý Thiên Mệnh đầu cùng trái tim. Nhiều lần kém điểm chính xác. Lý Thiên Mệnh đột nhiên truy hướng về phía nàng. 6 cái thiên chi dực chấn động. Thiên chi dực tốc độ, tuy nhiên đường dài bôn tẩu không bằng Miêu Miêu. Nhưng là, trong nháy mắt gia tốc, so Miêu Miêu nhanh hơn. Ông! 6 cánh chấn động trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh vọt tới xích huyết yêu trước mắt. Lúc này, chính là xích huyết yêu, bị 5 tháng gông xiềng khóa lại thời điểm. Truy ta! Nàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành huyết quang xông lên mây xanh. Đương đương đương. Quá trình này, nàng trực tiếp đụng phải 51 bức tường, đâm đến đầu rơi máu chảy. Mấu chốt là, 5 tháng gông xiềng để cho nàng rất tự tin tốc độ, trực tiếp thành đồ bỏ đi. Không sai, truy cũng là ngươi. Lý Thiên Mệnh một vỗ ngực.
Nhân hoàng long giáp, sinh ra. Nói thật, nhân hoàng long giáp mạnh nhất chỗ, cũng không phải là phòng ngự, mà chính là đối lý thiên mệnh toàn thuộc tính tăng lên. Tương đương phụ linh về sau, một lần nữa toàn diện cường hóa. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm này lại không người ngăn cản. Chết! Xích huyết yêu đào tẩu không được, điên cuồng bắn tên. Cơ hồ tại một hơi thời gian, hơn ngàn huyết sắc bóng tên bão táp xuống. Phốc phốc phốc! Lý Thiên Mệnh lấy ác quỷ chi kiếm mở đường, tránh né chúng vào chỗ yếu kiếm, hắn mặc kệ trong đó mấy mũi tên, chúng đích thân thể, một mực chấn động thiên chi dực, một đường ngút trời. Người nào chết? Màu đen đông hoàng kiếm bạo sát mà ra, nhân hoàng long giáp lập lòe quang huy, một kiếm xuyên vân. Ầm! Bàng bạc kiếm khí phía dưới, xích huyết yêu bị hắn một kiếm đâm thủng ngực mà qua. Ngươi! Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh quét ngang một kiếm, đem đầu đánh bay ra ngoài. Xích huyết yêu, chết! Gặp lại! Lý Thiên Mệnh nhổ xong trên bờ vai ba mũi tên, đáp xuống. Nhân hoàng long giáp phát sáng, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi phía dưới, như là chân chính hiên viên đại đế buông xuống. Lý Thiên Mệnh khóa chặt hắn còn lại cái cuối cùng đối thủ. Mộc Mộc Tử! Lý Thiên Mệnh vừa rồi truy sát xích huyết yêu, hung mãnh tới trình độ nào? Mộc Mộc Tử truy đều đuổi không kịp. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Khương Phi Linh 5 tháng gông xiềng, đã bộ trên thân nàng. Thiên giới vi thành phong tỏa lộ tuyến của nàng, đem nàng cùng xích huyết yêu sinh sinh ngăn cách. Khi nàng tới gần Lý Thiên Mệnh thời điểm, xích huyết yêu đã tại chỗ chết thảm. Đây là cái thứ tư người chết trận. Không tính cộng sinh thú, bọn họ Lê Sơn ngũ quỷ, trực tiếp chết ba cái. Còn lại trọng thương Kim Linh quỷ kỵ cùng Mộc Mộc Tử. Thực tế như vậy, để Mộc Mộc Tử tròn mắt tận nứt. Nàng giang hai cánh tay, ngước nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời hơn vạn hồng y thụ thi, toàn bộ theo tiên tiên bên kia tới, bao vây quanh ở bên người nàng. Hơn vạn thanh xuân nữ tử lấy tinh hồng hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Các nàng đều là thiên tài, tại tốt đẹp nhất niên kỷ, đụng phải ta làm cho các nàng, trở thành ta một bộ phận, mới có hôm nay ta. Mộc Mộc Tử thê lương cười nói. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm, bạo sát xuống. Theo mộng yểm hồn trùng có động tĩnh bắt đầu, hắn thì tăng nhanh giết hại tốc độ, đến bây giờ còn không đến 10 hơi thời gian. Ta thấy qua quá nhiều cái gọi là thiên tài, ta không tin, trên thế giới sẽ có loại người như ngươi, 20 tuổi, liền có thể ngăn cơn sóng dữ, rung chuyển trời đất. Nói thật, nàng tâm tính đã nổ, bị đả kích đến vỡ nát. Nàng lấy danh thiên tài, tu luyện tới hiện tại, chỉ bị Lý Thải Vi áp chế qua. Không bằng Lý Thải Vi, trong nội tâm nàng còn có thể tiếp nhận. Một người 20 tuổi thiếu niên, dựa vào cái gì đánh vỡ thế giới quan của nàng. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta dù sao là tin. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Hắn từ trên trời nện xuống đến, một đôi đông hoàng kiếm nơi tay, nhân hoàng long giáp lập lòe phát sáng, như là năm đầu ánh sáng thần long, ầm vang hạ xuống. Đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên buông xuống. Không cần nhìn, Lý Thiên Mệnh đều biết, mộng yểm hồn trùng đến. Ca ca! Lý Thiên Mệnh không có cảm giác gì thời điểm, phụ linh ở trên người hắn Khương Phi Linh, liền đã đầu đau muốn nứt. Linh Nhi, chống đỡ! Lý Thiên Mệnh dùng ánh mắt xéo qua ngắm một chút. Cách đó không xa, cái kia hơn ngàn mét cự trùng, bỗng nhiên quay quanh. Nó quay quanh thành một cái vòng xoáy hình dáng mâm tròn. Cái này to lớn mâm tròn phía trên, có lít nha lít nhít cho con mắt màu trắng. Đúng vào lúc này, cái này vô số ánh mắt ngưng tập hợp một chỗ, tụ thành một cái cự đại mắt kép, vô số hôi vụ lượn lờ ra. Chí ít 100.000 ánh mắt, tụ ở cùng nhau. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới tiên tiên trong mộng cảnh nhìn đến thái cổ tà ma chi nhãn. Tuy nhiên cấp bậc khác biệt, nhưng đồng dạng đáng sợ. Cái này là mộng yểm hồn trùng thần thông địa ngục chi nhãn. Địa ngục chi nhãn, lại gọi là địa ngục chi môn. Ông! Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, hôi vụ ngút trời. Con mắt này như là khảm nạm trên bầu trời, chính là thiên không chi nhãn. Nó lại như là một cánh cửa, một cái thông hướng địa ngục môn. Thật là đáng sợ linh hồn mê huyễn thần thông. Lý Thiên Mệnh cảm thụ không sâu, thế nhưng là liền phụ linh ở trên người hắn Khương Phi Linh, trong nháy mắt này đều đã mất đi thần trí. Ngoại trừ phụ linh vẫn còn, thiên chi dực, thời gian chàng cùng không gian tường toàn bộ mất đi hiệu lực. Nàng ở trong cơ thể mình, đã là một mảnh hỗn độn trạng thái,
ý thức bắt đầu tinh thần sa sút, mười phần hỗn loạn. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng sẽ đắm chìm trong vĩnh hằng trong cơn ác mộng. Địa ngục chi nhãn, nối thẳng hoàng tuyền. Mộng yểm hồn trùng mặc dù không có phổ thông chiến đấu lực, nhưng là linh hồn của nó thần thông chi đáng sợ, chỉ cần giải người, cũng không dám khinh thị. Không chỉ là Khương Phi Linh, bao quát Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên, tại chỗ lâm vào ngốc trệ bên trong, không nhúc nhích, hoàn toàn hôn mê. Thậm chí, toát ra mê huyễn nụ cười, đột nhiên hướng về địa ngục chi nhãn mà đi. Tiên Tiên linh thể còn tại Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian bên trong, Lý Thiên Mệnh thấy rất rõ ràng. Ánh mắt của nó đã hoàn toàn trống không, tại cái này địa ngục chi nhãn trước mặt, nhắm mắt lại đều vô dụng. Mấu chốt là, đối thủ của bọn nó đều còn tại. Khi chúng nó lâm vào mê huyễn thời điểm, còn có chiến đấu lực UU quỷ thụ, thiên kiếm kim cương tê, hồn thiên hoa ma cùng tinh hồng hải ma, rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này. Bọn họ toàn bộ bạo khởi, điên cuồng công kích, hoàn toàn không có cách nào động đẩy Huỳnh Hỏa bọn họ. Bị công kích, đương nhiên còn có Lý Thiên Mệnh. Mục mục từ các loại giờ khắc này, đã quá lâu. Vừa rồi nàng và Lý Thiên Mệnh nói chuyện, cũng là các loại mộng yểm hồn trùng thần thông buông xuống. Nàng đối khủng bố như vậy thần thông, cho tới bây giờ đều không thất vọng qua, đây là nàng cho rằng, có thể xưng là, vĩnh thế ác mộng, thần thông. Nàng đã từng thưởng thức qua, biết chỉ cần Tô vẫn chưa tỉnh lại, cũng là vĩnh thế tra tấn. Một giới mồm còn hôi sữa, ngươi dựa vào cái gì, cùng chúng ta đấu. Ba cái huynh trưởng tỷ tỷ chết, để cho nàng thể xác tinh thần xé rách. Dạng này đại thời cơ tốt phía dưới, nàng cơ hồ một khắc đều không ngừng lại. Nàng và hơn vạn hồng y thụ thi cùng một chỗ, phóng lên tận trời. Có lẽ, chỉ cần thời gian ba cái hô hấp, nàng và hồng y thụ thi, liền có thể đem Lý Thiên Mệnh xé rách vỡ nát, sau đó ăn đến sạch sẽ. Thì tại dạng này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, phát sinh sự tình, để cho nàng cho là mình nhìn lầm. Làm sao có thể? Là ảo giác sao? Nàng phát hiện, Lý Thiên Mệnh ánh mắt rất lạnh lùng. Không có khả năng, liền bà Sa Quỷ Vương đều nói, cái này địa ngục chi nhãn, liền nàng đều đến lâm vào trong đó. Mang theo dạng này chắc chắn, nàng không quay đầu lại con đường. Thế mà, sau một khắc, nàng nhìn thấy là Lý Thiên Mệnh trên thân, nhân hoàng long giáp càng thêm cuồng bạo. Hắn cầm kiếm bạo sát mà xuống, càng hung mạnh hơn. Nhân hoàng long giáp lực sát thương, tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm, kiếm sáng lóng lánh, vạn kiếm buông xuống. Chín đầu to lớn hung sát chi thú, xuất hiện tại trên trời phía trên, lấy cửu cung phương vị tỏa chấn. Đây là cửu thiên hung hồn kiếm trận. Tại gia trì nhân hoàng long giáp tình huống thi triển đi ra, càng thêm hung hãn, mỗi một đạo cửu thiên hung hồn, đều là ngàn vạn kiếm khí tạo thành. Siêu siêu siêu. Cái này kiếm trận như là 100.000 trường kiếm, như là mưa to một dạng theo trời trên trời buông xuống, chiếu nghiêng xuống. Cửu thiên hung hồn, đem từng đầu hồng y thụ thi, toàn bộ vỡ nát. Phốc phốc phốc, đầy trời thi khối nổ tung. Không, mục mục tử chỉ là một cái nháy mắt, nàng hồng y thụ thi toàn bộ nổ nát vụn. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái năm màu bóng người xuất hiện tại trên đỉnh đầu nàng. Chết, đông hoàng kiếm bạo sát xuống. Phốc phốc phốc, mục mục tử tính cả dưới người nàng một tòa bảo tháp kiến trúc, trong nháy mắt bị giết đến vỡ nát. Ầm ầm, thi huyết nổ tung, Lê Sơn ngũ quỷ, chết bốn cái. Mục mục tử là bị chết lớn nhất đờ đẫn một cái. Mộng yểm hồn trùng là tín ngưỡng của nàng, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, mộng yểm hồn trùng địa ngục chi nhãn, vậy mà lại mất đi hiệu lực. Thì tại dạng này ngốc trệ bên trong, nàng sao có thể, tiếp nhận Lý Thiên Mệnh một chiêu mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập, khắp nơi oanh minh. Tại dạng này thật lớn thanh thế bên trong, Lý Thiên Mệnh một hơi thời gian, đều không có dừng lại. Lê Sơn ngũ quỷ cộng sinh thú, ngay tại bạo sát lâm vào tĩnh mịch bên trong Huỳnh Hỏa bọn họ. Chậm một khắc trước, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Liền Khương Phi Linh đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, phụ linh lực lượng còn tại tiêu tán. Thời gian không đợi người. Làm Lý Thiên Mệnh chém giết mộc mộc tử trong nháy mắt, hắn thì theo trong bụi mù liền xông ra ngoài, tại tàn mái hiên nhà đoạn trong vách xuyên thẳng qua, trong tay màu đỏ thấm tà ma, trong nháy mắt biểu bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, tà ma xuyên thấu rất nhiều kiến trúc, trực tiếp kéo dài 3.000 mét. Xiềng xích này trực tiếp đạt đến địa ngục chi nhãn trước mắt. Hiện tại địa ngục chi nhãn, kỳ thật thì là mộng yểm hồn trùng,
Ta muốn biết, ngươi có thể hay không chết. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn làm một lần, cả đời không hối hận nếm thử. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn tà ma, đâm vào mộng yểm hồn trùng trên thân. Phốc phốc, trực tiếp xuyên thủng qua. Thịt của ngươi, như thế xốp, trách không được lớn như vậy à. Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi híp, chợt mừng rỡ như điên. Một cái 11 tầng tử kiếp cộng sinh thú, máu thịt trình độ, thì cùng thiên thánh cảnh cộng sinh thú, đều không khác nhau. Cái này hoàn toàn là một cái, cực độ cực đoan cộng sinh thú. Linh hồn của nó lực lượng, nó ức vạn ác mộng trùng, có thể nói cường đến đáng sợ. Coi như thịt của nó rất lỏng rất nát, đều không người có thể đánh tan nó, nhất là, nó vẫn còn có ba đầu cộng sinh thú huynh đệ tỉ muội tình huống dưới. Nhưng là bây giờ, bọn họ đều không tại, mà hắn lại đụng phải cầm giữ có thần hồn tháp Lý Thiên Mệnh. Thái nhất tháp bên trong ba tòa tháp, trước mắt đến xem, thật không so Đông Hoàng kiếm kém. Chết đi! Tà ma xiềng xích 3.000 mét, so cái này mộng yểm hồn trùng còn muốn lớn lên. Lý Thiên Mệnh vung vẩy ở giữa, cái này tà ma xiềng xích vô số lần xuyên thấu máu thịt, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem nó quấn lấy. Mộng yểm hồn trùng cái kia màu xám trên thân thể, khắp nơi đều là màu đỏ thẫm xiềng xích. Oanh! Mộng yểm hồn trùng thân thể nhúc nhích, địa ngục chi nhãn trực tiếp giải trừ, nó không có miệng, cho nên không có kêu thảm. Thế nhưng là, thân thể của nó, đã đầy người đều là dòng máu màu xám. Nó điên cuồng giãy giụa lấy, đụng ngã từng mảnh nhỏ kiến trúc cao tầng. Địa ngục chi nhãn biến mất về sau, huỳnh hỏa bọn họ bốn cái, tại trong tuyệt cảnh vừa tỉnh lại. May mắn có thanh linh tháp, nếu không lúc này thời điểm, bọn họ đã bị giết. Nói thật, tại địa ngục chi nhãn xuất hiện trước đó, bọn họ đều đã áp chế đối thủ, hiện tại tuyệt địa chạy trốn, vội vàng trước né tránh, các loại thanh linh tháp đem thân thể tàn khuyết khôi phục về sau, bọn họ lập tức phẫn nộ phản công. Vốn là, bọn họ không có Khương Phi Linh phụ linh, chiến lực không có khả năng cường thành dạng này. Thanh linh tháp xuất hiện, xác thực phi thường mấu chốt. Liền Khương Phi Linh đều chậm rãi vừa tỉnh lại. Nàng tuy nhiên còn có chút u ám, có thể mang cho Lý Thiên Mệnh lực lượng, lại lần nữa trở về. Vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Mặc kệ vừa mới, ngươi nhìn hiện tại. Lý Thiên Mệnh giống lên một tiếng, hai tay nắm tà ma, thi triển toàn thân chi lực. Ầm ầm, cái kia dài ngàn mét cự trùng, bị Lý Thiên Mệnh kéo lên. Lý Thiên Mệnh xông vào trạm Lam Hải Ngục, đem tà ma cột vào Lam Hoang trên thân. Đi! Ngao ô! Lam Hoang hét lớn một tiếng, xông lên lục địa, thi triển kinh thiên cậy mạnh, trực tiếp vọt lên. Nó lực lượng kinh khủng kia, trực tiếp kéo lấy dài ngàn mét mộng yểm hồn trùng, tại cái này phù phong thần thành lăn lộn. Mộng yểm hồn trùng đâm đến bất chợt tới đầu rơi máu chảy, cái kia vết máu màu xám, kéo đầy đất. Chạy đâu? Duy nhất còn lại kim linh quỷ kỵ, kéo lấy trọng thương thân thể, lấy đau thương sắc mặt đuổi theo. Chỉ còn lại ngươi, đi địa ngục đoàn tụ đi. Làm kim linh quỷ kỵ muốn chém đứt tà ma thời điểm, Lý Thiên Mệnh dọc theo tà ma đuổi theo. Cái này trọng thương ra hỏa, như thế nào là đối thủ của hắn? Phốc phốc! Lý Thiên Mệnh thừa dịp nhân hoàng long giáp lực lượng biến mất sau cùng, đem cái này bỏ mạng đuổi theo tới kim linh quỷ kỵ chém giết. Trừ hắn ra, còn có bốn đầu cộng sinh thú, đều đang đuổi giết. Trong đó, cái kia u quỷ thụ trực tiếp để huỳnh hỏa thiêu, khả năng còn chưa có chết, đến mức còn lại tinh hồng hải ma, hồn thiên hoa ma cùng thiên kiếm kim cương tê, tại truy đuổi thời điểm, bị Lý Thiên Mệnh bọn họ một người bốn thú, ào ào đồ sát, toàn bộ chiến tử. Thẳng đến sau cùng, sau lưng lại không kẻ đuổi giết. Mộng yểm hồn trùng. Lý Thiên Mệnh đã kéo thật lâu, kết quả hắn muốn, rốt cục xuất hiện. Cái này mộng yểm hồn trùng quá lớn. Hắn coi như dùng Đông Hoàng kiếm, muốn đánh chết nó, đoán chừng đều muốn nửa ngày. Dùng cái này tà ma kéo lấy nó lăn lộn, tà ma không ngừng đâu tiến huyết nhục của nó, đem thân thể của nó, cắt chém thành một đoạn, rơi tại dọc theo đường phía trên. Thẳng đến sau cùng, Lam Hoàng bỗng nhiên cảm giác, dễ dàng không ít. Nó nhìn lại, tà ma trên xiềng xích đã dính đầy cho huyết, nhưng đã trống không. Nó chạy, Lam Hoàng buồn bực nói. Không, Lý Thiên Mệnh đứng ở sau lưng nó quỳ trên núi. Hắn một thân cho màu đỏ máu tươi, xem ra chật vật không chịu nổi, nhưng hắn lại nhếch miệng cười một tiếng. Nó, bị tà ma cắt chém thành hơn vạn cắt. Phù phong thần thành bên trong. Phốc, tử linh quỷ vương cưỡng ép đình chỉ tử linh huyễn sinh bí pháp.
đại lượng tử linh huyễn sinh chi lực thu không trở lại, nàng và ba đầu cộng sinh thú, đều bởi vì bí pháp phản phệ, ngũ tạng lục phủ bị trọng kích, toàn bộ phun máu. Tuy nhiên có thể muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục, có thể cái này cũng không tính toán tin giữ. Chân chính tin giữ là, mộng yểm hồn trùng tâm linh câu thông, gãy mất. Tại trước khi chết, nó kêu thê lương thảm thiết, cầu cứu, để tử linh quỷ vương khẩn cấp đình chỉ bí pháp, có thể cũng không kịp. Làm tử linh quỷ vương nhìn về phía Lý Thiên Mệnh đào tẩu phương hướng thời điểm, nàng một đôi tròng mắt phía trên, tràn đầy tơ máu. Cái kia nhãn cầu thật cao nhô lên, cơ hồ muốn theo trong hốc mắt rơi xuống. Hết thảy phát sinh quá nhanh, tại nàng dựa theo trình tự đình chỉ bí pháp thời điểm, Lê Sơn ngũ quỷ thảm bại, liền địa ngục chi nhãn đều mất hiệu lực. Mất đi hiệu lực, nhất định phải chết. Nếu như nàng một sớm biết là kết cục này, cho dù là trọng thương, nàng đều phải lập tức đình chỉ bí pháp. Chỉ là, ai có thể dự chắc tương lai đâu. Cái này chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý. Cấm thuật, chỗ lấy là cấm thuật, nó chẳng những hại người, mà lại hại mình. Lý Thiên Mệnh, tử linh quỷ vương hít sâu một hơi, trên mặt cũng nứt ra đường vân. Ông, một mình nàng ba thú, hướng về Lý Thiên Mệnh phương hướng, điên cuồng đuổi theo. Nàng đến rồi. Lý Thiên Mệnh vừa để Thiên Tiên cùng Lam Hoang bọn họ tiến vào cộng sinh không gian. Bên kia thì có một đạo sát khí ngập trời ánh mắt, để mắt tới hắn. Đi! Lý Thiên Mệnh cưỡi lên Miêu Miêu, cười to chạy trốn. Lần này, thật là đáng giá. Tiếp đó, liền phải nhìn xem, ta có thể hay không tại cái này 11 tầng tử kiếp đỉnh phong cao thủ truy sát dưới, chạy thoát. Lần này hành động, Lý Thiên Mệnh có thể nói to gan lớn mật. Hắn thì đánh bạc cái kia cấm thuật, không có cách nào tùy tiện đình chỉ, kết quả còn thật dạng này. Bất kể nói thế nào, tử linh quỷ vương, không phải phù du quỷ vương bọn họ a. Cho nên, Miêu Miêu, xem ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, phía sau cái kia màu xám khói bụi, điên cuồng tới gần. Sợ lông, đi lên. Miêu Miêu đột nhiên vọt ra ngoài. Mộng yểm hồn trùng vừa chết, tương đương với trừ đi toàn bộ thái cổ thần vực dân chúng ác mộng. Bởi vậy có thể thấy được, tử linh quỷ vương hiện tại, hạng gì thất bại, tức giận. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, phương hướng của nàng hôi vụ ngập trời. Nàng đầu tiên là hóa thành một đạo màu xám tia sáng, đâm rách vân vụ lao vút mà đến, sau đó không lâu, ngược lại để, vong linh Minh Hà Quỷ Phượng, theo đuổi trục. Cái này hình thể to lớn vong linh Phượng Hoàng, tốc độ chỉ cần bão táp lên, mượn nhờ gió thổi, sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Vù vù, nhìn lại, cái kia u ám Phượng Hoàng, xem ra huyết nhục hư thối, thân thể phân mảnh. Thân phía trên khắp nơi đều là độc dịch, ánh mắt hiện lên màu xanh bóng sắc. Người không biết, còn tưởng rằng nó là trọng thương. Trên thực tế, đây chỉ là nó lâu dài, cùng tử linh quỷ vương tu luyện một loại công pháp thể hiện. Làm nó cánh triển khai thời điểm, sau lưng lông vũ hợp thành một trương mặt mũi hung dữ mặt quỷ hình dáng. Nó còn không có bay đến, dọc theo đường hoa cỏ cây cối, đều bị cuồng phong xé rách vỡ nát, hướng về Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu phương hướng cuốn tới. Nhanh! Hình rắn đi bộ, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì là hình rắn đi bộ? Miêu Miêu không hiểu hỏi. Đối phương hình thể lớn hơn ngươi, trên không trung không tính linh hoạt, người phát huy linh hoạt ưu thế. Lý Thiên Mệnh nói. A, à, Miêu Miêu mặc dù là đế ma hỗn độn trạng thái, nhưng cũng 10 phần linh hoạt, nó độn nhập trong núi rừng, không ngừng cải biến phương hướng. Rầm rầm rầm. Phong linh Minh Hà Quỷ Phượng thần thông, không ngừng từ trên trời oanh tạc xuống tới. Nó thậm chí ra tốc lao xuống. Tư thế kia, thì cùng diều hâu vồ gà con không sai biệt lắm. Trong nháy mắt, nó thì tới gần Lý Thiên Mệnh. Tử linh quỷ vương ánh mắt quỷ lửa đốt cháy, nàng trực tiếp theo cổng sinh thú thân trên hướng xuống nhảy. Linh Nhi. Thời khắc nguy hiểm, Khương Phi Linh thời không trưởng khống năng lực, dùng đến 10 phần kịp thời. Phanh phanh phanh. Đối phương không ngừng đụng nát thiên giới vi thành. Thông qua so sánh. Có thể thấy được cái này tử linh quỷ vương chiến lực, so Lê Sơn ngũ quỷ mạnh hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh đối phó Lê Sơn ngũ quỷ, đều là mạo hiểm tử chiến. Một khi bị đuổi kịp, cũng chỉ có thể tránh thái nhất tháp, bị đối phương đuổi kịp. Lần này cần là bị bắt được, đoán chừng liền không khả năng, theo thái nhất tháp bên trong đi ra. May mắn, thời gian chàng phát huy rất lớn hiệu dụng. Tử linh quỷ vương vừa tiến đến, lại đụng phải 5 tháng gông xiềng. Thời gian lực lượng nàng rất khó phát giác, tại cảm thụ của nàng bên trong, phát hiện một kiện kỳ quái, để cho nàng thổ huyết sự tình.
Cái kia chính là, chỉ cần nàng tới gần Lý Thiên Mệnh, Miêu Miêu tốc độ thì đột nhiên tăng vọt, lại lần nữa đem nàng vứt bỏ. Nàng càng là truy, càng là đuổi không kịp. Tử Linh Quỷ Vương. Lý Thiên Mệnh ngồi tại Miêu Miêu trên thân, quay người trở lại, lấy lạnh lùng ánh mắt, nhìn lấy cái này nữ tử áo xám. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tác nghiệt quá nhiều, sớm muộn có một ngày, ta muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Ha ha, thì ngươi là người lương thiện à? Ngươi không giết người sao? Dựa vào cái gì ngươi giết người là làm việc thiện, ta giết người là làm ác à? Song trọng tiêu chuẩn, ra vẻ đạo mạo cẩu tặc thôi. Đều là một con đường phía trên, 50 bước, đừng cười trăm bước. Tử Linh Quỷ Vương châm chọc nói. Ngươi nói đúng, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ núp đằng sau, ngươi mập, ta cũng có thể mập. Ta không có ý khiển trách ngươi, nhưng ta sẽ diệt đi ngươi. Còn thị phi thiện ác, lưu cho thiên đạo thẩm phán. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy nghĩ tới những thứ này, đó là bởi vì mộng yểm hồn trùng sau khi chết, vô lượng công đức, buông xuống. Những năm này, Tử Linh Quỷ Vương luyện chế thi khôi thi thú, xưng bá tứ phương. Ở trong đó sáng tạo hết thảy địa ngục nhân gian, mộng yểm hồn trùng tối thiểu có một nửa trách nhiệm. So ra tự chúng sinh lực lượng, công đức thiên ý càng thêm mơ hồ, quả thực liên lụy vận mệnh cùng nhân quả loại này vô thượng đại đạo. Nó tại bỗng dưng ở giữa xuất hiện, để Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, điên cuồng trưởng thành. Vốn đã đến cực hạn, lại tiếp tục hung mãnh tăng lên, loại này tốc độ phát triển, cơ hồ vừa ngưng tụ đế hoàng thiên ý thời điểm, không có khác nhau. Hắn đoán chừng, trên đời bên trong, không có bất kỳ cái gì một loại thiên ý, có thể thông qua phương thức như vậy trưởng thành. Đế hoàng hai chữ này, hàm nghĩa quá nặng nề. Giết ác nhân, luyện phàm tâm, đơn giản mà thuần túy, ta không cần hoài nghi mình. Lý Thiên Mệnh hưởng thụ lấy mộng yểm hồn trùng cái chết, mang cho mình đại tạo hóa, tâm tình vô cùng dễ chịu. Tử Linh Quỷ Vương là hắn mục tiêu lớn nhất. Nàng là một cái duy nhất vượt qua Diệp Bồ Đề tồn tại. Thiên Mệnh thần thành bên ngoài còn lại Quỷ Vương, cùng nhau, khả năng cũng chưa tới nàng 10%. Mộng yểm hồn trùng cả đời, khống chế qua mấy chục triệu thi khôi thi thú. Nó để những cái kia người đáng thương nhi, cho dù chết, đều chịu đủ lấy tra tấn, không được nhắm mắt. Bây giờ từng đạo dòng nước ấm, tại Đông Hoàng kiếm hình dáng đế hoàng thiên ý chảy xuôi, Lý Thiên Mệnh hồn linh xương trắng, tại cái kia dòng nước ấm bên trong, thấy được từng trương vẻ mặt vui cười. Bọn họ đã từng đều là người sống sờ sờ, đều có chuyện xưa của mình, có thể là mộng yểm hồn trùng hủy đi bọn họ hết thảy, để bọn hắn đánh mất tự mình, biến thành thi khôi thi thú. Cho tới hôm nay, bọn họ rốt cục giải thoát rồi. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc biết, cái gọi là công đức. Đến cùng là cái gì? Đó là nguyên một đám gặp nạn đám người, bọn họ cả đời trải nghiệm, là bọn họ đối với mình báo đáp. Làm linh hồn tiếp xúc thời điểm, những cái kia hoạt bát nhân sinh, dường như tan vào Lý Thiên Mệnh huyết mạch bên trong. Từ nơi sâu xa, linh hồn cộng minh. Cảm ơn ngươi. Mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta đều muốn nói cho ngươi, ngươi làm chuyện chính xác. Đều là giết người, nhưng có người là vì, cứu càng nhiều người. Có người thì là vì thiệt người lợi mình. Thuận theo thiên đạo người, công đức vô lượng vậy. Đạo trời là gì? Nó vô hình vô ảnh, nó không phải thần, thậm chí ngay cả thế giới quy tắc, đều không đủ hình dung nó. Nếu quả thật muốn hình dung, cái gọi là thiên đạo, chính là ức vạn sinh linh tâm. Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay cho rằng, thiên đạo tựa như là chí cao pháp tắc, là một cái thẩm phán giả. Nhưng là hôm nay, cái kia mấy chục triệu người để hắn hiểu được. Có lẽ, thiên đạo tự tại nhân tâm. Đi chính mình không oán không hối con đường, dù là chàng phá nam tường, gặp phải ngăn trở, cũng không nên quay đầu lại. Tử Linh Quỷ Vương giết hại lại tiết độc mấy chục triệu sinh mệnh, số này 10 triệu, nghe giống như là một cái băng lãnh con số. Nhưng tại Lý Thiên Mệnh trong thức hải, những cái kia đã từng sống qua, yêu, hận qua đám người, bọn họ có thuộc tại chuyện xưa của mình. Bọn họ không phải con số, là người. Đây là một lần đủ để cho Lý Thiên Mệnh, lệ nóng doanh tròng linh hồn cộng minh. Lần này tạo hóa, để hắn kiên định hơn ý chí của mình, cũng để cho hắn đế hoàng thiên ý, phát triển đến đầy đủ đến thất trọng sinh kiếp trình độ. Chỉ là hiện tại, hắn bị Tử Linh Quỷ Vương truy sát, không có cách nào dừng lại ngưng tụ sinh chi kiếp hoàn, chính thức bước vào thất trọng sinh kiếp cảnh giới. Ta giúp bọn họ giúp ta nhất định phải làm đến càng nhiều. Hắn cùng Miêu Miêu cùng một chỗ. Hướng về Thiên Mệnh thần thành phương hướng chạy trốn. Sau lưng Tử Linh Quỷ Vương, không rên một tiếng,
nhưng trong lòng sắp thổ huyết. Nơi này không phải thiên tinh cảnh, trên người của ta không có phong cấm kết giới, ta vậy mà đuổi không kịp hắn. Lại bỏ mặc quái vật này, mạnh như vậy đừng đi xuống, chúng ta hết thảy kế hoạch, đều có thể để hắn đánh gãy. Nhất định phải hắn chết. Tử linh quỷ vương cái kia màu xám thân thể mềm mại, tại sơn hà phía trên, hóa thành hào quang màu xám lấp lóe. Thế mà, một khi nó cùng vong linh minh hà quỷ phượng tới gần, nàng liền sẽ bị lần nữa kéo ra chênh lệch. Vong linh minh hà quỷ phượng thần thông, rất khó đối nắm giữ thanh linh tháp Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu, tạo thành chân chính thương tổn. Khoảng cách chẳng những kéo ra, mà lại càng kéo càng lớn. Mắt thấy, Lý Thiên Mệnh khoảng cách Thiên Mệnh thần thành càng ngày càng gần. Đáng tiếc là, Phù Phong thần thành về tới báo tin người, đoán chừng mới vừa tới nơi này. Hiện tại Thiên Mệnh thần thành bên ngoài Cửu Cung Quỷ Tông đại quân, tình huống đến cùng như thế nào, Tử Linh Quỷ Vương đồng dạng không rõ ràng. Làm Miêu Miêu tại sấm sét vang dội bên trong, vượt qua sông núi thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã thấy chỗ xa xa Thiên Mệnh thần thành. Vọt thẳng đi vào sao? Miêu Miêu hỏi. Không, Lý Thiên Mệnh nói, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện cách đó không xa có một dòng sông lớn, liền liền vội vàng nói, Miêu Miêu, ngươi xông vào trong sông. Ngươi muốn làm gì? Đừng hỏi, không có thời gian. Meo. Miêu Miêu lấy tia chớp thân thể đâm vào sông lớn bên trong. Trong lúc nhất thời lôi đình trải rộng toàn bộ sông. Chính ngươi về Thiên Mệnh thần thành, cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Đậu đen rau muống, Miêu Miêu quay cuồng. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh đã từ trên người nó nhảy xuống tới, tiến vào Thái Nhất Tháp, trực tiếp tại nước bùn bên trong, chui vào đường sông chỗ sâu. Nó lười suy nghĩ nhiều, cứ dựa theo Lý Thiên Mệnh nói, sử xuất khí lực cả người, hướng về Thiên Mệnh thần thành phóng đi. Chạy đâu? Vừa lao ra, nơi xa thì truyền đến Tử Linh Quỷ Vương thanh âm lạnh như băng. Ngăn lại nó. Thiên Mệnh thần thành phương hướng, Cửu Cung Quỷ Tông quân đoàn, lần nữa oanh động. Mèo. Miêu Miêu một cái giật mình. Đây là chỉ có bản mèo chính mình, tại sinh tử vận tốc A. Cái này có thể đem nó dọa sợ. Nó toàn thân xù lông, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Mệnh thần thành, tại cái này thời khắc cuối cùng, nó cắm đầu phi nước đại. Phù Du, ngăn lại nó. Tử Linh Quỷ Vương giống to. Bất quá, trong đám người lao ra không ít tam nguyên kiếp lão, cũng không có Phù Du Quỷ Vương tồn tại. Miêu Miêu mượn cơ hội này, một đường hình rắn đi bộ, trong miệng tia chớp lôi đình cuồng phún. Thời điểm then chốt, Thiên Mệnh thần thành bên trong, một đạo 10.000 mét kiếm quang vọt ra, vì nó càn quét rơi mất chung quanh nguy hiểm. Miêu Miêu có thể nhẹ nhàng như thường, vọt thẳng tiến vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. An toàn. Nó vừa mới tiến đến, lập tức có một đám người xông tới. Kiếm Vô Ý, Bắc Cung Lâm Lam, Lâm Kình Thiên, Hiên Viên Tà cùng Dịch Tinh Ẩn bọn người tại. Đế tử đâu? Bọn họ liền vội hỏi, rất nhiều tâm tình người ta khẩn trương. Chỉ có Miêu Miêu chính mình trở về, điều này nói rõ cái gì? Hắn, nửa đường đem ta cho quăng, cái này đàn ông phụ lòng, tức chết bản mèo. Miêu Miêu cả giận nói. Hắn không có sao chứ? Kiếm Vô Ý hỏi. Đương nhiên không có việc gì, Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi, hắn để chính ta trở về, đoán chừng là muốn làm cho đối phương cho rằng, hắn đã trở lại đi. Miêu Miêu chạy thời điểm ra đi, trên người có cửu trọng hỗn độn lôi giới, toàn thân đều là màu đen lôi đình. Lý Thiên Mệnh có ở đó hay không trên lưng của nó, rất khó coi đi ra. Vậy hắn muốn làm cái gì? Kiếm Vô Ý hỏi. Bản mèo không biết, Miêu Miêu ngạo kiều nói. Mọi người trừng to mắt. Nhìn lấy ra hỏa này rút nhỏ thân thể, dễ chịu vươn người một cái, ngáp nói, mệt chết ta, hắc hắc, đã các ngươi đem ta quăng, vậy cũng đừng trách ta bắt đầu ngủ a, không ai quấy rầy thời gian, quá tốt đẹp meo. Nó toàn thân xốp mềm, chuẩn bị ngay tại cái này trên tường thành nằm xuống. Đợi lát nữa, Hiên Viên Tà gạt ra nụ cười, nói, cái kia, vị này Miêu gia, ngươi còn chưa nói, các ngươi đi Phù Phong thần thành, sau đó thì sao, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Mệnh ngăn cản Tử Linh Quỷ Vương, luyện chế thi khôi thi thú sao? Ngăn cản, Miêu Miêu trừng to mắt, duỗi ra mèo cào, vỗ vỗ Hiên Viên Tà đầu, nói, người đây là xem thường chúng ta a tiểu lão đệ. Vậy các ngươi, chúng ta, giết Lê Sơn ngũ quỷ, còn làm thịt một đầu dài ngàn mét đại trùng tử. Mọi người liếc nhau, biểu lộ cứng ngắc lại nửa ngày, mới chuyển thành mừng rỡ. Đây là một cái, làm cho Thái Cổ Thần vực cuồng hoan tin tức. Hiện tại duy nhất nghi vấn là, đệ tử, hắn không tiến thần thành,
hắn muốn làm cái gì? Thiên mệnh thần thành bên ngoài. Phù du đâu, tử linh quỷ vương rất khí trùng thiên, rất là bất mãn. Hồi quỷ vương, Lý Thiên Mệnh chạy trốn lên phía bắc, phù du quỷ vương đuổi theo, hắn vừa trở về, lại nghe nói Lý Thiên Mệnh đi phù phong thần thành, liền lại chạy tới phù phong thần thành. Ta đoán chừng, này lại hắn đều đến, một vị tam nguyên kiếp lão nói. Thì Lý Thiên Mệnh một người chạy đi, tử linh quỷ vương hỏi. Đúng, các ngươi nhiều người như vậy, ngăn không được. Cái này, mọi người không dám nói lung tung, thế nhưng là tâm lý, đều muốn hỏi lại tử linh quỷ vương một câu, người còn không phải không đuổi kịp sao. Gia hỏa này cộng sinh thú tốc độ cực nhanh, thật đúng là cùng cá trạch giống như. Tử linh quỷ vương hít sâu một hơi. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh càng ngày càng khó giết. Theo thiên tinh cảnh bắt đầu, bọn họ tất cả mọi người, đều muốn làm thịt tiểu tử này, nhưng đến hiện tại, đều không thành công. Thiên tinh cảnh cửa vào lần kia, là bọn họ cơ hội duy nhất, đáng tiếc bọn họ không có nắm chặt, sau đó Lý Thiên Mệnh tại thiên tinh cảnh khủng bố quật khởi, hiện tại đã khó chơi đến để bọn hắn thổ huyết. Hiện tại tụ tập bao nhiêu binh mã rồi? Hồi quỷ vương, tăng thêm lục đạo kiếm tông, đã có 6 triệu. Còn có các phương quân đoàn theo các nơi tụ đến. Để phù du trở về, Lý Thiên Mệnh đã về thiên mệnh thần thành. Thi khôi thi thú không cần dùng, các loại hai vị kia vừa đến, lập tức công thành, mục tiêu thứ nhất, vây giết Lý Thiên Mệnh. Vâng, để cái bóng cùng Lam Dược tới gặp ta. Vâng. Tử linh quỷ vương đuổi theo về sau, Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền theo trong nước, nhô đầu ra. Trong tầm mắt, Miêu Miêu đã thuận lợi trở về thiên mệnh thần thành. Lấy Lý Thiên Mệnh đối với nó quen thuộc, lại thêm kiếm vô ý bọn người, khẳng định làm xong nghênh đón nó trở về chuẩn bị, cho nên, hắn biết Miêu Miêu an toàn trở về không khó. Không có gì bất ngờ xảy ra, tử linh quỷ vương sẽ coi là, ta về thiên mệnh thần thành. Lý Thiên Mệnh lặng yên rời đi nơi này. Ca ca, không có thi khôi thi thú, bọn họ khả năng chẳng mấy chốc sẽ công thành, lúc này, người muốn đi nơi nào đâu? Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Hồi phù phong thần thành, Lý Thiên Mệnh nói. Cứu cái kia 6 triệu người. Khương Phi Linh hỏi. Đúng, những người này chỉ cần tại trong tay đối phương, coi như không phải thi khôi thi thú, một khi đối phương ở vào thế yếu, vẫn là sẽ ở những dân chúng này trên thân làm văn chương, ta để bọn hắn nghĩ lầm ta trở về thiên mệnh thần thành, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Lý Thiên Mệnh chấn động thiên chi dực, lấy tốc độ nhanh nhất trở về phù phong thần thành. Bên kia giống như có 100.000 cửu cung quỷ tông quân đoàn, chúng ta có tiên thiên tại, số người này xác thực không coi là nhiều. Khương Phi Linh nói. Đúng, những thứ này quân đoàn đại bộ phận đều là cổ thánh cảnh, ta thời gian ngắn tuy nhiên không đối phó được nhiều như vậy, nhưng bên trong thành dù sao có 6 triệu dân chúng, bọn họ chỉ là không ai đi đầu, có ta ở đây, chính bọn hắn bện thành một sợi dây thừng, có thể xông mở cửu cung quỷ tông quân đoàn. Cửu cung quỷ tông hiện tại quá muốn đánh hạ thiên mệnh thần thành. Cho nên mới đem người đều điều đến thiên mệnh thần thành, chỉ là 100.000 người, chỉ có thể miễn cưỡng trấn thủ tù binh. Lý Thiên Mệnh nói, cái này kỳ thật rất bình thường, tuy nhiên chỉ có 100.000, có thể ăn chết những tù binh này, vấn đề không lớn. Mà lại, dựa theo bọn họ nguyên kế hoạch, tử linh quỷ vương trong vòng vài ngày, đều có thể đem cái này 4 cái thần thành tiếp cận 20 triệu dân chúng, toàn bộ luyện chế thành thi khôi thi thú. Thế nhưng là, dẫn bọn hắn xông ra thần thành, sau đó, bọn họ có thể đi nơi nào đâu? Khương Phi Linh hỏi. Hướng phía bắc chạy đi, phân tán một chút, bây giờ đối phương chỉ muốn cầm xuống thiên mệnh thần thành, không rảnh truy kích bọn họ, thần thành chỉ cần một phá, vậy liền còn không bằng tại rừng núi hoang vắng. Lý Thiên Mệnh nói. Trên thực tế, phương Nam phần lớn người, đã sớm hướng phương Bắc đi. Hiện tại lưu lại, chỉ có thể nói, bọn họ thật đối mảnh đất này, yêu thâm trầm. Thiên mệnh thần thành hấp dẫn đối phương tất cả chú ý lực, tử linh quỷ vương cũng trở về, mộng yểm hồn trùng không có, đây là duy nhất cơ hội sống sót. Lý Thiên Mệnh lấy tốc độ nhanh nhất, phía trước phù phong thần thành. Có người. Trên đường, hắn đụng phải phía trước hắc khí ngập trời, vội vàng ẩn núp. Phù du quỷ vương. Cái này một vị quỷ vương, mang theo một đám thân tín, hẳn là theo phù phong thần thành phương hướng trở về. May mắn không có đụng tới, không phải vậy. Cơ hội thì lãng phí. Cùng phù du quỷ vương bỏ lỡ về sau, Lý Thiên Mệnh thở hồng hộc, rốt cục chạy tới phù phong thần thành. Hắn giết một cái hồi mã thương. Lúc này, đối phương là vạn vạn không nghĩ đến, hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Cùng Miêu Miêu tách ra,
tạm thời không có cách nào ngưng tụ kiếp hoàn đột phá, bất quá không quan trọng, lấy thực lực bây giờ, đối phó những người này, đầy đủ. Hắn nhìn thoáng qua, cái kia 100.000 cửu cung quỷ tông quân đoàn, cùng bọn hắn cộng sinh thú cùng một chỗ, đem 6 triệu tù binh vây quanh trong thành. Bọn họ cực kỳ hung sát, mà dân chúng trên cơ bản, liền binh khí đều bị lấy đi, đại bộ phận đều là người già trẻ em. Chỉ cần có người dám chạy, tất nhiên sẽ bị hung ác giết hại, liên lụy hơn trăm. Ác đồ khống chế mấy chục lần lương dân, tràng diện này rất phổ biến. Không phải bọn họ không có huyết tính, mà chính là thần thành luân hãm đến bây giờ, muốn phá vây lại bị tàn nhẫn giết chết người, nhiều lắm. Cái kia 6 triệu người rúc vào một chỗ, lấy run rẩy ánh mắt, nhìn lấy chung quanh ác đồ, hồn nhiên không biết, tiếp đi ra nghênh tiếp chính mình, là cái gì vận mệnh bi thảm. Không biết, đệ tử có mạnh khỏe hay không? Hắn giết cái kia côn trùng, đã cứu chúng ta, thỉnh cầu thượng thiên phù hộ, hắn có thể sống sót đi. Mọi người nước mắt rơi như mưa. Phụ thân, đệ tử còn sẽ tới cứu chúng ta sao? Những đứa trẻ hỏi. Sẽ, nhất định. Cho dù là bọn họ biết, đệ tử nhất định giữ nhiều lành ít, tức giận tử linh quỷ vương rất có thể sẽ giận chó đánh mèo bọn họ vẫn là mang theo tràn ngập niềm tin nụ cười, cho bọn nhỏ hy vọng. Rất nhiều người ôm thật chặt mình hài tử, thê tử. Gió nhẹ rét lạnh, toàn bộ thần thành, khắp nơi đều là thi thể cùng mùi máu tươi. Trong đó mộng yểm hồn trùng thi khối, tán phát mùi hôi thối, nhất là chói tai. Đều thành thật một chút, ai dám tiến lên trước một bước, thì để cho các người bọn này lợn thịt, nếm thử chúng ta cửu cung thần vực thủ đoạn. Cái gì thái cổ thị tộc, truyền thừa 200.000 năm. Từng cái đều là kém cỏi. Vì trấn trụ mấy chục lần tù binh, bọn họ dùng đều là hung hăng thủ đoạn. Một chút có người không nghe lời, trực tiếp chém đứt hai tay hai chân, lấy ra làm bóng đá. Thẳng đến đá chết rồi, mới ném vào đám người, gây nên từng đợt khóc giống. Các ngươi đều vận khí tốt, không dùng làm thi khôi thi thú, hiện tại thì nhìn phía trên quyết định, vận khí tốt, các ngươi có thể thay hình đổi dạng, coi ta cửu cung thần vực dân đen, vận khí kém, các ngươi cũng chỉ có thể làm lợn thịt. Ha ha, cười đến phóng đáng âm thanh, tại cái này 10 trong vạn người quanh quẩn. Bỗng nhiên, phốc phốc, phốc phốc, một đạo màu đỏ thấm xiềng xích, trong đám người bão táp, theo nguyên một đám ngự thú sư cùng cộng sinh thú trong thân thể, trực tiếp xuyên qua. Phốc phốc, xiềng xích hất lên, một đám người ngã xuống đất. Người nào? Bọn họ kinh ngạc đến ngây người, run rẩy. Rất nhanh, có người nhận ra tà ma. Đây là Lý Thiên Mệnh binh khí. Hắn về đến rồi. Bọn họ kêu sợ hãi. Lại là Phù Phong thần thành dân chúng kinh hỉ. Trong lúc nhất thời, vô số người ngẩng đầu, duỗi cổ. Khi bọn hắn nhìn đến, một cái thiếu niên tóc trắng từ trên trời hạ xuống rơi vào núi thây biển máu bên trong thời điểm, bọn họ thét chói tai vang lên, vui đến phát khóc. Đế tử, một người, cho một tòa thành, mang đến hy vọng ánh dạng đông. Tại cái này 6 triệu người cuồng nhiệt trong ánh mắt, thiếu niên kia bên người, còn có một đầu cự thú thần long, một con chim nhỏ. Còn có một cái cây, gốc cây kia dứt khoát đem chính mình sinh trưởng ở cự thú thần trên thân rồng, vươn vô số dây leo, cành lá. Phù Phong thần thành các vị. Lý Thiên Mệnh thanh âm rộng rãi, chấn động ra ngoài. Theo ta cùng một chỗ, giết ra một đường máu. Nợ máu, lấy trả bằng máu còn. Nói đi, hắn đứng tại Lam Hoang trên đỉnh đầu, mặt hướng mắt trước 100.000 hoảng sợ cửu cung quỷ tông quân đoàn, vọt thẳng. Tà ma sở hướng, gió tanh mưa máu. Lam Hoang giống như chiến tranh cự thú, nó một khi vọt lên đến, những thứ này cổ thánh cảnh ngự thú sư cùng cộng sinh thú, quả thực cũng là đậu hũ. Lại càng không cần phải nói, tiên tiên mấy vạn dây leo, đều có thể tùy tiện đem đối thủ cho tươi sống quất chết. Quét qua một mảng lớn. Cảnh tượng như vậy, đối với 6 triệu Phù Phong thần thành dân chúng tới nói, tuyệt đối là bóng tối bên trong, đản sinh nóng rực quang mang. Nhanh, nhanh, theo đế tử. Tất cả mọi người đuổi theo a. Phù Phong thần thành, trực tiếp phát nổ. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần làm quá nhiều, một mình hắn thần uy, đều đầy đủ hoảng sợ đối phương, căn bản không có đối kháng dũng khí. Chỉ cần giết ra một đường máu, chém giết mấy ngàn người, đối phương trực tiếp thì tan tác chạy trốn rồi. 6 triệu người hội tụ vào một chỗ trùng kích lực, xác thực rất đáng sợ. Nhìn lấy bọn hắn, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Kỳ thật. Bọn họ chính mình cũng không biết, kỳ thật bọn họ là có thể giết ra ngoài. Thiên Mệnh thần thành ngàn vạn người lực lượng, đều đủ để đánh tan lục đạo kiếm ma.
Điều này nói rõ, một cái trụ cột tinh thần dẫn đầu, đến cùng trọng yếu bực nào. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tuyệt sử phùng sinh phù phong thần thành dân chúng, toàn bộ xông ra phương bắc cổng thành, bọn họ trước mắt vùng đất bằng phẳng, toàn bộ đều là sinh lộ. Các vị, gặp lại, hướng phương bắc đi thôi. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa thành phía trên, cùng bọn họ cáo từ. Đệ tử, người không cùng ta nhóm cùng đi sao? Mọi người hỏi. Không được, ta muốn về Thiên Mệnh thần thành. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện này làm, trong lòng của hắn rốt cục dễ chịu. Nói thật, bất luận cái gì chiến tranh, tù binh ngược lại là một chuyện phiền toái, bởi vì tù binh cần trông giữ, cái kia liền cần nhân lực. Đây chính là rất nhiều hung tàn thế hệ, lựa chọn trực tiếp đồ sát, đốt giết cướp đoạt, xong hết mọi chuyện. Bây giờ Thiên Mệnh thần thành càng là cứng chắc, cái này bốn tòa thần thành tù binh, ngược lại đều có cơ hội chạy trốn. Đệ tử, người nhất định có thể thắng, nhất định. Nhìn lấy cái này 6 triệu người, rốt cục chạy thoát. Đạt được sinh mệnh vốn nên có tôn nghiêm, Lý Thiên Mệnh kỳ thật cũng nhìn đến, bọn họ tại trong lúc vô hình, đã đem chính mình, xem như thần gửi thư ngửa. Cứu vãn 10 triệu sinh mệnh, đây cũng là công đức đi. Kỳ thật, hắn đã không có như vậy quan tâm, cái này đến cùng phải hay không công đức. Hắn chỉ là tùy tâm xuất phát, đi làm chính mình cho rằng, một cường giả, cần phải việc cần phải làm, cần phải muốn gánh chịu trách nhiệm. Lý Thiên Mệnh cũng không có, dừng lại cước bộ của hắn. Phù phong thần thành bên này tin tức, rất nhanh sẽ truyền đến tử linh quỷ vương bọn họ chỗ đó, bọn họ khẳng định sẽ làm ra phản ứng, thời gian của ta không nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh tiếp đó, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về cái thứ hai thần thành, Chảy Vân thần thành, mà đi. Không sai, mục tiêu của hắn, là đem cái này bốn tòa luân hãm thần thành tù binh, đều cho cứu ra ngoài. Cái này muốn cướp một cái thời gian kém. Hy vọng, tới kịp đi. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, hết tốc độ tiến về phía trước. Chờ bọn hắn đều còn sống rời đi, lại về Thiên Mệnh thần thành, cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Sau đó không lâu, Lưu Vân thần thành, đến. Vượt qua Lý Thiên Mệnh dự liệu là, hắn vừa tới thời điểm, Lưu Vân thần thành bên trong, đang có hơn 400 người tù binh xông ra ngoài. Tại tiền phương của bọn hắn, có một hàng mười mấy người, vì bọn họ giết ra một đường máu. Mười mấy người này. Rõ ràng là đỉnh cấp cường giả, mới có thể làm cho 100.000 quân đoàn chạy trốn. Người nào? Lý Thiên Mệnh vội vàng đi qua. Đệ tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi? Đối phương đồng dạng kinh hỉ. Lý Thiên Mệnh thấy được, người đến là Hiên Viên Vũ Hành phụ thân Hiên Viên Tiêu. Hắn mang theo 10 cái nhị nguyên kiếp lão. Bọn hắn người đều đến Thiên Mệnh thần thành, chuẩn bị công thành, ta thừa cơ chạy ra đến, nhìn có thể hay không giải cứu tù binh. Phù phong thần thành bên kia, ta đã làm xong. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Thật, chúng ta tộc vương cũng là nhìn tình báo, nói đối phương toàn bộ chú ý lực, đều tại Thiên Mệnh thần thành phía trên, dự chắc tử linh quỷ vương có thể sẽ chế tác thi khôi, cho nên phái chúng ta tới, nhìn có thể hay không cứu người. Hiên Viên Tiêu 10 phần kinh hỉ. Đúng rồi, phù phong thần thành khoảng cách Thiên Mệnh thần thành gần nhất, chẳng lẽ tử linh quỷ vương không ở đâu? Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta đem cái chết linh quỷ vương luyện chế thi khôi cộng sinh thú giết, là một đầu gọi mộng yểm hồn trùng cộng sinh thú, linh hồn thần thông rất đáng sợ, nhưng là thân thể tố chất rất kém cỏi. Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, bọn họ sớm thành thói quen, Lý Thiên Mệnh làm ra kinh thiên tiến hành. Hiên Viên Tiêu lập tức tỉnh táo lại, nói, Lưu Vân, phù phong tin tức, rất nhanh sẽ truyền đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chia ra hành động. Người đi Lâm Vũ thần thành, ta đi Quy Dương thần thành. Tốt, có bọn họ, Lý Thiên Mệnh như có thần trợ. Căng cứng tiếng lòng, đã thả lỏng một chút. Đệ tử, nếu có thể thành công, người cùng chúng ta cùng một chỗ về Thái Cực Phong Hồ đi, Thiên Mệnh thần thành quá nguy hiểm. Hiên Viên Tiêu quay đầu lại nói. Không dùng. Lý Thiên Mệnh nói xong, phi nhanh rời đi, cũng không quay đầu lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đối phương tiếp tục gia tăng binh lực. Thiên Mệnh thần thành một khi phá, kiếm vô ý bọn họ có thể chạy hay không, đều không nhất định. Đệ tử quá mạo hiểm. Kỳ thật, chúng ta thế đơn lực bạc, duy nhất có thể làm, cũng là tại Thái Cực Phong Hồ quyết nhất tử chiến đi. Thiên Mệnh thần thành, hy vọng bọn họ có thể chống đỡ. Kỳ thật tại chiến tranh trước đó, Phương Thái Thanh liền muốn chống giống Phương Nam thần thành, khiến mọi người toàn bộ lên phía Bắc. Thế nhưng là, có quá nhiều người, không nguyện ý rời đi gia viên của mình.
Đối phương lên phía Bắc xâm lược, luôn có một tòa thần thành, lại là tiền tuyến. Vậy tại sao, không thể là nắm giữ Nhật Nguyệt tinh thần kết giới thiên mệnh thần thành đâu? Thái cực phong hồ dung nạp không được hết thảy mọi người. Cái này liền cần, thiên mệnh thần thành chỗ như vậy, trở thành thái cổ thần vực lợi kiếm. Đây là chúng ta gia viên, đặt chân thì chết. Thái cực phong bên hồ kia, chẳng những phái gia kiếm vô ý cùng một phần ba cường giả, trợ giúp thiên mệnh thần thành, càng làm cho hiên viên tiêu thừa cơ tới cứu vãn tù binh. Nói rõ bọn họ, cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua mảnh đất này. Cho nên, thủ ở nơi này ý nghĩa, biến đến càng thêm trọng đại. Thiên mệnh thần thành bên ngoài. Báo tin người, mặt mũi tràn đầy thê thảm. Nơi đây, bốn đại quỷ vương đã tề tụ, chính đang thương nghị công thành chi tiết. Chuyện gì? Khởi bẩm quỷ vương, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại Phù Phong thần thành, giết mấy ngàn người, đem cái kia 6 triệu tù binh, toàn bộ cứu ra, hướng phương Bắc chạy. Báo tin nhân đạo. Không có khả năng, ta nhìn tận mắt hắn tiến vào Thiên Mệnh thần thành, không tiếp tục đi ra. Tử Linh quỷ vương cau mày nói. Hồi quỷ vương, ta tận mắt nhìn thấy, hắn ba cái cộng sinh thú đều tại chỗ, chỉ có một cái mãnh hổ không tại. Mãnh hổ. Tử Linh quỷ vương sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vậy mà không có trở về. Chúng ta lại bị chơi xỏ. Bị một đứa bé trêu đùa cảm giác, quả thực cùng đớp cứt một dạng khó chịu. Tiểu tử này thì đi theo thiên tinh cảnh một dạng, căn bản bắt không được. Lần sau đụng tới, nhất định muốn mấy người cùng một chỗ động thủ, nhất kích tất sát, không muốn lại cho cơ hội. U ảnh quỷ vương nói. Nàng tại thiên tinh cảnh, có một lần ám sát cơ hội, thế nhưng là không thành công. Để thái nhất tháp cản trở, cho nên cảm thụ sâu nhất. Mệnh thật sự là cứng rắn a. Tử Linh quỷ vương lên cơn giận dữ. Báo. Lại có người báo tin. Nói. Lưu Vân thần thành xuất hiện thái cổ hiên viên thị hiên viên tiêu, bọn họ ngay tại tiến công thủ quân. Bởi vì thủ quân quá ít, rất có thể không kiên trì nổi, đoán chừng lúc này thời điểm, bọn họ đã đem tù binh cứu đi. Mời quỷ vương thứ lỗi, dù sao những tù binh kia cũng còn có nhất định chiến đấu lực. Báo tin người nói, cái kia chỉ còn lại Lâm Vũ, Quy Dương hai tòa thần thành. Tử Linh quỷ vương híp mắt nói, đúng, truyền ta hiệu lệnh, lập tức đuổi tới cái này hai tòa thần thành, hạ lệnh đồ sát tù binh, không còn một mống. Lý Thiên Mệnh bọn họ, động tác nếu là không rất nhanh, thì để cho bọn họ nhìn nhìn, cái gì gọi là địa ngục. Tử Linh quỷ vương nói, không tiến đến cái này hai tòa thần thành ngăn cản hắn. Tuy nhiên thần thành có hai tòa, nhưng chúng ta phân hai cái lượt, cần phải có thể. U ảnh quỷ vương hỏi. Không cần, ta tính toán minh bạch, đuổi theo hắn, cũng là để hắn nắm mũi dẫn đi, còn không bằng chúng ta chế tạo bẫy dập, để hắn rơi vào tới. Tử Linh quỷ vương nói. Bẫy dập. Chúng ta bây giờ binh lực, hơn 6 lần đối thủ, bây giờ phần thiên huyết ma cùng phệ tâm cự ma lên tiếng, muốn tới thiên mệnh thần thành trợ trận. Chờ chúng nó hai vị vừa đến. Lập tức công thành, coi như kiếm vô ý bọn họ có thể chạy, chúng ta cũng hạ lệnh đổ thành. Cái này 10 triệu người, một cái cũng không thể sống. Người nơi này, có thể so sánh mấy cái khác thần thành có giá trị nhiều. Lý Thiên Mệnh không phải có thể cứu người sao? Ta không luyện chế thi khôi, ta trực tiếp ở trước mặt hắn giết người, ta nhìn hắn có cứu hay không? Hắn ưa thích cứu người, lòng dạ đại nghĩa, vậy chúng ta thì không cần quan tâm, chính hắn trốn về thái cực phong hồ. Tử Linh quỷ vương càng nói càng là âm u. Bọn họ lo lắng nhất chính là, Lý Thiên Mệnh chạy. Gia hỏa này giết người vô số, ta còn tưởng rằng hắn vô cùng hung ác, vì tư lợi đây. Không nghĩ tới còn ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, như vậy cũng tốt đối phó. Lam Dực quỷ vương cười lạnh nói. Chỉ cần trượng nghĩa, thì có nhược điểm. Đúng, lần trước hắn vì dịch tinh ẩn, đem thiên tinh diệu long thần kích đều mất đi, chúng ta sớm nghĩ rõ ràng vấn đề này. Dùng những tù binh kia, đều có thể đem tiểu tử này bức tử. Đáng tiếc lãng phí. Không có việc gì, thiên mệnh thần thành bên trong người, đối với hắn quan trọng hơn. Ta nói thật, đừng có lại coi hắn là một đứa bé nhìn, theo thiên tinh cảnh đi ra, hắn liền Lê Sơn ngũ quỷ đều có thể giết chết, người nào có thể bảo chứng nửa tháng sau, hắn không thể so với chúng ta cường. Ta cảm thấy, lần này đánh hạ thiên mệnh thần thành, trình độ lớn nhất trọng thương đối phương kiếp lão, chỉ là chúng ta mục tiêu thứ hai. Bức cái này Lý Thiên Mệnh chết, mới là mục tiêu thứ nhất. Bọn họ ý kiến cơ bản nhất trí. Đừng nói nữa, bọn họ nhanh đến, nhiều lắm là hai canh giờ,
chính thức công thành, toàn bộ bắt đầu chuẩn bị đi. Tử Linh Quỷ Vương nói. Nói đến, Phệ Tâm Cự Ma cùng Phần Thiên Huyết Ma, không có ngươi ca về sau, bọn họ ở vào tử kiếp, sớm muộn đi đến diệt vong, đây là bọn họ, muốn làm một lần cuối cùng cống hiến a. U Ảnh Quỷ Vương nói. Bọn họ vốn là nghĩ, chờ chúng ta đẩy đến, Thái Cực Phong Hồ, lại động thủ. Bất quá, nghe nói Lý Thiên Mệnh ở chỗ này, bọn họ nhìn không được. Ta ca đi, liền để cái này Thiên Mệnh Thần Thành, nếm một chút hai bọn chúng bị lửa giận. Chỉ là một tòa Thiên Mệnh Thần Thành, là nên phá. Nếu không, chúng ta Cửu Cung Thần Vực tiến độ, cũng không bằng Âm Dương Ma Tông, ha ha. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Lý Thiên Mệnh rốt cục chạy tới Lâm Vũ Thần Thành. Lâm Vũ Thần Thành vị trí, khoảng cách Lưu Vân Thần Thành có chút xa xôi, so sánh dưới, Thiên Mệnh Thần Thành đến nơi đây, muốn một chút gần một chút. Trời chiều hồng quang, ngay tại Lâm Vũ Thần Thành bên trong lan tràn. Lâm Vũ Thần Thành rất an tĩnh, nơi này 5 triệu tù binh, mờ mịt mà hoảng sợ, chỉ có thể chờ đợi lấy tận thế buông xuống. Tử Linh Quỷ Vương Đồ Thành chỉ lệnh, cũng còn chưa đạt tới. Dù sao, Lâm Vũ Thần Thành lại xa. Lý Thiên Mệnh đều so truyền tin người càng nhanh. Lâm Vũ Thần Thành bên trong Cửu Cung Quỷ Tông quân đoàn, ngay tại trà đạp tù binh, chơi đến quên cả trời đất. Bên trong tòa thần thành, kêu thảm, khóc giống không ngừng, tuyệt vọng cùng hắc ám, bao phủ tại mỗi người trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, vọt vào Lâm Vũ Thần Thành bên trong, lại một lần nữa đại khai sát giới. Là đế tử. Đế tử tới cứu chúng ta. Vạn chúng lệ nóng doanh tròng. Các vị. Cùng ta cùng đi. Lý Thiên Mệnh phát hiện, làm trụ cột tinh thần, hắn căn bản không cần nhiều lời, làm hắn xuất hiện thời điểm, Lâm Vũ Thần Thành dân chúng, liền đã có tín ngưỡng cùng niềm tin. Đi. Giết. Có đế tử tại, sợ cái gì? Khi bọn hắn nhìn đến, Lý Thiên Mệnh đại sát tứ phương, giết đến Cửu Cung Quỷ Tông người sợ chết khiếp, lại thêm Lam Hoang mở đường, Thiên Trọng Tinh Hoàn đụng bay hết thảy, bọn họ cừu hận trong lòng cùng phẫn nộ, cùng một chỗ bạo phát. Lý Thiên Mệnh chỉ cần vì bọn họ, xé rách ra một đầu lỗ hổng, bọn họ liền có thể thế như trẻ tre, xông ra Lâm Vũ Thần Thành. Các người đi, ta cho các người bọc hậu, Lý Thiên Mệnh nói. Đế tử vạn tuổi. 5 triệu người hô to tên của hắn, vui đến phát khóc, lít nha lít nhít đám người, tại trời chiều hào quang bên trong, hướng về phương Bắc mà đi. Lý Thiên Mệnh chặn giết rất nhiều, muốn đuổi kịp đi Cửu Cung Thần Vực người. Có hắn tại. Đối phương căn bản là không có cách vượt qua đạo này khoảng cách. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn, hoàn toàn biến mất tại đường chân trời cuối cùng, Lý Thiên Mệnh mới thu hồi nụ cười, trực tiếp trở về Thiên Mệnh Thần Thành. Chỉ mong, bọn họ đều có thể sống sót, hưởng thụ quý giá nhân sinh. Vì thiện giả, dễ chịu. Không chỉ là dễ chịu, còn có thể gánh chịu càng nhiều tín ngưỡng. Đế quân chi nhãn, đập vào mắt đi tới chỗ, đều là thái cổ thần vực vô số chúng sinh. Mang cho mình chúng sinh thiên ý. Nguyên lai, thần, thật tồn tại. Có điều, thượng thần, không chỉ là thực lực cường đại, càng không phải là tu hành, thần tồn tại ở trái tim con người bên trong. Làm mọi người cần thần thời điểm, thần vừa ra đời. Lý Thiên Mệnh không biết, Viêm Hoàng đại lục lịch sử phía trên, phía trước 10 vị thượng thần, đến cùng như thế nào thành thần. Hắn biết đến là, chỉ ít chính mình, nắm giữ hoàn toàn khác biệt gặp gỡ. Nói thật. Hắn cho thái cổ thần vực mang đến lực lượng tinh thần, đã vượt qua Khương Phi Linh, hiện tại đám người, thực chất bên trong đã ngầm thừa nhận, hắn là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế. Lý Thiên Mệnh đứng tại Lâm Vũ Thần Thành phía trên, hướng phương Bắc nhìn qua. Cái này bao la vô tận đất đai, cũng là thái cổ thần vực. Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu một lần. Hắn cảm nhận được, mạch đập của chính mình, vậy mà cùng khắp nơi mạch đập, kết hợp lại cùng nhau, cùng một chỗ nhảy lên. Dường như chính mình, đã hóa thân toàn bộ thái cổ thần vực. Lại hoặc là nói, linh hồn của hắn, đã dung nhập trong đó. Cha ta nói, thành thần, liền có thể trình độ lớn nhất, thoát khỏi kẻ đuổi giết. Thế mà, hắn lại không nói cho ta biết, ta rốt cuộc muốn trở thành, như thế nào thần. Hắn cầm trong tay dính đầy huyết tà ma, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn chấn động thiên chi dực, quay người hướng về Thiên Mệnh Thần Thành chạy như bay. Sống mái một trận chiến, cuối cùng rồi sẽ trình diễn. Thiên Mệnh Thần Thành. Tối nay bầu trời đen kịt một màu. Trời chiều rơi xuống về sau, hắc ám đã bao phủ toàn bộ khắp nơi. Tại cái này vô tận sơn hà phương Nam,
cho dù là nắm giữ nhật nguyệt tinh thần kết giới thiên mệnh thần thành, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Thiên mệnh thần thành bên ngoài, vô số bóng đen thổi qua, tối thiểu có 6 triệu yêu ma quỷ quái, tại khống chế lấy bọn hắn cộng sinh thú, chằm chằm lên thiên mệnh thần thành cái này một khỏa minh châu. 6 triệu là khái niệm gì? Toàn bộ thái cổ thần vực cửu đại quân đoàn, mới chỉ có 8 triệu chiến sĩ, người không biết, còn tưởng rằng thiên mệnh thần thành là thái cực phong hồ đây. Thần Tông hy vọng nhật nguyệt tinh thần kết giới, có thể trình độ lớn nhất làm hao mòn thực lực của đối thủ, không sai mà tối nay, đến cùng là ai làm hao mòn người nào, vậy cũng không nhất định. 6 triệu cửu cung thần vực chiến sĩ, khống chế lấy bọn hắn cộng sinh thú, đã đem thiên mệnh thần thành, vây nước chảy không lọt. Chuẩn bị công thành chỉ lệnh đã hạ đạt, tất cả mọi người đang chờ đợi, sau cùng một tiếng mệnh lệnh. Hắc ám như mực nước, đưa tay không thấy được năm ngón. Táo bạo cùng dữ tợn trong lòng bọn họ hiện lên, chết như vậy tịch thiên địa, đã định trước sẽ có một trận kinh thiên động địa đổ máu. Các loại bình minh ngày mai, tòa thần thành này hưu chết vào tay ai? Cái kia sặc sỡ trên tường thành, cổ lão trong thành trì, phủ phục trên đó, thì là ai thi thể? Những thi thể này, thì là ai người yêu, là ai hài tử? 6 triệu trầm trọng mà dữ tợn tiếng hít thở âm, chồng chất cùng một chỗ. Tựa như là một cái thần thành kích cỡ tương đương cự thú đang gầm thét, tin tưởng thiên mệnh thần thành bên trong người, đã ngửi thấy bọn họ trong miệng mùi máu tươi. Rất nhiều hung hãn cự thú, đã đem hàm răng, đâm vào bên trong máu thịt của bản thân. Lý thiên mệnh thì xen lẫn trong này một đám yêu ma quỷ quái bên trong. Hắn mặc lấy cẩn trọng áo giáp màu đen, toàn thân bao phủ trong đó, liền ánh mắt đều chỉ lộ ra màu đen một cái. Nghe nói đang đợi phệ tâm cự ma cùng phần thiên huyết ma thật sao? Đúng, bọn họ muốn vì cửu cung, lập hạ tối hậu công lao. Vậy khẳng định rất hung tàn. Từ bọn họ xé rách nhật nguyệt tinh thần kết giới, chuột sát lý thiên mệnh, không thể tốt hơn. Đúng. Ha ha, những thứ này bên trong tòa thần thành người đáng thương a, lần này, thật là xong đời. Làm xong nơi này, bước kế tiếp cũng là một đường nghiền ép, giết tới thái cực phong hồ. Nghe nói không, tối nay, tử linh quỷ vương muốn đổ thành, thiên mệnh thần thành bên trong. Một con ruồi cũng không thể còn lại. Lấy lễ tế huynh trưởng của nàng huyết ý quỷ vương. Rất tốt, ý tứ chính là, chúng ta tối nay, có thể muốn làm gì thì làm. Các huynh đệ, các ngươi gặp qua thái cổ thần vực cô nương sao? Những thứ này băng tuyết ngập trời bên trong lớn lên nữ nhân, lại cao lại trắng, có thể thủy nộn, ta công phá lâm vũ thần thành thời điểm, chơi qua không ít, xác thực kích thích. Ha ha, thì cái này không quan trọng thái cổ thần vực, chỉ là bắt đầu. Chiếu ta nhìn, chúng ta cửu cung thần vực, một ngày nào đó, muốn lần nữa thống trị toàn bộ đại lục. Tối nay, liền lấy cái này thiên mệnh thần thành khai đao. Xen lẫn trong quân địch, mới có thể nghe được những lời này. Lý thiên mệnh mặt không biểu tình tiến lên, thẳng đến đại quân phía trước nhất. Nơi này đã cách thiên mệnh thần thành nhật nguyệt tinh thần kết giới, vô cùng tới gần. Uy, quay trở về, đừng có gấp, có người sau lưng hô. Lý Thiên Mệnh triển khai 6 mảnh thiên chi dực, đột nhiên gia tốc. Làm hắn xông vào nhật nguyệt tinh thần kết giới thời điểm, cửu cung người của thần vực, cơ hồ đều không kịp phản ứng. Đó là ai? Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh thì biến mất tại cái này nhật nguyệt tinh thần kết giới bên trong. Hắn sau khi đi vào, kết giới uy lực kinh khủng, trực tiếp khóa chặt hắn. Dịch điện chủ, là ta, Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Cái kia nhật nguyệt tinh thần kết giới vô cực tinh võng, mới từ trước mắt tiêu tán. Cái này tam nguyên kiếp văn kết giới, khẳng định so đông hoàng cảnh kết giới mạnh hơn nhiều, chỉ là kết giới tiêu ký thì phức tạp rất nhiều. Dịch tinh ẩn hoàn toàn có thể trưởng khống đại cục, kết giới công kích người nào, từ hắn định đoạt. Lý Thiên Mệnh xuyên qua kết giới, leo lên thần thành. Kiếm vô ý bọn người, đều ở nơi này chờ hắn. Kiếm tông chủ. Một hồi đối phương sẽ để cho phệ tâm cự ma cùng phần thiên huyết ma xung phong. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Đạt được tình báo. Kiếm vô ý nói. Thành. Lý Thiên Mệnh nhìn thần thành liếc một chút, trong thành chỉ bầu không khí như thế nghiêm túc. Lần này kiếp nạn, như hắc ám cùng một chỗ buông xuống. Còn có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết sao? 4 tòa thần thành người, đều cứu được sao? Thiên Mệnh thành chủ Tô Vãn Phong hỏi. Thành chủ. Đều cứu được, tông môn bên kia còn tới người hỗ trợ. Lý Thiên Mệnh nói. Quá tốt rồi. Đây là Lý Thiên Mệnh mang tới cái thứ 2 tin tốt. Không có thi khôi thi thú uy hiếp, lại để cho 20 triệu người thoát ly khổ hải,
người thật sự là công đức vô lượng. Hiên Viên Tà cảm khái nói. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh một ngày này nỗ lực, buổi tối hôm nay, Thiên Mệnh Thần Thành tình huống, sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Làm phe phòng thủ, bọn họ cũng không có kế hoạch gì. Tử chiến, liều chết thôi. Ngũ hành thần vực bên kia, còn có 200 vạn đại quân Phương Thần Vũ cùng Kiếm Thanh Nguyên, chỉ có thể tự mình tìm cơ hội, đối phương không tấn công thành, bọn họ tạm thời cũng không dám ra ngoài. Miêu miêu đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bên kia ngủ đây, Tô Vãn Phong nói. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh đi đến thành tường nơi hẻo lánh chỗ, đem mèo lười này cho bóp lấy. Người nào hắn mèo quấy rầy ta an nghỉ, có tin ta hay không móc? Miêu miêu hai mắt mơ hồ, liền bắt đầu kêu gào nói. Móc cái gì? Móc ra đối ngươi thích. Miêu miêu xem xét là hắn, vội vàng đổi giọng nịnh nọt cười nói. Lăn, ngủ được thật thoải mái a. Vẫn còn, nếu có thể lại đến một canh giờ, thì càng tươi đẹp hơn. Miêu miêu nói. Nghĩ hay lắm. Lý Thiên Mệnh dẫn theo nó, ném vào cộng sinh không gian, tiến vào một gian nhà dân. Tại đối phương công thành trước đó, hắn có cơ hội, trước do tử nhập sinh, trùng kích đệ thất trọng sinh kiếp. Rất đơn giản. Ngưng tụ sinh chi kiếp hoàn là đủ. Có đế hoàng thiên ý, mạnh hơn lực lượng, đều có thể trưởng khống. Rất nhanh, bọn họ một người bốn thú, chính là đạt tới thất trọng sinh kiếp. Có Linh Nhi trợ giúp, lại có Thanh Linh Tháp, ta đoán chừng, có thể cùng Dịch Điện Chủ, Hiên Viên Tà Thần soái giao phong. 10 tầng tử kiếp. Cảnh giới này, tại các đại thần vực, trên cơ bản đều là tông chủ, quỷ vương hạ nhóm đầu tiên lần. Sinh kiếp kiếp hoàn bành trướng, để lực lượng của hắn, càng thêm hùng hồn. Đông Hoàng vòng xoáy, quá hỗn độn cự thú lực lượng, Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp, lại thêm lục đạo sinh tử kiếm, hắn tư bản, để hắn vượt qua rất nhiều tầng thứ. Chỉ là vĩnh hằng luyện ngục kinh các loại bốn đại công pháp sinh tử kiếp lực, đều cơ hồ cùng 10 tầng sinh tử kiếp tam nguyên kiếp lão, không có khác biệt lớn. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh lấy ra tà ma. Hắn đang nghĩ, thái cổ tà ma chi nhãn, cái gì thời điểm, mới có thể chân chính, đến trong ánh mắt của mình. Ta cái gì thời điểm, mới có thể trở thành, chân chính trộm thiên nhất tộc. Vì phá giải hắc động tinh thần bí mật, hắn gần nhất hao phí rất nhiều tâm tư, tại cái này tà ma trên xiềng xích, đáng tiếc đều biết. Cái này khiến hắn lâm vào mê hoặc. Cha, ta nên làm như thế nào? Đêm đã khuya. Mây đen phía dưới thế giới, nhìn như tĩnh mịch. Kỳ thật, dư tợn sóng ngầm, đã như cự thú đồng dạng, tại tim của mỗi người bên trong lăn lộn. Lý Thiên Mệnh theo nhà dân bên trong đi lúc đi ra, nhìn lại, bên trong tòa thần thành 10 triệu dân chúng, cơ hồ đều lấy nóng rực ánh mắt nhìn lấy hắn, hai mắt đỏ bừng. Đế tử, chúng ta không muốn chết. Ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, ta yêu người tại, Cô Tô thần thành, ta đã đáp ứng muốn cưới nàng. Đế tử. Ta còn thiếu nhi tử ta một câu xin lỗi, đời ta qua được quá khốn nạn, ta sai rồi, ta muốn đi tìm hắn. Mọi người luôn luôn lấy làm nhân sinh rất dài, có thể tùy tiện tiêu xài. Chỉ có tử vong lưỡi đao, cắm ở trên cổ họng thời điểm, mới biết được hối hận. Các vị, đều buông lỏng một chút. Lý Thiên Mệnh giống như là ánh sáng mặt trời đại nam hài một dạng, đối bọn hắn nhếch miệng cười cười. Cổ vũ sĩ khí lời nói, Hiên Viên Tà bọn họ. Cũng đã sớm nói vô số lần. Hắn nói không là cái gì, chỉ có thể thực sự trên chiến trường. Hắn đi vào cửa nam, kiếm vô ý cùng 10 cái tam nguyên kiếp lão, thủ tại chỗ này. Đối phương sẽ theo 4 phương 8 hướng công thành. Thiên Mệnh Thần Thành chỉ có 1 triệu quân đoàn, phương nam là đối phương chủ công phương hướng, trước mắt bên này, lưu lại 400.000 người. Bên trong tòa thần thành tổng cộng có 2.000 nhị nguyên kiếp lão cùng hơn 20.000 nhất nguyên kiếp lão. Kiếm vô ý đem nhị nguyên kiếp lão, lưu tại trên chiến trường, ngăn cản đối phương đỉnh phong lực lượng. Hắn an bài cái kia hơn 20.000 nhất nguyên kiếp lão, hộ tống Dịch Tinh Ẩn bọn người, cùng một chỗ trấn thủ Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Có cái này hơn 20.000, tứ trọng sinh tử kiếp trở lên kiếp lão tỏa trấn kết giới, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới uy lực, hẳn là có thể bạo tăng mấy lần. Trước mắt, kiếm vô ý ngồi trấn Nam Thành Môn. Căn cứ tình báo, Tử Linh Quỷ Vương cùng nàng đại quân đã tại cửa nam bên ngoài tập kết. Đứng ở chỗ này, mắt thường đã có thể nhìn đến, phía trước tối tăm bầu trời tại hạ, cái kia lít nha lít nhít đám người. Đông cửa thành tây, thì từ Bắc Cung Lâm Lam cùng Lâm Kình Thiên, dẫn người tỏa chấn. U Ảnh Quỷ Vương cùng Lam Dực Quỷ Vương quân đoàn, phân đừng tại đây hai cái phương hướng. Phương Bắc Cổng Thành,
thì từ Hiên Viên Tà cùng Tô Vãn Phong tọa chấn. Phù Du Quỷ Vương người, thì chủ công nơi này. Bọn họ loại này vây công phương thức, có thể trình độ lớn nhất, phân tán nhật nguyệt tinh thần kết giới lực lượng, để dịch tinh ẩn được cái này mất cái khác. Mà lại, có thể trong cùng một lúc, để càng nhiều binh mã xông vào kết giới, thuận tiện chen bể cái này thủ hộ kết giới. Chỉ cần bất kỳ một cái nào phương hướng phá vây, công nhập thần thành, tìm tới dịch tinh ẩn vị trí của bọn hắn, đem kết giới hạch đánh vỡ, thần thành, thì sẽ lập tức luân hãm. Một khi thần thành luân hãm, lấy đối phương bây giờ tàn bạo, bên trong tòa thần thành bách tính, rất khó sống sót. Kiếm Vô Ý mặt không chút thay đổi nói. Tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Tông chủ, đối phương nhanh lên đi. Lý Thiên Mệnh đứng tại Kiếm Vô Ý trên thân, ngóng nhìn phương Nam. Phệ Tâm Cự Ma cùng phần Thiên Huyết Ma đã đến, trong vòng một khắc đồng hồ, chắc chắn tiến công. Kiếm Vô Ý bọn họ, đã làm tốt chiến tranh động viên. Phía Nam, có bao nhiêu địch nhân? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước mắt tập kết ngự thú sư có 1,5 triệu, gấp 4 lần tại chúng ta. Đồ vật Bắc ba phương hướng, mỗi người có 8-100 ngàn đại quân. Mỗi một cái chiến trường, đều gấp 4 lần tại chúng ta. Bọn họ còn lại còn có 2 triệu nhân mã, canh giữ ở phương Nam, dùng để ngăn cản phương Thần Vũ cùng Kiếm Thanh Nguyên trợ giúp. Kiếm Vô Ý nói. Cái này còn lại 2 triệu người, muốn là nhào lên, chúng ta bên này, thì có 3,5 triệu ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhìn Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân trợ giúp, phải chăng kịp thời. 3,5 triệu ngự thú sư, cũng không phải 3 triệu thi khôi thi thú. Những người này tăng thêm cộng sinh thú, tối thiểu hơn 7 triệu. Chỉ muốn đối phương tiến vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân thì ngay lập tức sẽ ra khỏi thành, hướng bên này trợ giúp, bọn họ nếu có thể xông vào kết giới, dịch tinh ẩn có thể phân biệt ra bọn họ. Để bọn hắn khỏi bị kết giới tiến công. Đây hết thảy, chênh lệch thời gian rất trọng yếu. Chúng ta tối thiểu muốn chống đến, bọn hắn người đột phá đối phương 2 triệu, hậu phòng tuyến, xông vào kết giới trợ giúp chúng ta. Kiếm Vô Ý nói. Phương Thần Vũ cùng Kiếm Thanh Nguyên hai đại thần quân, là thiên mệnh thần thành phải chăng sống sót quan trọng. Minh Bạch, chỉ phải sống, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng vấn đề là, có thể chống đỡ sao? Lý Thiên Mệnh hít sâu một chút. Đúng vào lúc này, cái này tĩnh mịch ban đêm, đột nhiên nổ tung. Chiến tranh, bắt đầu. Ầm ầm. Phương Nam đột nhiên động đất. Cửu cung chiến sĩ, công hãm thần thành, đại khai sát giới đi. Không chỉ là phương Nam. Đồ vật Bắc ba phương hướng, tam đại kiếm không có ý cấp bậc quỷ vương, xuất lĩnh 8-100 ngàn đại quân cùng 1 triệu cấp bậc cộng sinh thú trùng sát. Mỗi một cái chiến trường, đều lấy gấp 4 lần trở lên binh lực. Vọt thẳng tiến Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Trong đó, phương Nam bên này càng nhiều. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú, cùng nhau thì có 3 triệu. Mà lại bọn họ phía sau, còn có 4 triệu ngự thú sư cùng cộng sinh thú, bố trí mai phục, ngăn cản Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân trợ giúp. Ông! Thiên mệnh thần thành ầm vang chấn động. Chờ đợi thật lâu Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, tại cái này tĩnh mịch trong đêm tối, đột nhiên tinh quang thôi sán, vạn trượng hào quang ngút trời. Tinh quang lại lần nữa phá vỡ cẩn trọng mây đen. Trong lúc nhất thời, ngôi sao trên trời bắn ra vô số tinh quang trụ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới phía trên. Thiên mệnh thần thành, lóng lánh màu sắc rực rỡ hừng hực quang mang, lại lần nữa trở thành Viêm Hoàng Đại Lục Minh Châu. Những cái kia đến từ cửu cung thần vực yêu ma quỷ quái, dưới quang mang này, bọn họ tàn nhẫn cùng huyết tinh, quả thực không chỗ che thân. Bên trong tòa thần thành 10 triệu bách tính cùng bọn hắn cộng sinh thú, đã từng dựa vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, thay đổi qua vận mệnh của mình. Dù là địch nhân mạnh hơn, bọn họ làm kiêu dũng thiện chiến người, vẫn đem sức lực cả đời, hội tụ tại thủ hộ kết giới bên trong. Trong lúc nhất thời, đại lượng vô cực tinh võng, cho nhóm đầu tiên địch nhân đón đầu thống kích. Xì xì xì. Rất nhiều ngự thú sư cùng cộng sinh thú, trực tiếp bị cắt chém thành hai đoạn, thậm chí mấy chục đoạn. Máu tươi tại chỗ. Thế mà, rất nhiều người dẫm qua đồng bạn thi thể, vượt qua vô cực tinh quang, lại xuyên qua tinh quang oanh tạc cùng xuyên thủng, hướng về trong kết giới thần thành chiến sĩ vọt tới. Bọn họ biểu lộ dữ tợn, làm kẻ xâm lược, bọn họ có cường đại tâm lý ưu thế. Tử linh quỷ vương đồ thành mệnh lệnh, để bọn hắn chẳng sợ hãi. Tại điên cuồng như vậy ban đêm, cơ hồ mỗi người, đều hóa thân thành ma quỷ, dữ tợn cười lạnh. Liều chết ngoan cố chống lại, cảm động chính mình,
còn không bằng dứt khoát một chút chết, có thể thiếu thụ điểm tra tấn. Chúng ta muốn bắt lại chính là Thái Cực Phong Hồ, chỉ là Thiên Mệnh Thần Thành, liền muốn cố thủ. Thật tình không biết, các ngươi sớm đã bị thần tông từ bỏ. Chết đi! Thiên quân vạn mã, tiếng hô giết sung trời. Cơ hồ một cái nháy mắt, cũng đã thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh căn bản không sợ, bại lộ thân phận của mình. Hắn đứng tại thần thành chiến sĩ mạnh nhất mới. Tại hắn cái phương hướng này, trên cơ bản đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Là hắn. Phàm là có người nhận ra hắn, thì ùa lên. Cái này là có thể cả một đời vinh hoa phú quý công lao. Đáng tiếc. Liền xem như phổ thông tam nguyên kiếp lão, muốn giết Lý Thiên Mệnh, đều là lên đi tìm cái chết. Tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, cắm rễ tại cái này cửa nam bên ngoài, màu đen sợi rễ vô tận lan tràn. Cái kia thánh quang đằng mạn kết thành phòng thủ, mạn châu xa hoa phệ huyết kiếm vũ, thì đầy trời nổ bắn ra. Chỉ là chính nó, tại cái này khai chiến đến bây giờ, đều giết hại địch quân, có đã đếm trên vạn. Khởi nguyên thế giới thụ vì loại này chiến tranh mà sinh, nó một lần nổ bắn ra phệ huyết kiếm vũ, số lượng đạt tới 100.000, kia hình kiếm cánh hoa có thể trực tiếp xuyên thủng thiên thánh, cổ thánh cảnh trái tim, để hắn tại chỗ tử vong. Còn lại cộng sinh thú, đều không có hiệu quả như vậy. Mà lại, nó vĩnh dạ ma chú, cũng sớm đã mở ra đến trình độ lớn nhất. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, đối phương lâm vào hoắc loạn, tự giết lẫn nhau người sẽ càng ngày càng nhiều. Có nó tồn tại, Lý Thiên Mệnh đủ để lấy một địch vạn, thậm chí nhiều hơn. Có thể mấu chốt là, đối phương gấp 4 lần trở lên nhân mã, vẫn là nhiều lắm. Cho dù có nhật nguyệt tinh thần kết giới, đem đại đa số người còn ngăn cản bên ngoài tầng, cái kia vô số ngự thú sư cùng cộng sinh thú, bổ nhào tiên tiên trên thân, điên cuồng chặt chém. Tựa như là lít nha lít nhít con kiến, đồng dạng có thể mang đến thương tổn. Lúc này, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, đều phát huy tác dụng. Bọn họ bảo vệ tốt tiên tiên, lấy tiên tiên làm cơ sở chiến đấu, để tiên tiên đến khống chế toàn bộ chiến trường, bọn họ đến thu hoạch giết hại, đồng thời bảo hộ tiên tiên. Có thanh linh tháp về sau, chỉ ít trước mắt, không ai có thể đánh đến động Lam Hoang. Nó cái này một đầu cự thú, trên chiến trường vọt lên đến, trực tiếp chà đạp ra một con đường máu, thiên trọng tinh hoàn rảo sát phía dưới, đầy trời đều là thi khối mưa máu. Đến mức Lý Thiên Mệnh, hắn ngay tại tất cả mọi người phía trước nhất, lấy tà ma xiềng xích thi triển bát hoang ma long tiên. Cái kia màu đỏ thấm xiềng xích chỗ đến, đồng dạng đều là một chuỗi thi thể. Cái này dẫn đến, trong thời gian ngắn, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh chân không khu vực, vậy mà không ai dám đi tìm cái chết. Lại hoặc là nói, đem Lý Thiên Mệnh, lưu cho bọn hắn một phương cường giả. Tới thu thập Lý Thiên Mệnh người, rất nhanh liền đến. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm giác được, lưng phát lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một người mặc màu xám váy dài nữ tử, bên người có ba đầu vong linh cự thú nương theo. Nàng để mắt tới Lý Thiên Mệnh, khóe miệng một tia nụ cười dữ tợn, lãnh quang chợt hiện. Người tốt nhất đừng trốn, thật tốt thưởng thức. Tối nay ta như thế nào chơi chết cái này hơn 10 triệu người. Lý Thiên Mệnh, ta có thể cam đoan với ngươi, mỗi người bọn họ, đều sẽ bị chết rất thảm. Ngươi có thể mắng ta tàn nhẫn, vô đạo, ta cũng không đáng kể. Cái này thế đạo, nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định, ta liều lên hết thảy, bò lên trên chúng sinh đỉnh phong, là vì chúa tể ức vạn sinh tử, mà không phải là vì làm thánh mẫu. Tối nay, ngươi tuyệt đối đừng chạy, cái này thánh mẫu, từ ngươi tới làm. Nàng quá sợ Lý Thiên Mệnh chạy, cho nên, vội vã cùng hắn cường điệu. Vừa mới nói xong, nàng thì mặc kệ toàn bộ chiến trường, mang theo ba đầu cộng sinh thú, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà đến. Vì cho huyết ý quỷ vương cùng mộng yểm hồn trùng báo thù, nàng sát khí, đã lấn át trăm vạn đại quân. Cầm ngươi đế tử đầu chó, dùng đến mở đường, thần thành, chẳng phải là tự sụp đổ. Cái kia giữ tợn cười lạnh, không hề giống là... Nàng dạng này có vô tận phong tình lãnh diễm nữ tử thanh âm. Làm. Ngay tại nàng tới gần Lý Thiên Mệnh thời điểm, mặt bên giết ra một cái kiếm vô ý. Kiếm vô ý tứ đại kiếm thú bám vào trên thân kiếm, khí chất cùng phong thanh mục rất tương tự, chỉ là một thanh một lam. Hắn trên kiếm đạo tạo nghệ vô cùng sâu, vừa rồi một đạo ngàn mét kiếm ảnh, đang bức lui tử linh quỷ vương đồng thời, đều chu sát trên trăm cái cửu cung chiến sĩ. Kiếm vô ý, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng làm đối thủ của ta. Tử linh quỷ vương miệt thị cười một tiếng. Kiếm vô ý tại Thái Cổ Thần Tông bài danh thứ 3,
so với Tử Linh Quỷ Vương, kém một cảnh giới. Hắn cùng U Ảnh, Thanh Minh các loại Quỷ Vương, ở vào một cái cấp độ. Đối mặt Tử Linh Quỷ Vương giễu cợt, Kiếm Vô Ý không có trả lời, hắn một người bốn kiếm thú, trong tay một thanh xem ra giống như chất gỗ trường kiếm, lại bộc phát ra kinh thiên kiếm ảnh. Mà lại, cùng lúc đó, một cái nóng rực mặt trời, tại bên cạnh hắn sinh ra. Cái kia là Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới Nhật Nguyệt Đồng Huy. Dựa vào 20.000 nhất nguyên kiếp lão tỏa chấn, dịch tinh ẩn cùng 10 triệu chúng sinh, lại càng dễ thi triển ra Nhật Nguyệt Đồng Huy. Trong đó, cái kia như liệt hỏa một dạng thiêu đốt kết giới mặt trời, đi tới Kiếm Vô Ý bên người, tăng thêm vô số vô cực tinh võng cùng một chỗ, trợ giúp Kiếm Vô Ý ngăn cản Tử Linh Quỷ Vương. Tử Linh Quỷ Vương là đối phương tối cường giả, một khi để cho nàng xông vào thần thành, đối mặt thần thành bách tính, 10 triệu người đều phải chết. Loại này đứng tại ức vạn chúng sinh phía trên đỉnh cao cường giả, 1 tỷ người mới có thể ra một cái. Cho nên, làm bên trong tòa thần thành trước mắt tối cường giả, Kiếm Vô Ý tồn tại, chính là vì ngăn lại nàng. Cho dù có kết giới mặt trời cùng vô cực tinh võng, có thể thành hay không, người nào cũng không biết. Tại cái này máu tanh trên chiến trường, ai không phải tại siêu việt cực hạn, đối phó mấy cái đối thủ. Rầm rầm rầm. Trong vạn quân, Tử Linh Quỷ Vương cùng Kiếm Vô Ý, đã giết. Còn lại 3 phương hướng, cái kia 3 vị Quỷ Vương, cần phải đều đã xuất thủ. Đông Tây phương hướng vấn đề không lớn, phương Bắc Hiên Viên Tà, dù sao chỉ là một cái thần soái, muốn đối phó Phù Du Quỷ Vương, khẳng định kém một chút. Cho nên, trước mắt kết giới ánh trăng ngay tại phương Bắc, hạn chế Phù Du Quỷ Vương phát huy. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, tiếng hô giết rung trời. Mỗi người đều đang liều tử chiến đấu, chỉ có nỗ lực hết thảy, mới có thể cầu được sinh tồn. Lý Thiên Mệnh còn trên chiến trường chém giết, phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời tinh quang thiểm diệu, mặt đất máu chảy thành sông. Người chết trận, có địch nhân, cũng có Tà Long quân, Thành Vệ quân. Thậm chí rất nhiều người quen, vĩnh viễn ngã xuống, đầu người tách rời. Chiến tranh tàn khốc cùng vô tình, ngôn ngữ căn bản là không có cách miêu tả. Dạng này huyết tinh sẽ để cho mỗi người đều lâm vào điên cuồng cùng trong thống khổ, hóa thân thành cỗ máy giết chóc. Lý Thiên Mệnh không ai ngăn cản, hắn tồn tại, trực tiếp đứng vững đối phương đại quân chính diện trùng kích. Nhưng là, hắn lại bị để mắt tới. 2 đầu máu tanh cự thú, theo lòng đất chui ra, cái kia giữ tợn ánh mắt, gắt gao nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, sát cơ chấn thiên. Bọn họ chính là vì Lý Thiên Mệnh mà đến. Chờ chết Linh Quỷ Vương xác nhận Lý Thiên Mệnh vị trí, ngay tại cửa nam bên này, bọn họ lập tức tiến đến. Bọn họ cũng là Phệ Tâm Cự Ma, Phần Thiên Huyết Ma. Cùng Tử Linh Quỷ Vương ở vào cùng một cảnh giới cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh, thiên tinh cảnh nhất chiến, là chúng ta đời này, biệt khuất nhất thống khổ nhất nhất chiến, người để cho chúng ta đã mất đi huynh đệ, đã mất đi hết thảy. Tối nay, lại không phong cấm kết giới, chúng ta sẽ để cho ngươi thấy, cái gì mới là chúng ta, lực lượng chân chính. 2 đầu cự thú. Một người nói một câu, sau đó, bỏ mạng đánh tới. Đối Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không thể nghi ngờ là đại họa lâm đầu. Coi như đột phá đến thất trọng sinh kiếp, cái này 2 đầu huyết ý quỷ vương cộng sinh thú, vẫn cường đến đáng sợ. Coi như Phệ Tâm Cự Ma thương thế, còn không có khôi phục, vậy cũng là chí mạng. Ầm ầm, Phần Thiên Huyết Ma trực tiếp phun ra Phần Thiên Huyết Viêm, hỏa diễm như hải dương một dạng đốt tới tiên tiên trên thân. Trong lúc nhất thời, vô số cành lá dây leo bắt đầu đốt cháy, Tiên Tiên đau đến kêu to. Ngươi chết đi cho ta. Không có phong cấm kết giới, bọn họ xác thực đáng sợ. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh sau lưng cũng là thần thành, cũng là 10 triệu sinh mệnh. Hắn nhất định phải đỉnh ở chỗ này, căn bản không có rút lui có thể nói. Tất cả mọi người đang liều mạng, huống chi ta là đệ tử. Mẹ, ngươi nói tích thủy tri ân, muốn lấy suối tuôn tương báo, ta thụ chúng sinh thiên ý ân huệ. Không có Thái Cổ Thần Vực, liền không có ta hôm nay. Cho nên, ta hôm nay coi như chết ở chỗ này, vậy cũng không oán không hối, đúng không? Hắn rút ra Đông Hoàng Kiếm, một phân thành hai, hai tay nắm chắc. Hắn đem tà ma quấn quanh ở trong tay phía trên, có nó tại, thật giống như Lý Mộ Dương tại bên cạnh mình. Bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên đều tại, bọn họ đều cùng Lý Thiên Mệnh tâm linh cộng minh. Trên người hắn, một cái chi ái cô nương, không oán không hối, cùng hắn đến hôm nay, chưa bao giờ từng có lời oán giận, dù là muốn chịu chết, nàng cũng chưa từng hoảng sợ.
thì sợ gì? Giết đi. Lý Thiên Mệnh mang theo huynh đệ tỷ muội của hắn nhóm, hướng về cái kia tinh hồng cự thú, đối chung cùng một chỗ. Đúng vào lúc này, có mấy chương vô cực tinh võng, quấn quanh ở phệ tâm cự ma trên thân, cứ thế mà đưa nó nện xuống đất. Bầu trời lập lòe, phương Bắc đột nhiên có một vòng ngân sắc lãnh nguyệt, vượt qua thần thành, đập vào phệ tâm cự ma trên thân. Ầm ầm, phệ tâm cự ma bị tạc ra càng nhiều máu hơn thịt. Trong lúc nhất thời, vô số phệ tâm trùng tử thể, từ trên người nó bay ra. Thiên Mệnh, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngăn lại phệ tâm cự ma. Nó phệ tâm trùng một khi tiến vào thần thành, hậu quả khó mà lường được. Dịch Tinh ẩn thanh âm theo kết giới bên trong truyền đến. Thần soái bên đó đây, Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Kết giới ánh trăng đến bên này, bên kia Hiên Viên Tà muốn đối phó Phù Du Quỷ Vương, nhất định rất khó chịu. Không có cách, ta tận lực giúp trợ bên kia, người 10 triệu muốn kháng trụ, 10 triệu. Dịch Tinh ẩn đem kết giới ánh trăng ở lại đây một bên, kết giới ánh trăng không ngừng hấp thu chúng sinh lực lượng, là nhật nguyệt tinh thần kết giới trung cực chi lực. Trước mắt Dịch Tinh ẩn còn không có dẫn bạo kết giới mặt trời cùng ánh trăng, chủ yếu đưa đến ngăn cản hiệu quả. Bởi vì, một khi dẫn bạo, muốn là không giết chết đối phương, nhật nguyệt tinh thần kết giới uy lực, đều sẽ hạ xuống rất nhiều. Trước mắt bốn đầu chiến tuyến tùy thời đều có thể sụp đổ, cái này hai đầu cự thú cùng tử linh quỷ vương, ngược lại là đối phương tối cường giả, nhật nguyệt đồng huy đều dùng đến chân áp hai phe này, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Mặc kệ là tử linh quỷ vương vẫn là cái này hai đầu cự thú, cũng không thể để bọn hắn xông vào thần thành. Tại cái này đốt hồn thời khắc, tình huống tuy nhiên khẩn cấp, có thể Lý Thiên Mệnh mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn cũng biết, chính mình trách nhiệm trọng đại. Tiên tiên, ngăn lại phệ tâm trùng. Tốt, nhất định. Tại dạng này sinh tử tồn vong thời khắc, liền tiểu nha đầu này, đều biến đến ổn trọng, phẫn nộ, đáng tin. Nó vừa dập tắt phần thiên huyết viêm, thì duỗi ra vô số sợi rễ, đem cái kia bay hướng thần thành phệ tâm trùng chặn lại. Lấy nó đối hạt giống này thể khắc chế, tối thiểu chặn lại hơn 9 thành. Phốc phốc phốc, từng cái phệ tâm trùng bị xuyên thủng, bị nuốt ăn. Thanh linh tháp có thể cho tiên tiên phá nát cảnh dây leo khỏi bệnh, nhưng là không thể để nó dài ra càng nhiều, muốn khôi phục đỉnh phong chiến đấu lực, còn phải ăn thịt. Càng ăn, nó liền có thể ngăn cản càng nhiều. Cái kia phệ tâm cự ma lớn như vậy thân thể, bị vô cực tinh võng cuốn lấy, đồng thời còn có kết giới ánh trăng đang không ngừng va chạm nó. Nó vừa thi triển tàng hồn chú, liền để kết giới ánh trăng đánh gãy. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể trên chiến trường lăn lộn, muốn tránh thoát vô cực tinh võng cùng kết giới ánh trăng khống chế. Tại cái này trong thời gian ngắn, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, cũng chỉ có phần thiên huyết ma. Cái này hình dáng như thái cổ tà ma cự thú, lân giáp cẩn trọng, trời sinh vì tử chiến mà sinh. Nó so phệ tâm cự ma, càng có thể xé rách trên người vô cực tinh võng. Trong nháy mắt này, nó để mắt tới tiên tiên, lại lần nữa phun lửa. Ngăn lại nó. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, ầm vang xông tới. Lam Hoang hình thể cùng phần thiên huyết ma tương đương. Nó xông tới, dựa vào lực lượng của thân thể cùng thiên trọng tinh hoàn rảo sát, đem phần thiên huyết ma đụng ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cái kia phần thiên huyết viêm, phun chắp sau lưng cửu cung chiến sĩ bên kia. Cái này kinh khủng thần thông, nhất thời thiêu chết mấy ngàn người. Giống. Phần thiên huyết ma giận dữ. Huyết nhục của nó thân thể, đồng dạng cường tráng. Hôm nay nó đồng dạng thấy chết không sờn, chỉ muốn báo thù. Nó trực tiếp đem Lam Hoàng ấn tại dưới thân, hé miệng ở tại trên cổ, cắn xuống một khối huyết nhục. Cái kia bén nhọn huyết sắc cái đuôi, càng là xuyên thủng Lam Hoang bụng. 11 tầng tử kiếp lực lượng kinh khủng, phát huy vô cùng tinh tế. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đập vào mà đến. Trong đó, Miêu Miêu ngàn vạn lôi đình, đánh vào phần thiên huyết ma trên thân. Nó hóa thành đế ma hỗn độn, cái kia nanh vuốt cắn phần thiên huyết ma cổ, cái đuôi ngược lại là trực tiếp cắm vào phần thiên huyết ma sườn bộ. Coi như phần thiên huyết ma cường thịnh đến đâu, sáng tạo ra 999 điểm sao thái bạch ma cốt sắc bén, vẫn xé mở huyết nhục của nó. Phần thiên huyết ma móng vuốt, đem Miêu Miêu đập bay ra ngoài. Cái kia móng vuốt sắc bén, cơ hồ lại lần nữa đem Miêu Miêu đỉnh đầu cho đánh nát, máu tươi vẩy ra, đau đến Miêu Miêu hét to một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Phần thiên huyết ma rất hài lòng.
đây chính là nó, chân chính cường đại. Coi như nó bị vô cực tinh võng khống chế, tại trước mặt nó, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều là yếu ớt con thỏ. Chỉ là, nó lòng tràn đầy coi là, đã đả thương nặng Lam Hoang cùng Miêu Miêu, lập tức liền muốn mất đi chiến đấu lực, mặc cho nó xâm lược. Lại vạn vạn không nghĩ đến, Miêu Miêu ngã xuống đất về sau, lập tức bò lên, trên đỉnh đầu vết thương hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, nó dưới thân Lam Hoang, cái kia hai đại long thủ càng là cắn lấy trên vai của nó, thân thể lật chuyển tới, lại lần nữa chấn áp nó. Giống. Hồng Mông âm ba, chấn động tại phần thiên huyết ma trên lỗ tai. Bọn họ thế nào không chết? Chẳng những không chết, Lam Hoang cái kia bụng bị xuyên thủng vết thương, lúc này thời điểm đều đã khôi phục. Phần thiên huyết ma căn bản không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì trước mắt một đạo hỏa ảnh lấp lóe, một con chim nhỏ đột nhiên xuất hiện, chuyên môn để mắt tới con mắt của nó. Lục đạo sinh tử kiếm quyết. Phốc phốc. Nóng nảy kiếm quang nổ bắn ra, phần thiên huyết ma vội vàng nhắm mắt lại, lấy mí mắt chịu đựng lấy huỳnh hỏa công kích. Có thể ngay cả như vậy, mắt của nó ra cơ hồ bị xé rách. Nó nổi giận. Một miệng ngọn lửa màu đỏ ngòm, phun ra thượng thiên, đem huỳnh hỏa trực tiếp chìm ngập. Ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời dưới, sau lưng một trận nhói nhói, máu tươi vẩy ra. Không cần nhìn nó đều biết, là cái kia Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm, xé mở thân thể của nó, kéo ra vết thương thật lớn. Đế vực kiếm hoàng kết giới uy lực, trực tiếp ở trong cơ thể nó nổ tung, nổ ra to lớn lỗ máu. Càng làm cho phần thiên huyết ma buồn bực là, bị phần thiên huyết viêm chìm ngập huỳnh hỏa, lại lần nữa xuất hiện tại nó trước mắt, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Đánh không chết. Phần thiên huyết ma nhớ đến, tại thiên tinh cảnh thời điểm, bọn họ còn không có thủ đoạn như vậy. Nó căn bản không có suy nghĩ thời gian, cái này một người ba thú tiến công từng cơn sóng liên tiếp. Cút! Phần thiên huyết ma trên thân căng ra một cái huyết sắc hộ thuẫn, đem bọn hắn chấn khai ra ngoài. Giết không chết ngươi, ta trước đổ thành. Nó đột nhiên vỗ cánh, bay lên. Đinh đinh đinh! Lít nha lít nhít xiềng xích, quấn quanh ở trên người của nó. Nhìn lại! Cái kia song đầu long đem xiềng xích này quấn quanh trên người mình, thi triển trạm Lam Hải Ngục Thần Thông, vọt thẳng nước vào bên trong. Chín tầng quỳ núi điên cuồng cuốn lên, thái cực hồng mông quỳ long lực lượng, đem bay lên phần thiên huyết ma, trực tiếp lôi vào trong nước. Ầm ầm, sóng biển kinh thiên. Phần thiên huyết ma cười lạnh một tiếng, lôi kéo Lam Hoang hướng ra mặt biển. Chỉ là nó vừa lao ra, trước mắt Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa Miêu Miêu, đuổi theo nó đánh. Coi như nó 11 tầng tử kiếp, tại vô cực tinh võng chấn áp cùng bọn chúng vây công phía dưới, phần thiên huyết ma chẳng những giết không chết bọn họ, càng vào không được thần thành. Phệ tâm cự ma phệ tâm trùng, đồng dạng vào không được. Tiên tiên ăn nó đi vô số phệ tâm trùng, đã kinh biến đến mức càng thêm to lớn, thậm chí còn có thể chống đi tay, trợ giúp kết giới kia ánh trăng, đi đối phó phẫn nộ dãy dụa phệ tâm cự ma. Nói thật, cái này hai đầu cự thú, thật không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị ngăn cản ở chỗ này. Muốn chết. Phần thiên huyết ma cải biến mạch suy nghĩ. Nó cũng không tin, nơi nào có người, sẽ thật bất tử. Cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh biết nó đã phát cuồng, càng là hao phí hết thảy, liền nhân hoàng long giáp đều kêu gọi ra, chống được phần thiên huyết ma cuồng phong bạo vũ công kích. Đối mặt cái này cự thú, Lam Hoàng nỗ lực lớn nhất, bị đánh nhiều nhất. May mắn, có Lý Thiên Mệnh bọn họ chia sẻ. Lại có thanh linh tháp, nhìn như nó thụ thương nhiều nhất, nhưng trên thực tế, nó vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là phần thiên huyết ma, toàn thân đều là huyết, thậm chí còn bị huỳnh hỏa đánh nổ một con mắt. Bất kể nói thế nào, đối mặt hoàn toàn hình thái phần thiên huyết ma, Lý Thiên Mệnh bọn họ một người bốn thú, thực sự tận lực. Cái này hai đầu cự thú tổ hợp, so tử linh quỷ vương cái kia ba đầu vong linh cộng sinh thú, cùng nhau còn mạnh hơn một chút. Nếu là đổi một đầu phổ thông quỷ vương cộng sinh thú, nói không chừng đã bị bọn họ một người bốn thú, liên thủ cho chém giết. Phốc phốc phốc, mỗi một cái trên chiến trường, đều là máu thịt tứ tung. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, trải rộng toàn bộ chiến trường. Bên trong tòa thần thành, mọi người ngậm lấy nhiệt lệ, cống hiến lực lượng của mình. Thế nhưng là, cục diện đến cùng có bao nhiêu bị động, thần thành tràn ngập nguy hiểm, mỗi người đều rõ ràng. Coi như đối phương đỉnh cao cường giả, đều bị chúng ta hạn chế lại. Thế nhưng là, bọn họ nhân số phía trên ưu thế, vẫn là không thể vượt qua khoảng cách. Kết giới hạch bên kia, dịch tinh ẩn mang theo kiếp lão nhóm,
đã cống hiến đến cực hạn. Bọn họ không trên chiến trường, có thể cũng đã tại thổ huyết kiên trì. Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân cũng đã xuất động, có thể là đối phương có 2 triệu người ngăn cản, trong thời gian ngắn căn bản vào không được. Lý Thiên Mệnh tại tử chiến đồng thời, dùng ánh mắt xéo qua, thấy rõ ràng. Tử Linh Quỷ Vương, Phệ Tâm Cự Ma cùng phần Thiên Huyết Ma, còn có mặt khác 3 cái Quỷ Vương, đều bị ngăn cản. Cửu Cung Thần Vực Tam Nguyên Kiếp Lão, cũng không cách nào đột phá vào thần thành. Thế nhưng là, trận chiến dưới mặt đất trên trận, quân đoàn ở giữa giao phong, theo đối phương nhân số gia tăng, Tà Long quân đã liên tục bại lui. Khả năng rất nhanh, đối phương đại quân liền sẽ giết tiến thần thành, đối thần thành bách tính tiến hành đổ sát. Thăng Bằng một khi bị đánh phá, thần thành nhất định luân hãm, thất bại kết cục, liền không thể nghịch chuyển. Lý Thiên Mệnh rất gấp. Hắn gấp đến sắp thổ huyết. Hắn một người 4 thú, mau đưa mệnh đều dựng vào. Cản lại cái này 2 đầu cự thú, là hắn có thể làm hết thảy. Muốn không phải đến thất trọng sinh kiếp, nếu không có Thanh Linh Tháp, bọn họ đều bị giết vô số lần. Hắn chỉ là quét mắt một vòng, liền thấy quá nhiều thần thành chiến sĩ, tại hao phí lực lượng cuối cùng về sau, chiến tử xa trường, vĩnh viễn ngã xuống. Những kia tuổi trẻ sinh mệnh, vì thủ hộ gia viên, vì bảo hộ sau lưng vợ con già trẻ, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Dù là còn có người, tại bỏ mạng kiên trì. Thế nhưng là, đối phương nhân số nhiều lắm. 2 tay làm sao có thể địch 4 tay? Không chỉ là phương Nam chiến trường, đồ vật Bắc 3 phương hướng, đều là giống nhau. Cường giả phương diện phía trên, song phương dựa vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, miễn cưỡng ngang hàng. Quân đoàn phương diện, đối phương dựa vào gấp 4 lần nhân số ưu thế, mở ra cục diện. Lý Thiên Mệnh, nói cho ngươi, muốn không phải ngươi giết Mộng Yểm hồn trùng, chúng ta hôm nay, căn bản không dùng tổn thương nhiều như vậy, chúng ta thậm chí không uổng phí một binh một tốt, đều có thể cầm xuống nơi này. Ngươi rõ chưa, đây chính là Cửu Cung Thần Vực, cùng thực lực của các ngươi chênh lệch. Ngươi danh tự rất có ý tứ, vậy mà cùng cái này phá thành trùng tên. Thiên Mệnh, ha ha, ngươi hãy nghe cho kỹ, cường đại cũng là Thiên Mệnh, hiện tại Thượng Thiên Mệnh lệnh ngươi Nhất Nguyên Thần Vực diệt vong. Ngươi không thể không phục. Ta biết ngươi là dũng sĩ, ngươi rất có thể chạy, thế nhưng là, người như ngươi, có thể trơ mắt xem chúng ta, đổ sát ngươi 10 triệu đồng bào sao. Ha ha! Chờ chúng ta quân đoàn tiến vào thần thành, tiết mục lập tức bắt đầu, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, đánh bóng con mắt của ngươi thấy rõ ràng, cái gì gọi là mạnh được yếu thua, cái gì gọi là được làm vua thua làm giặc. Lịch sử từ người thắng lợi viết, vạn năm về sau, bên trong thiên địa. Sẽ không còn có người nhớ đến ngươi Nhất Nguyên Thần Vực. Phần Thiên Huyết Ma lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Nó đã bắt không được Lý Thiên Mệnh, nó liền cứ như vậy rằng co. Gừng, vĩnh viễn là lão cay. Bọn họ đều nhìn thấu Lý Thiên Mệnh, biết hắn nhất định sẽ lưu lại. Nhất định sẽ, chết ở chỗ này. Nó rất hài lòng, Tử Linh Quỷ Vương cũng rất hài lòng. Bọn họ cái gì đều không cần làm, dựa vào gấp 4 lần quân đoàn, từng bước xâm chiếm lấy đối thủ. Đến thời khắc này đến, 1 triệu Tà Long quân cùng thành vệ quân, tối thiểu chết trận 700 ngàn. Còn lại không đến 30 vạn người, mang lấy bọn hắn cộng sinh thú, tại tứ phương thành dưới tường, dùng mệnh tại đứng vững đối phương trùng sát. Coi như Cửu Cung Quỷ Tông cùng nhau, tổn thất ngự thú sư, đồng dạng gần 1 triệu, nhưng là, chỉ muốn bắt lại tòa thần thành này, bọn họ đã thắng. Không có xúc động lòng người, chỉ có tích huyết 2 mắt, cùng dính đầy máu tanh 2 tay. Không có cái gì vĩ đại, chỉ có một khỏa, muốn giữ vững tòa này ra viên tâm, để tòa thần thành này, sẽ không bị ác nhân trà đạp, để tòa thần thành này bên trong thân nhân, tỉ muội sẽ không ở dạng này một ngày bên trong, bị vô tình mà giữ tợn người nhục nhã. Một đêm này, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, không lại như lần trước như thế sáng chói sáng lóng lánh. Mây đen quay cuồng, sớm muộn có một khắc, yêu ma quỷ quái, sẽ chìm ngập tòa này Minh Châu, đem nơi này hóa thành địa ngục nhân gian. Người nào có thể đứng ra đến? Trong chiến trường, Lý Thiên Mệnh đứng vững phần Thiên Huyết Ma một đạo hỏa diễm hội tụ thành tia sáng. Tại cái này kinh khủng trùng kích phía dưới, hắn hung hăng nện xuống đất, toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh, toàn thân cốt cách phá nát một nửa. Tại thời khắc như vậy, dù là Thanh Linh Tháp dòng nước ấm, nước vọt khắp toàn thân, cái kia khoan tim thống khổ, vẫn tê tâm liệt phế. Hắn một tiếng đều không từ, cơ hồ là bò đứng lên. Vặn vẹo cánh tay cùng thân thể, ở trong quá trình này, khôi phục liễu nguyên hình. Cửu Cung Thần Vực những người này,
đã ngửi thấy thắng lợi vị đạo. Bọn họ phát ra thoải mái cười to, cuốn sạch lấy toàn bộ chiến trường, giống như bọn họ đã thắng. Thiên mệnh! Bên tai bỗng nhiên truyền đến hư nhược thanh âm. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét. Dưới chân hắn, một cái mặt mày xám xịt nữ tử đang hô hoán hắn. Nàng toàn thân đều là vết máu, trên thân tràn đầy vết thương, máu tươi vẫn tại cuồn cuộn chảy ra, môi đỏ đã trắng bệch. Liên Mi Tâm băng trong mắt màu lam, gần như sắp muốn nhắm lại. Nàng vùi ở một đầu băng lãnh sắc thần trên thân rồng, cái kia thần long trên thân, đồng dạng thủng trăm ngàn lỗ. Thật xin lỗi, ta chỉ giết hơn 300 cái. Khóe mắt nàng bên trong, nước mắt ào 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 chảy xuống, cùng trên gương mặt máu tươi, hội tụ ở cùng nhau. Người đi nhanh đi, lúc trở về, phiền phức cùng mẫu thân của ta nói một tiếng. Mộc Tuyết trở về không được, đời này, ta không thể hiếu kính nàng, nếu có kiếp sau, ta nhất định bổ sung. Nhất định. Sau cùng, băng minh thần tinh, còn cho ngươi, thật xin lỗi, ta, đời ta, vẫn là không xứng với nó. Tại cái này máu tanh trên chiến trường, chung quanh đều là hài cốt, máu tươi hội tụ thành dòng sông, trong bọn hắn ở giữa chảy xuôi đi qua. Nàng đem tu di giới chỉ rút ra, tốn sức hết thảy khí lực, đưa về phía Lý Thiên Mệnh. Chúng ta thua. Nàng nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Lý Thiên Mệnh tóc trắng, đã sớm dính đầy máu tươi. Hắn đồng dạng gạt ra vẻ tươi cười. Hắn không có tiếp băng minh thần tinh, sau một khắc, hắn quay người xông về phần thiên huyết ma. Hắn không nói một câu, thế nhưng là hắn đã dùng hết thảy lực lượng. Lồng ngực của hắn bên trong, lửa giận như núi lửa giống như bành trướng. Hắn cảm giác mình toàn thân, tựa hồ muốn bị lửa giận xé rách. Dưới chân vô số cỗ vô danh hài cốt, cứ như vậy lướt qua đi. Thế nhưng là, bọn họ thật vô danh sao? Ai không phải cùng Hiên Viên Mộc Tuyết một dạng, dùng một bầu nhiệt huyết, đi tới nơi này? Người nào không có thân nhân, không có người yêu? Bọn họ chỉ là, muốn dùng lực lượng của mình, đi bảo hộ gia viên, bảo hộ sau lưng chỗ thích người thôi. Thiên mệnh thần thành là biên thành, là đảo hoang, nó thậm chí đã bị từ bỏ. Thế nhưng là, nó đứng lặng tại phương Nam vài vạn năm, nó vĩnh viễn tượng trưng cho, thái cổ thần vực cái này truyền thừa cổ xưa bên trong, chí cao vô thượng tôn nghiêm. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất cảm giác được, hắn đang thiêu đốt. Không có hỏa diễm, không có nóng rực. Thiêu đốt. Là tim của hắn. Đi qua hồng trần, vượt qua sinh tử, mới biết được còn sống ý nghĩa là cái gì. Con người khi còn sống, rất ngắn, vĩnh viễn phải biết, chính mình cần vì cái gì mà thiêu đốt. Có người rời bỏ tín ngưỡng, có người phát rồ, vậy liền nhất định cần, có người thiêu đốt chính mình, đi di bổ thiên đạo khuyết điểm, đi vì bảo vệ sinh mệnh tôn nghiêm mà chiến. Cha, người nhất định hy vọng, ta muốn trở thành loại này người, thật sao? Hắn nhìn lên thương thiên. Hắn không biết, Lý Mộ Dương đến cùng ở phương nào. Thái cổ tà ma chi nhãn. Hắn cúi đầu, nhìn lấy tà ma xiềng xích cùng mình con mắt thứ ba. Ta trăm cay nghìn đắng đạt được ngươi, lại không thể biến thành của bản thân, ta hôm nay nếu là chết ở chỗ này, lại muốn ngươi để làm gì? Vì cái này thái cổ tà ma chi nhãn, hắn thử qua vô số biện pháp, đều thất bại. Chỉ còn lại một loại biện pháp, chưa bao giờ dùng qua. Trước kia, hắn không cần thiết đi đến dạng này tuyệt lộ. Nhưng là bây giờ, không quan hệ rồi. Ta con mắt này, kiếp khí đều đâm không phá, tà ma xiềng xích, có thể hay không? Không phá thì không xây được. Hôm nay nếu không thể cải mệnh, ngươi liền mù lại có làm sao? Đương nhiên, có thanh linh tháp, coi như đâm rách, cái kia cũng không đến mức mù a. Hắn bắt lấy cái kia tà ma xiềng xích mũi nhọn, không do dự nữa, trực tiếp đâm vào tay trái trên ánh mắt. A, à, không nghĩ tới, thật đâm thủng. Loại kia khoan tim thống khổ, để Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, đối xử lạnh nhạt ứa ra. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn tay trái hắc ám tí, đột nhiên tinh quang huy diệu. Lý Thiên Mệnh mở bàn tay. Ước vạn tinh quang, hội tụ tại con mắt thứ ba phía trên. Ầm ầm, quang mang nổ bắn ra. Lý Thiên Mệnh cảm thụ, hắc ám tí nóng hổi, con mắt thứ ba kia, cơ hồ muốn bị no bạo. Một khắc này, hắn tê cả da đầu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật thành công không? Hắn quả thực dở khóc dở cười, trước kia không có thanh linh tháp, hắn xác thực không dám tùy tiện đâm. Đúng vào lúc này, một cái quen thuộc rộng rãi thanh âm, trong đầu quanh quẩn. Hài tử, một đám hèn mọn chi đồ, to gan lớn mật, thâu thiên cơ,
trộm sinh tử, lại có thể lấy không quan trọng thân thể, kháng trụ diệt thế hạo kiếp, cứu được vạn giới thương sinh, ngươi tin không? Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc cái thanh âm này. Hắn mừng rỡ như điên, mờ mịt tứ phương. Hắn muốn nhìn đến người kia, lại không xuất hiện ở đây. Cha! Hắn kỳ thật còn không có quen thuộc, người phụ thân này. Đó là thập thế luân hồi, đổi trắng thay đen nam nhân, hắn đến cùng làm qua cái gì? Tại cái này tinh quang bao phủ bên trong, thanh âm của hắn, lại lần nữa truyền đến. Hồng trần vạn trưởng, chính là ta chỗ thích, nhân sinh tiêu dao, há lại cho ngoại nhân trà đạp, cường giả giết hại. Cho nên, ngươi phải hiểu được, cướp cũng có đạo, trộm thiên cơ, biết rõ sinh tử, đoạt tạo hóa, hiểu tương lai, đều chính là chúng ta thiên phú. Quân tử không sợ, suy nghĩ thông suốt, lịch sử sẽ chứng minh, chúng ta cuối cùng rồi sẽ vĩ đại. Sau cùng một tiếng, như đinh tai nhức óc. Sau đó, thanh âm xa xưa, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tại cái này tinh quang hội tụ thời khắc, trên cánh chai tà ma trên xiềng xích, cái kia thuộc về thái cổ tà ma chi nhãn xương đỏ, tại thời khắc này, rốt cục hướng về Lý Thiên Mệnh hắc ám tí phía trên ánh mắt, lan tràn mà đến. Ánh mắt nhói nhói. Có thể Lý Thiên Mệnh trong lòng, mừng rỡ như điên. Cái gì là trộm thiên nhất tộc? Ngắn ngủi này mấy câu, cho Lý Thiên Mệnh đáp án. Cướp cũng có đạo, quân tử không sợ. Thủ đoạn chính là thiên phú, trọng yếu là, lòng của chúng ta, vì cái gì, đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Tại cái này chiến tranh tàn khốc, tâm huyết đã sôi trào. Thái cổ tà ma chi nhãn, cho đến giờ phút này, tránh thức tiến nhập ánh mắt của mình. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm thụ siêu việt linh hồn thuế biến. Hắn rốt cục trở thành chân chính trộm thiên nhất tộc. Không có người biết, hắn như vậy kinh thiên động địa, đến cùng phát sinh biến hóa. Ta chỉ là, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, thực sự trở thành chính mình. Từ cha truyền thừa, lấy phụ chi danh. Mặc kệ hắn về sau, như thế nào thông thiên triệt địa, hắn đều là một tên trộm thiên nhất tộc. Hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn về sau. Bàn tay hắn phía trên con mắt thứ ba, đã sớm, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, cũng đã tê cả da đầu. Cái này con mắt thứ ba, không còn là đơn điệu đỏ như máu, mà chính là biến đến 10 phần. Phức tạp. Đầu tiên, đây là một cái hình tròn ánh mắt. Nó có, bên trong vòng, cùng, vòng ngoài, hai bộ phận. Trong đó, bên trong vòng là một cái, thái cực âm dương ngư, đồ án, cùng thái cực phong hồ tạo hình. Có thể nói hoàn toàn tương tự. Hắc bạch song sắc, vô cùng lạnh lùng. Vòng ngoài phía trên, lại có 9 cái ánh sáng. Cái này 9 cái ánh sáng hình thành một cái vòng tròn, đem cái kia thái cực âm dương ngư đồ án, bao vây vào giữa. 9 cái ánh sáng, toàn bộ đều là màu xám, ảm đạm vô quang mang. Thế nhưng là vào lúc này, trong đó có 2 cái ánh sáng, tại chỗ biến hóa. Bên trong một cái, từ màu xám, biến thành màu đỏ thắm. Một cái khác, thì từ màu xám, biến thành màu trắng tinh. Còn lại 7 cái điểm sáng màu xám, tạm thời không có biến hóa. Cái này 9 cái ánh sáng, có thể là trộm thiên nhất tộc 9 loại năng lực, trước mắt đã thức tỉnh 2 cái. Từ nơi sâu xa, Lý Thiên Mệnh tâm niệm nhất động, liền biết như thế nào sử dụng loại thiên phú này. Ánh mắt của hắn, rơi vào cái kia đỏ điểm sáng màu đỏ phía trên. Trộm mệnh hồn. Đây là huyết mạch bên trong trí nhớ, trực tiếp nói cho hắn đáp án. Ánh mắt của hắn, rơi vào cái kia điểm sáng màu trắng phía trên. Trộm thiên cơ. Một chiêu trộm mệnh hồn, một chiêu trộm thiên cơ, có cái gì tác dụng? Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì, huỳnh hỏa bọn họ, đã đứng vững phần thiên huyết ma công kích rất lâu. Mặt khác, tứ phương chiến trường thần thành chiến sĩ, trên cơ bản đều nhanh hỏng mất. Lý Thiên Mệnh trong lòng. Có mãnh liệt bản năng. Sử dụng, trộm mệnh hồn. Truyền thuyết người có tam hồn, phân thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn. Tam hồn bên trong, duy chỉ có mệnh hồn ở thể nội, thiên hồn, địa hồn du đãng ngoài thân. Trong đó, thiên hồn ở trên trời, chính là người cùng thiên địa câu thông thông đạo, có thể làm cho người cảm ngộ thiên ý. Địa hồn thì lấy thân thể làm trung tâm, khắp nơi du đãng, thậm chí có thể nhìn đến mấy ngày sau khả năng kinh lịch sự tình. Còn có thể xuyên toa không gian. Cho nên, có khi rõ ràng lần thứ nhất làm sự tình, lần đầu tiên tới qua địa phương, đều cảm giác trước kia tới qua, hoặc là làm qua, đây chính là địa hồn, không có ý tới trước gây nên. Thiên hồn địa hồn, không phải phàm nhân có khả năng lĩnh ngộ.
trong thức hải xương trắng linh hồn, kỳ thật chỉ là mệnh hồn. Mệnh hồn trưởng khống thân thể, chính là người căn bản. Cho nên, Lý Thiên Mệnh rất muốn biết, như thế nào trộm mệnh hồn. Làm hắn tâm niệm nhất động thời điểm, cái kia trộm thiên chi nhãn, phía trên, vòng ngoài đỏ điểm sáng màu đỏ, đột nhiên dung nhập bên trong vòng thái cực nhãn, bên trong. Chỉ trong tích tắc, cái kia trộm thiên chi nhãn mặc kệ trong ngoài vòng, toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ. Một cỗ để linh hồn chấn chiến lực lượng, theo cánh tay này phía trên tiêu tán đi ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Đây là, người khác nhìn không thấy, nhưng là, Lý Thiên Mệnh lại nhìn thấy. Làm hắn duỗi ra bóng tối này cánh tay thời điểm, một cái tay, phân hóa ra 1 triệu chỉ bàn tay vô hình. Cho dù là hư vô chi thủ, đều có thể nhìn ra, trên đó chính hình 6 cạnh lân phiến. Đáng sợ là, đây đều là tay của hắn. Người khác căn bản không biết, phía trên chiến trường này, có 1 triệu trở lên vô hình cánh tay buông xuống. Lý Thiên Mệnh khẽ vươn tay, cái kia 1 triệu cánh tay, ào ào bay ra ngoài. Tại trong lúc vô hình, liền đạt tới mỗi một cái cửu cung chiến sĩ cùng bọn hắn cộng sinh thú trên đỉnh đầu. Hắn thông qua trên tay con mắt thứ 3, bất ngờ nhìn đến. Mỗi người thức hải. Trong thức hải, xương trắng lượn lờ, cái kia chính là mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh ở trong hư không một nắm. 1 triệu bàn tay vô hình, vậy mà vươn vào bọn họ thức hải. Bàn tay một nắm, vậy mà bắt lấy mạng của bọn hắn hồn. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh trong đầu, vang lên thanh âm ông ông. Đó là vô số người trong trí nhớ hình ảnh. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên cơ hồ khiến hắn não tử nổ tung. Loại cảm giác này, có chút cùng loại hắn hấp thu phồn tinh thiên ý. Bất quá, phồn tinh thiên ý là ban ơn, mà đây cũng là hắn cưỡng ép hấp thu. Đây chính là, trộm mệnh hồn. Hắn dùng 2 mắt nhìn đến, cái kia bị hắn nắm chặt mệnh hồn, chính là muốn xông lên thần thành đám địch nhân, vậy mà đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ ánh mắt mờ mịt, đầu nhói nhói, mỗi người đều thống khổ ngã trên mặt đất. Những người này cùng thú, đều giống như trong tay hắn tượng gỗ. Hắn phát hiện, cảnh giới càng cao người, linh hồn xác thực cường đại. Trên cơ bản, sinh tử kiếp cảnh trở lên người, sẽ không nhận cái này trộm mệnh hồn 1 chiêu ảnh hưởng. Nhưng dù sao phía trên chiến trường này, đại đa số người, đều là sinh tử kiếp cảnh trở xuống. Cho nên, chúng chiêu người, rất nhiều rất nhiều. Lý Thiên Mệnh ra bên ngoài kéo một phát. Cái kia 1 triệu mệnh hồn, lại bị hắn, theo trong thân thể của bọn hắn, xinh xinh kéo ra ngoài. Đồng dạng mệnh hồn ly thể, dù đãng chung quanh vô hình, địa hồn, liền sẽ hội tụ cùng một chỗ, tuôn ra nhập thức hải, tạm thời trưởng khống thân thể, để bọn hắn khôi phục nhất định thần trí. Chỉ là, địa hồn khống thể, trên cơ bản thần trí không rõ, so chúng vĩnh dạ ma chú còn thảm, đi bộ đều ngã trái ngã phải, thì cùng uống say giống như, căn bản không có cách nào chiến đấu. Thất thần làm gì, giết a? Lý Thiên Mệnh đột nhiên gào thét. Còn bảo trì thanh tỉnh người. Căn bản là không có cách tin tưởng, trước mắt mình nhìn đến hết thảy. Nhưng là, tại dạng này huyết tinh chiến trường, làm địch nhân ngã trái ngã phải, thần chí không rõ thời điểm, đó là sinh cơ duy nhất. Giết! Còn lại không nhiều thần thành chiến sĩ, phản xung nhập trong quân địch, đại khai sát giới. Cái tràng diện này, để Lý Thiên Mệnh tâm linh rung động. Duy nhất một lần giữ chặt 1 triệu đối thủ mệnh hồn, không chỉ là nhìn thấu nhân sinh của bọn hắn, càng làm cho những thứ này mệnh hồn. Không cách nào trở về thân thể, tương đương với linh thể tách rời. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Dạ Lăng Phong thì có thể làm được mệnh hồn ly thể. Hắn không nghĩ tới, trộm thiên nhất tộc, còn có thể cưỡng ép để cho người khác, mệnh hồn ly thể. Nếu như có thể bóp nát mạng của bọn hắn hồn, thì tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cánh tay này, tâm lý ngàn vạn rung động. Trong đầu của hắn, vẫn cuốn lên lấy hỗn loạn phong bạo. Tại cái này trộm mệnh hồn phía dưới. Hắn áp chế 1 triệu trở lên đối thủ, tuyệt đối là cho thần thành chiến sĩ cùng Nhật Nguyệt tinh thần kết giới to lớn cơ hội. Nhất là Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Thần chí không rõ đối thủ, đối phó quá đơn giản. Cái kia vô cực tinh võng đập xuống đến, chướng mắt tinh quang chỗ đến, vô số cỗ thi thể ngã xuống. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh dùng sức một mình, trực tiếp thay đổi thiên bình. Không ai thấy là hắn làm, nhưng tất cả mọi người như thế chắc chắn. Là đế tử. Thủy tổ chuyển thế, đến cứu vớt chúng ta. Nhanh giết a. Không có cái gì, so với giờ khắc này tuyệt sử phùng sinh, còn muốn tới thoải mái đầm đìa. Trong lúc nhất thời,
Nhật Nguyệt tinh thần kết giới gánh chịu 10 triệu chúng sinh phẫn nộ chi lực, đem những cái kia bị cầm mệnh hồn cũ cung chiến sĩ, liên miên đổ sát. Một khi phương Nam chiến trường này thay đổi chiến cục, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, liền có thể phân ra uy lực lớn hơn, đi làm dịu còn lại ba phương hướng áp lực. Phốc phốc phốc, nguyên một đám cửu cung chiến sĩ, tại ngã trái ngã phải, ánh mắt đờ đẫn bên trong, bị tinh quang xuyên thủng. Cửa Nam địch quân, lấy tốc độ khủng khiếp ngã xuống. Lý Thiên Mệnh nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn có thể tại phía trên chiến trường này, phát huy ra so tiên tiên vĩnh dạ ma chú, còn kinh khủng hơn tác dụng. Vĩnh dạ ma chú nhằm vào mệnh hồn, liền sinh tử kiếp cảnh đều có thể đối phó, nhưng dù sao mở rộng tốc độ có hạn. Lý Thiên Mệnh cái này trộm mệnh hồn, tuy chỉ có thể đối phó thánh chi cảnh giới, có thể phía trên chiến trường này, đại bộ phận đều là thánh chi cảnh giới. Thân thủ một nắm, lôi ra mệnh hồn, chính là 1 triệu sinh tử. Cha ta một mực nói, trộm thiên nhất tộc đến cỡ nào hèn mọn, bình thường. Nhưng trên thực tế, nắm giữ bực này khủng bố bản lĩnh, có thể phá kết giới, trộm mệnh hồn, đoạt tạo hóa, còn dám trộm được thái cổ hỗn độn cự thú, làm thế nào có thể thật bình thường. Đây là một trận, muốn đều không nghĩ ra nghịch chuyển. Lúc này, đi suy nghĩ vì cái gì, đã không có ý nghĩa. Đối chỗ có thiên mệnh thần thành người mà nói, tại thần thành sắp luân hãm thời khắc, tuyệt sử phùng sinh, lúc này không liều mạng, lại không có cơ hội. Mặc dù đối phương đại lượng tiêu hao, có thể chính mình cũng kéo dài hơi tàn a. Chỉ là, đối phương cường giả, tuy nhiên đồng dạng không hiểu, có thể bọn hắn cũng đều cho rằng, đây là Lý Thiên Mệnh làm. Giết hắn, đừng để ý tới hắn cộng sinh thú, Tử Linh Quỷ Vương cả giận nói. Nàng đều sắp tức giận nổ. Mắt thấy liền muốn leo lên thần thành, kết quả lại ra cái ngoài ý muốn, hơn nữa lại đến từ cái này Lý Thiên Mệnh. Loại chuyện này xuất hiện quá nhiều, liền sẽ có số mệnh ý vị, sẽ chỉ càng làm cho trong nội tâm nàng hoảng sợ. Quỷ Phượng, người cũng đi đối phó hắn, ta đến đứng vững mặt trời này. Nàng phân phó cái kia vong linh Minh Hà Quỷ Phượng động thủ. Cái kia vong linh Phượng Hoàng hét lên một tiếng, lập tức thoát ly kiếm vô ý kiếm trận, lao xuống. Cùng tránh thoát phần thiên huyết ma cùng một chỗ, xông về Lý Thiên Mệnh. Hắn lại một lần nữa, nguy cơ sớm tối. Một khi trộm mệnh hồn bị đánh gãy, hắn sáng tạo đi ra ưu thế, lập tức liền sẽ không còn sót lại chút gì. Thiên mệnh thần thành, sẽ còn đi hướng hủy diệt. Chỉ dựa vào huỳnh hỏa bọn họ ba cái, làm sao ngăn được, vong linh Minh Hà Quỷ Phượng cùng phần thiên huyết ma liên thủ. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa sinh tử một đường. Thảo, không cách nào, liều mạng. Hiện tại thì còn lại một cái thủ đoạn. Cái kia chính là trộm thiên cơ. Tiềm thức nói cho hắn biết, tuyệt đối đừng sử dụng. Nếu không nhất định sẽ dẫn tới, không thể đo lường khủng bố hậu quả. Trộm thiên chi nhãn phía trên, cái kia điểm sáng màu trắng, lạnh nhạt vô tình, để hắn cảm thấy sợ hãi. Có thể lại có cái gì sợ hãi, có thể cùng tử vong so sánh. Lý Thiên Mệnh buông lỏng ra trộm mệnh hồn tay. Cứ như vậy thời gian ngắn. Bị hắn trưởng khống mệnh hồn 1 triệu đối thủ, tối thiểu chết 600 ngàn. Hắn không có thời gian thở phào, trực tiếp đem cái kia vòng ngoài điểm sáng màu trắng, tan vào bên trong vòng thái cực đồ bên trong. Ông! Thái cực nhãn đột nhiên hóa thành màu trắng tinh. Cả một cái trộm thiên chi nhãn, hoàn toàn thành màu trắng. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh trong đầu ông một tiếng. Hắn cảm giác thân thể của mình hoàn toàn nổ tung, toàn thân trên dưới. Chỉ còn sót trên bàn tay cái này một khỏa ánh mắt. Ánh mắt, cũng là hắn toàn bộ. Tại trước mắt hắn, toàn bộ thế giới nhấc lên một trận bàng bạc phong bạo. Trong lúc nhất thời long trời lỡ đất, vô số hình ảnh như là bão như gió, theo trước mắt lướt qua đi. Cái gì vong linh Minh Hà Quỷ Phượng cùng phần thiên huyết ma, cũng sớm đã biến mất. Ông, bỗng nhiên, trước mắt một cái hình ảnh, đột nhiên dừng lại. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, đây là một mảnh đồi núi. Đồi núi phía trên, một đầu màu đen cự thú ở trên trời xoay quanh, trên đỉnh đầu nó, ngồi đấy một cái hắc bào thiếu nữ. Lý Thiên Mệnh theo trong ánh mắt của nàng, thấy được thiên mệnh thần thành. Tiêu tiêu, thái cổ tà ma. Trong mắt nàng có thiên mệnh thần thành, nói rõ nàng và thái cổ tà ma ở phụ cận đây. Làm Lý Thiên Mệnh thấy được nàng thời điểm, nàng và thái cổ tà ma cùng một chỗ, đột nhiên ngẩng đầu, quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ta làm sao thấy được nàng? Sau một khắc, trước mắt cảnh vật lại lần nữa biến hóa. Trộm thiên cơ, đến cùng cái gì là trộm thiên cơ? Hô hô hô, cuồng bạo tiếng gió ở trước mắt gào thét,
toàn bộ thế giới giống như đều điên đảo. Đột nhiên, hình ảnh lại lần nữa dừng lại. Trước mắt xuất hiện một cái chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm. Trong đỉnh lớn, có hơn 1 triệu núi thây biển máu, mà trong biển máu kia, một cái thiếu niên tóc đen phiêu phù ở trong đó. Thân thể của hắn có lít nha lít nhít đường vân, thân bên trên truyền đến khí tức kinh khủng. Giống như đây cũng không phải là một người, mà chính là quỷ quái. Khương Vô Tâm. Khương Vô Tâm đột nhiên mở mắt ra, mê hoặc nhìn trên trời. Hắn như thế nào tại đỉnh kia bên trong? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Ông! Cảnh vật lại biến. Lần này, giống như xông thẳng lên trời. Cơ hồ trong nháy mắt, đạt tới cái kia ngũ sắc tinh thần trước. Hình ảnh dừng lại. Một cái hắc bào lão giả và một cái bạch bào tiểu nữ hài, ngay tại cái này ngũ sắc tinh thần trước mặt, bố trí một cái đen trắng kết giới. Kết giới kia trung ương, trưng bày 2 cái thương nhãn cầu màu trắng. 2 vị này là ai? Cái kia nhãn cầu, có phải hay không Diệp Bồ Đề? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Tiếp dẫn, trở về, bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Lý Thiên Mệnh tâm tình rung mạnh. Tới gần, ta muốn nghe rõ ràng. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, không nghĩ tới, hắn thị giác, thật tại hướng lấy 2 người này tới gần. Đang lúc hắn chuẩn bị, nghe ra càng nhiều tin tức thời điểm. Chuyện kinh khủng xuất hiện. Trên đỉnh đầu của hắn, ước vạn tinh thần hội tụ, đột nhiên hợp thành một cái vô biên vô tận tinh vực. Chòm sao kia hợp thành một cái sáng chói tinh hà cự nhãn, lấy tức giận tư thái nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sau đó, một tiếng vượt qua vô số thời không nộ hống truyền đến. Phương nào kẻ xấu, dám tiết lộ thiên cơ. Người đã xúc phạm thánh đạo, ta phán người thần hình câu diệt. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh đầu đau muốn nứt. Hắn vốn là muốn thử một chút, cái này trộm thiên cơ có phải hay không có thể trợ giúp hắn đánh bại đối thủ, làm sao biết, nó vậy mà có thể làm cho mình, liên tục nhìn đến Lâm Tiêu Tiêu, Khương Vô Tâm cùng Diệp Bồ Đề ánh mắt. Còn không có kịp phản ứng, uy hiếp chí mạng, thì buông xuống ở trên đỉnh đầu. Trở về. Trong lòng của hắn giống lên một tiếng. Ong ong ong. Cảnh vật đột nhiên biến hóa, Lý Thiên Mệnh cảm giác, thân thể lại trở về. Oanh. Gợn sóng chấn động, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là, làm hắn lạnh cả người, ngẩng đầu thời điểm. Trên trời cao, một đạo cửu sắc tinh quang ầm vang buông xuống, trong nháy mắt đến nhật nguyệt tinh thần kết giới, buông xuống tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Đây chính là, thần hình câu diệt. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Hắn lần thứ nhất cảm giác được, coi như đứng tại Viêm Hoàng Đại Lục đỉnh phong, đối khắp cả cuồn cuộn thế giới, chính mình cũng như thế hèn mọn. Tử vong trong nháy mắt khóa chặt, hắn cũng không biết, nên làm cái gì. Buồn cười là, cái kia phần thiên huyết ma cùng vong linh minh hà quỷ phượng, lúc này thời điểm vừa vặn ngăn tại trên đỉnh đầu chính mình. Ông! Cái kia đột nhiên xuất hiện cửu sắc tinh quang, đem trên cùng vong linh minh hà quỷ phượng. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, xuyên thủng phần thiên huyết ma, đem hóa thành xương máu. Sau cùng, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Liền bọn họ đều trong nháy mắt tử vong, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình, thì cùng xúc phạm thiên quy giống như, tuyệt đối phải chết rồi. Hắn dùng trộm thiên cơ, cưỡng ép nhìn đến những hình ảnh kia, thậm chí khả năng không phải hiện tại, có thể là tương lai. Trộm thiên cơ, cũng không phải khiến hắn nhìn đến, nơi xa. Đơn giản như vậy, mà là một loại tinh chuẩn tìm tới phá giải vận mệnh chi pháp thủ đoạn thông thiên. Loại thủ đoạn này, rõ ràng xúc phạm cấm kỵ. Đến mức là ai cấm kỵ, vậy cũng không biết. Dù sao, hắn trong thời gian ngắn như vậy, liền thái nhất tháp đều không dùng đến. Thế nhưng là trong chớp mắt này, bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm giác hết thảy tan thành mây khói. Cửu sắc tinh quang, tiêu tán. Hắn không chết. Ông! Màu đen bột phấn. Theo thượng thiên rơi xuống. Lý Thiên Mệnh thân thủ tiếp một chút. Hắn cúi đầu xem xét, trên cánh tay quấn quanh tà ma, đã không thấy. Hắn nhếch miệng. Cha, người biết, ta sẽ thi triển cái môn này thiên phú, cho nên, lưu cho ta tốt đồ vật bảo mệnh sao. Tà ma xiềng xích, lại cũng mất. Điều này nói rõ Lý Thiên Mệnh, sẽ không còn có một lần, trộm thiên cơ hội. Hắn căn bản không có thời gian, suy nghĩ Lý Mộ Dương hòa hắn đối mặt hết thảy. Bởi vì hắn còn trên chiến trường. Mà Thiên Mệnh thần thành, còn tại bờ vực sinh tử dãy giụa. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh nghĩ tới. Phong linh minh hà quỷ phượng cùng phần thiên huyết ma, giống như chết rồi. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện, quả là thế. Không chỉ là như vậy,
cái kia cửu sắc tinh quang khủng bố, để toàn bộ chiến trường phía trên người, toàn bộ đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Mấy triệu người cùng thú, cứ như vậy thật thà nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nhất là cái kia tử linh quỷ vương, nàng đều nhanh mộng. Lần này lần phát sinh chuyện quỷ dị, đến cùng là cái gì? Không có người cho nàng đáp án. Nàng trải qua ngắn ngủi rung động, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, sau đó mệnh lệnh, hai vị điện chủ, mang các ngươi người tiến đến. Bên ngoài chờ đợi 200 vạn đại quân, xông vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Chỉ là, khi bọn hắn hướng lúc tiến vào, Phương Thần Vũ cùng Kiếm Thanh Nguyên quân đoàn, tại phía sau bọn họ xuất hiện, đồng dạng hướng bên trong hướng. Cùng lúc đó, Đông Tây Bắc ba phương hướng cửu cung chiến sĩ, thành công đánh tan thủ quân, leo lên thần thành. Bọn họ, trực tiếp đối mặt bên trong tòa thần thành 10 triệu bách tính. Trận chiến tranh này, còn chưa kết thúc. Có lẽ phải ở trên trời sáng về sau, mới có thể biết, hưu chết vào tay ai. Tử linh quỷ vương cùng Kiếm Vô Ý, còn có ba cái kia quỷ vương cùng bọn hắn đối thủ, cuối cùng phân ra thắng bại. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh không có như vậy sợ. Trộm mệnh hồn, trộm thiên cơ, cho đến nay, thức hải của hắn còn tại oanh minh, vô số hình ảnh đang lóe lên. Hắn đột nhiên mở to mắt, sau đó, dẫn theo Đông Hoàng Kiếm, vọt vào chiến trường. Tại phía sau hắn xa xôi chỗ, Hiên Viên Mộc Tuyết run run rẩy rẩy bò lên, cầm lên binh khí trong tay, đi theo cước bộ của hắn, anh dũng giết địch. Nhật Nguyệt tinh thần kết giới bên ngoài. Tinh quang thiểm diệu phía dưới, một cái màu đen cự thú, từ đằng xa đồi núi chạy như bay tới. Nó triển khai to lớn cánh thịt. Trên trời lập lòe tinh quang, chiếu rọi tại nó thầm vảy màu đen phía trên, lóe ra băng lãnh quang mang. Tại nó lớn lên trên cổ, ngồi đấy một cái áo đen thiếu nữ. Nàng giấu ở cự thú trong bóng râm, cho dù là tinh quang, đều rất khó chiếu rọi đến trên mặt của nàng. Nhìn kỹ, có thể phát hiện, da thịt của nàng phía trên, quấn quanh lấy lít nha lít nhít tia chớp màu đỏ ngòm hình dáng đường vân. Cái kia tia chớp màu đỏ ngòm đường vân, bắt nguồn từ dưới trướng cự thú. Những đường vân này, tựa như là nó trên thân dọc theo người ra ngoài gông xiềng, đem thiếu nữ mặc áo đen kia, phong tỏa trên người mình. Nếu như Lý Thiên Mệnh có thể nhìn đến bọn họ, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì, ngay tại vừa mới, hắn thông qua, trộm thiên cơ, thì đã thấy bọn họ. Đó là, trộm thiên cơ, cái thứ nhất hình ảnh. Bọn họ chính là, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma. Chỉ là bây giờ Thái Cổ Tà Ma, so rời đi thần tông thời điểm, phải lớn hơn mấy lần. Nó cái kia bị Lý Thiên Mệnh, đâm phát nổ thầm hai mắt màu đỏ, bây giờ khôi phục nguyên hình. Thậm chí, trên đó lại có hơn 900 điểm sao. Đây hết thảy đều chứng minh, nó tại cửu cung quỷ tông, thu được ích lợi thật lớn. Đến mức, nó khí độ, uy nghiêm gấp bội tăng vọt. So với tại thần tông thời điểm, cái kia chật vật như chuột chạy qua đường dáng vẻ, tốt hơn nhiều lắm. Nó bay ở Nhật Nguyệt tinh thần kết giới trên không, bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Chỉ là, phía dưới tử chiến đám người, căn bản không có chú ý nó tồn tại. Đang lao vùn vụt thời điểm, Thái Cổ Tà Ma ánh mắt âm sâm, nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Nó sâu hít thở sâu một chút, ở trong hư không, bắt đầu há miệng nuốt. Thiên hồn, vị đạo, đã lâu không gặp. Quá thơm. Nếu như không khai chiến, nơi nào có nhiều như vậy mỹ vị? Ta lại chỗ nào có thể, từng bước một trở về tự mình. Tại trên lưng của nó, thiếu nữ mặc áo đen kia chỉ là hơi động một chút, trên người nàng tia chớp màu đỏ ngòm đường vân. Thì lập lòe lên. Những văn lộ kia, hóa thành chân chính lôi đình, tràn vào trong cơ thể của nàng, trong nháy mắt đem nàng chìm ngập. Tiêu Tiêu, sớm nói cho ngươi, khác làm vô ý nghĩa giãy giụa, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Tam hồn điện tỏa, công pháp này tư vị, không dễ chịu a. Ta có thể hao phí công phu rất lớn, mới khiến cho, địa tạng, thằng ngu này, đem công pháp này học hội, dùng ở trên thân thể ngươi. Theo tam hồn điện tỏa ra chỉ ở trên thân thể ngươi bắt đầu, ngươi chính là tương đương với trên đầu ta một cây cỏ, làm một người thưởng thức phẩm là có thể. Cái gì ngự thú sư cùng cộng sinh thú quan hệ, ta đường đường Thái Cổ Tà Ma thái tử, há lại cho ngươi khoa tay múa chân, thụ ngươi hạn chế. Nó vỗ cánh chạy như bay, hé miệng. Hút vào thời điểm, trong lúc vô hình, giống như có vũ khí, tràn vào trong cơ thể của nó. Tam hồn bên trong. Thiên hồn chính là phàm nhân cùng trời câu thông chi hồn, một nửa thuộc về trời, một nửa thuộc về người. Người chi thiên ý, đều do thiên hồn cảm ngộ,
dung nhập thức hải mệnh hồn tạo thành. Cho nên, thiên hồn, chính là bất kỳ người tu luyện nào lĩnh ngộ căn bản. Trạm tinh cổ lộ cái này thần vật, cũng là hấp thu người mất thiên hồn, lấy thiên hồn chi trí nhớ, chỉ dẫn con cháu tu hành. Thái cổ tà ma một bên nuốt, một vừa lầm bầm lầu bầu. Nét mặt của nó, có thể nói cực kỳ đắc ý. Thiên hồn, chính là tam hồn lớn nhất diệu chi hồn, xưa nay không tiến thân thể, nó thuộc về người, cũng thuộc về thế giới. Thiên hồn cao cao tại thượng, lấy một cái góc độ khác, quan sát cuộc đời một người. Chúng ta nhớ lại thời điểm, liền là thông qua thiên hồn thị giác nhớ lại, cho nên trong hồi ức hình ảnh, thường thường đều là thứ ba thị giác. Chỉ có mệnh hồn, mới là đệ nhất thị giác. Ta từng cùng ngươi đã nói, chúng ta thái cổ tà ma, cũng là, phệ hồn thú, chúng ta chỗ lấy cường đại, là bởi vì chúng ta trời sinh có thể ăn, thiên hồn. Tại thần tông thời điểm, nếu không phải quá yếu ớt, không dám ở trạm tinh cổ lộ làm loạn, bên kia thiên hồn, còn chưa đủ ta ăn một miếng. Người khi chết khắc, thiên hồn quy thiên, thời gian ngắn tạm thời lưu giữ, chính là hắn duy nhất có thể phẩm vị thời khắc. Bất quá, người vẫn là quá phế đi, tại ngũ hành thần vực, ta dùng hơn 10 triệu người thiên hồn, đến bồi dưỡng ngươi, ngươi vẫn hạn chế cảnh giới của ta trưởng thành. Ngươi cái này tầng dưới chót nhất huyết mạch, quả nhiên vịn không đứng dậy. Bất quá không quan hệ, chỉ cần trận chiến tranh này tiếp tục đánh, chết người, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, ăn như vậy đi xuống. Ngươi liền xem như một con lợn, ta cũng có thể làm cho ngươi cường đại lên, ha ha. Đáng tiếc, ngươi đắc tội ta quá nhiều, coi như thành đạp thiên cảnh, ngươi cũng hưởng chịu không được cường đại mùi vị. Từ nay về sau, ngươi thì chỉ là lực lượng của ta, chứ tồn khí, ngươi không cần lên tiếng, không dùng động đậy, dùng con mắt của ngươi, nhìn ta như thế nào trở lại đỉnh phong, lại đem ngươi triệt để nuốt mất, thoát khỏi cộng sinh tu luyện trói buộc, là có thể. Nói đến thật buồn cười, thế giới này người, vậy mà coi là, bản nguyên thú tộc cộng sinh hệ thống tu luyện, lại là một cái đạp thiên chi cảnh người sáng tạo ra, ha ha. Nó hấp thu vô hình thiên hồn, thoải mái đánh một ợ no nê. Coi như không tệ, tiếp tục giết đi. Nó đều không cần động thủ. Cùng cửu cung quỷ tông hợp tác, quả thật rất đẹp diệu. Bọn họ tổ tiên, là so, bản nguyên thú tộc, tầng thứ cao hơn chủng tộc. Tiêu tiêu, kỳ thật ta đã từng cân nhắc qua cùng ngươi cùng tồn tại. Đáng tiếc ngươi đã định trước cùng ta không hợp, còn lãng phí ta không ít thời gian. Ta đều cười, ngươi một cái tiểu hài tử, đối cái này vô tận thiên địa, hoàn toàn không biết gì cả, ngươi lấy cái gì, cùng ta đấu a? Ta nói qua, muốn dẫn ngươi nhìn vô tận thần vực, ta sẽ không nuốt lời, từ giờ trở đi, ngươi xác thực chỉ có thể, nhìn. Nhật nguyệt tinh thần kết giới bên trong. Phần thiên huyết ma cùng vong linh minh hà quỷ phượng hóa thành cho tàn về sau, Lý Thiên Mệnh ánh mắt, để mắt tới cái kia vừa xông tới 2 triệu cửu cung chiến sĩ. Lại thêm cái này cửa nam trên chiến trường, còn thừa lại khoảng 1 triệu người. Đối phương nhân số, đã ép thẳng tới 3 triệu, tăng thêm cộng sinh thú, còn muốn gấp bội. Nếu như không phải Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân trợ giúp đúng chỗ, cửa nam nhất định lập tức luân hãm. Có lẽ những người khác, tạm thời còn không nhìn thấy, hy vọng ánh dạng đông. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh tới nói, phản kích thời khắc, đã đến. Hiện tại liền phệ tâm cự ma, đều bị kết giới ánh trăng áp chế, căn bản không có ngăn cản hắn người. Lý Thiên Mệnh xông về cửa nam phía trên. Dịch điện chủ, phối hợp ta. Ánh sao phía dưới, trên đầu của hắn tóc máu phấn khởi, trong lúc nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Không có vấn đề. Ta khống chế, ngươi dùng kết giới chu sát. Lý Thiên Mệnh giống hết một câu, nhìn về phía trước lít nha lít nhít xông lên cửu cung thần vực người. Mặc kệ là ngự thú sư vẫn là cộng sinh thú, lúc này đều vô cùng hung ác, hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Đừng sợ hắn. Chúng ta vẫn là nhiều người. Vượt qua đi, liền có thể đồ sát dân chúng, chặt đứt kết giới uy lực, công hãm thần thành. Ta cũng không tin, hắn có thể ngăn cản tất cả mọi người. Rầm rầm rầm. Trăm vạn đại quân, hướng về Lý Thiên Mệnh gào thét vào tới. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Quản hắn là người hay quỷ, thiện hay ác, coi như trận này chiến đánh xong, ta cũng là sát khí ngập trời ác nhân, cũng không sao cả. Quân tử, chẳng sợ hãi. Hắn cắn răng, tay trái hắc ám tí duỗi ra. Trộm thiên chi nhãn phía trên huyết điểm sáng màu đỏ, lại lần nữa tan vào thái cực nhãn bên trong. Ông! Trộm mệnh hồn! Khẽ vươn tay, cái kia hư vô chi thủ, cao đến trăm vạn. Ong ong! Trăm vạn chi thủ, tuôn ra hướng về phía trước. Hắn trộm thiên chi nhãn,
lại lần nữa thấy được mỗi người thức hải. Thân thủ một nắm, mệnh hồn nơi tay. Lý Thiên Mệnh đột nhiên kéo một phát, trăm vạn ngự thú sư cùng cộng sinh thú, linh thể tách rời. Chỉ có sinh tử kiếp cảnh trở lên kiếp lão, mới có thể đứng vững thủ đoạn như vậy, nhưng cũng mệnh hồn rối loạn, đầu nhói nhói. Còn lại ngay tại vọt tới trước người cùng thú, đột nhiên mới ngã xuống đất, chồng chất thành một ngọn núi. Loại thủ đoạn này, xem ra quá nghịch thiên. Tuyệt đối vượt qua, trên chiến trường tưởng tượng của mọi người lực. Giết! Lý Thiên Mệnh một tiếng gào thét. Nhật Nguyệt tinh thần kết giới uy lực, kịp thời đuổi theo, bắt đầu oanh tạc. Lý Thiên Mệnh tại trận này chém giết bên trong, chỉ có thể coi là trưởng khống giả. Tránh thức hạ sát thủ, là Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, là vì kết giới này cung cấp lực lượng ngàn vạn người. Phốc phốc phốc! Tinh quang xuyên thấu, máu tươi vẩy ra. Cửu cung chiến sĩ, thành tốp ngã xuống. Càng đáng sợ chính là, đằng sau Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân đuổi theo, bắt đầu tiền hậu giáp kích. Khủng bố như vậy tràng diện, căn bản không ai chịu nổi. 3 triệu cửu cung thần vực đại quân, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chiến tử. Trên tường thành, Lý Thiên Mệnh thi triển mấy lần trộm mệnh hồn, lúc này thời điểm hắn, toàn thân trắng bệch, mỏi mệt cùng cực. Tránh thức mệt mỏi là, trong thức hải của hắn mệnh hồn. Mệnh hồn một khi ngủ say, địa hồn liền sẽ nhập thể. Hắn đứng tại trên tường thành, chỉ có thể đỡ lấy vách tường, mới có thể đứng vững vàng. Chỉ là, nhìn đến cửu cung thần vực kẻ xâm lược, tử thương vô số, toàn quân sụp đổ, hắn lại khổ lại mệt mỏi đều đáng giá. Trộm thiên nhất tộc, thật sự là thủ đoạn thông thiên. Hắn nhìn lấy chính mình trộm thiên chi nhãn, trong lòng vô cùng khát vọng, muốn biết mình bộ tộc này nơi phát ra cùng ngọn nguồn. Phụ thân nói, chúng ta là duy nhất còn sống 2 cái, tương đương với đã diệt tộc. Cho nên, hắn không có khả năng gặp lại, ngoại trừ Lý Mộ Dương bên ngoài đồng tộc người. Rồi nói sau. Hắn lung lay đầu, mở ra mệt mỏi 2 mắt, lúc này đã 2 mắt hoa dâm. Nhưng, hắn vẫn là lấy cuối cùng cứng cỏi, cưỡng ép nhìn chằm chằm cửu cung thần vực tàn quân, lại lần nữa thi triển trộm mệnh hồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy triệu cửu cung thần vực kẻ xâm lược thi thể, ngã xuống thiên mệnh thần thành tiến. Bọn họ 600 vạn đại quân, đến thời khắc này đã chết trận một nửa. 3 triệu tinh anh, vốn là dùng để, nhổ thái cổ thần vực tất cả thần thành. Thế nhưng là không nghĩ tới, toàn bộ chôn vùi tại cái này phương nam biên thành tiến. Bọn họ cơ hồ còn không có, chân chính bước vào thái cổ thần vực. Thực tế như vậy, đệ tử Linh Quỷ Vương đã thổ huyết. Không cần phải nói, đây hết thảy đều là trách nhiệm của nàng. Thế nhưng là, nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Người nào có thể biết, Lý Thiên Mệnh đến cùng, dùng chính là thủ đoạn gì. Nàng trơ mắt nhìn lấy cửu cung chiến sĩ bị vây giết, liên miên ngã xuống. Ngũ tạng lục phủ đoán chừng đều nhanh xé rách. Kiếm vô ý, người tránh ra. Tử Linh Quỷ Vương ánh mắt quỷ dị nói. Bây giờ còn chưa được. Vừa dứt lời dưới, dịch tinh ẩn bọn họ khống chế, kết giới mặt trời, lại lần nữa đập xuống, ép ra Tử Linh Quỷ Vương. Phệ tâm cự ma. Tử Linh Quỷ Vương lấy bén nhọn thanh âm, hô một câu. Không dùng nàng nói, phệ tâm cự ma đều muốn chu sát Lý Thiên Mệnh báo thù. Có thể mấu chốt là. Lúc này thời điểm tình thế đối thiên mệnh thần thành rất tốt. Nhật Nguyệt tinh thần kết giới lực lượng, đã chống không đi ra. Làm phệ tâm cự ma xé rách vô cực tinh võng bò lên đi ra, thân thể khổng lồ kia, hướng về Lý Thiên Mệnh va chạm mà đến thời điểm, trên trời kết giới ánh trăng, ầm vang hạ xuống. Lần này, trực tiếp ở tại trên ót nổ tung. Ầm ầm, sáng chói nguyệt sáng lóng lánh. Mỗi cái tầm mắt của người, cơ hồ hư không trắng nhợt. Làm quang mang tan hết thời điểm, mọi người bất ngờ nhìn đến, cái kia phệ tâm cự ma bị tạc rơi mất một nửa. Kết giới ánh trăng, đã không có. Bất quá, cái này phệ tâm cự ma sinh mệnh lực, thật đúng là khủng bố. Coi như thừa nửa đoạn dưới, lại còn đang ngọ nguậy, quả thực cùng có thanh linh tháp giống như. Giết nó! Lý Thiên Mệnh quát nói. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, thừa cơ hội này, nhào tới. Lại thêm tiên tiên giải quyết phệ tâm trùng, vô số cành lá, dây leo, sợi rễ quấn quanh mà đến, đem phệ tâm cự ma triệt để khóa kín. Phốc phốc phốc, bọn họ lấy lôi đình oanh tạc, hỏa diễm đốt cháy, lại thêm thiên trọng tinh hoàn cắt chém, chết đè xuống phệ tâm cự ma. Rốt cục, bọn họ liên thủ đem cái này huyết ý quỷ vương sau cùng một đầu cộng sinh thú, triệt để chu sát. Khó có thể tưởng tượng,
huyết ý quỷ vương muốn là không có phong cấm kết giới, sẽ khó đối phó tới trình độ nào. Làm phệ tâm cự ma chết về sau, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, cái này phương nam chiến trường, ngoại trừ tử linh quỷ vương bên ngoài, không uy hiếp nữa. Chí ít cửa nam, đã đại hoạch toàn thắng. Hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, bên tai thì truyền đến, dịch tinh ẩn khẩn cấp tiếng la. Thiên Mệnh, tiến nhanh bên trong thành, đối phương có trăm vạn người tiến vào thần thành, phù du quỷ vương đã thương nặng lão tà, đã trà trộn vào đến rồi. Đồ vật hai bên cũng thất thủ. Tốt. Lý Thiên Mệnh ra sức lung lay một chút đầu. Ca ca, còn có thể kiên trì sao? Khương Phi Linh thanh âm mệt mỏi nói, chính nàng đều đếm không hết, thi triển bao nhiêu lần thời không năng lực. Có thể, đi. Lý Thiên Mệnh hô huỳnh hỏa bọn họ, kéo lấy trầm trọng thân thể, quay người tiến vào thần thành. Kết giới phía trên. Thái cổ tà ma một bên hút thiên hồn, một bên nhìn chằm chằm cửa nam phía trên thiếu niên, ánh mắt khóa chặt hắn bàn tay trái ánh mắt. Cặp mắt của nó, vô tận lôi đình mãnh liệt, liền cái kia quai hàm một bên lân giáp, đều đang kịch liệt run rẩy. Trong lỗ mũi thở ra bạch khí, đều lẫn vào huyết sắc lôi đình. Vô sỉ kẻ trộm, ngươi hẳn phải chết, hẳn phải chết. Coi như ngươi tự mình cho ta đưa thiên hồn, ngươi cũng đã định trước, bị ta tra tấn vĩnh viễn. Ngập trời hận ý cùng phẫn nộ, tụ tập tại lồng ngực bên trong. Bên trong tòa thần thành này, còn có 20 triệu trở lên thiên hồn, để cái này kẻ trộm cứ như vậy thắng, những người này sẽ không phải chết, vậy liền lãng phí. Thôi được, tuy nhiên đã đáp ứng địa tạng cùng bà Sa, đợi đến thái cực phong hồ, lại hiển lộ lộ uy lực của ta, nhưng hôm nay cục diện rõ ràng làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Vậy cũng đừng trách ta, thừa cơ vơ vét một thanh. Ha ha, nghĩ tới đây. Nó đột nhiên vỗ cánh, theo kết giới trên không bay về phía phương Bắc. Sau đó, nó theo Bắc mới vừa vào kết giới. Trước mắt đồ vật Bắc ba cái chiến trường, thần thành chiến sĩ đều ở tuyệt đối thế yếu bên trong. Căn bản không ai, có thể ngăn cản hiện tại nó. Oanh! Thái cổ tà ma bay qua chiến trường, có mấy cái nhất nguyên kiếp lão xông lên ngăn cản, kết quả bị nó phun ra một ngụm máu sắc lôi đình, trực tiếp nổ thành vỡ nát. Các ngươi coi ta 10 triệu thiên hồn là ăn không sao? Muốn không phải con lợn này, ta tối thiểu khôi phục đạp thiên chi cảnh tu vi, cái này đáng chết cộng sinh tu luyện. Thái cổ tà ma cười lạnh, đi tới thần thành trên tường thành. Không ai ngăn trở cảm giác rất tốt. Nó híp mắt, nhìn lướt qua đi qua. Tối thiểu có hơn 1 triệu cửu cung chiến sĩ, mang lấy bọn hắn cộng sinh thú, vọt vào thần thành, mặt hướng cái kia 10 triệu thần thành cư dân. Bây giờ còn có thần thành chiến sĩ. Lùi giữ đến bên trong tòa thần thành, lấy thân thể máu thịt, chặn bọn họ sát lục chi lộ. Máu tươi đã nhuộm đỏ đường đi, khắp nơi đều là phế tích cùng tàn mái hiên nhà bức tường đổ. Nơi này là không có kết giới bao trùm địa phương, theo đồ vật Bắc ba phương hướng xông tới cửu cung chiến sĩ, như vào chỗ không người. Tới đi! Thái cổ tà ma bay ở bầu trời thần thành, chân chính giả thiên tế nhật. Vô sỉ kẻ trộm, để ngươi kiến thức một chút. Ta thái cổ tà ma dần dần thức tỉnh thủ đoạn, ha ha. Tà ma huyết phách. Trên người của nó, đột nhiên bạo phát ra mấy triệu huyết sắc lôi đình. Mỗi một điều lôi đình đều giống như một sợi dây, từ trên trời giáng xuống, bổ vào tất cả cửu cung chiến sĩ, cùng bọn chúng cộng sinh thú trên thân. Cái kia nháy mắt, mỗi một cái cửu cung chiến sĩ, trên thân đều ra đời lít nha lít nhít tia chớp lưới. Mỗi người hai mắt, trực tiếp bị nhuộm thành huyết sắc. Xì xì xì. Máu tươi của bọn hắn sôi trào, thiêu đốt, khí tức bắt đầu biến hóa. Theo cầm giữ có lý trí người, hoàn toàn biến thành hung sát dã thú, liền chết còn không sợ. Trên người bọn họ lực lượng, tại tà ma huyết phách ra chỉ phía dưới, lại điên cuồng tăng vọt. Thái cổ tà ma cùng thái cổ hỗn độn cự thú, đều thành cộng sinh thú, bọn họ căn bản nhất khác biệt, cũng là huỳnh hỏa bọn chúng huyết thảy, cơ hồ đều bị phong bế, liền trí nhớ đều không tồn tại, tương đương với chân chính trọng sinh. Cho nên, nơi tay đoạn phương diện, thái cổ tà ma, xác thực thật không thể tin. Trí nhớ, cũng là hết thảy quan trọng. Ta nói qua, có thể để bọn hắn toàn tông mạnh lên, cũng không phải nói đùa. Mà cái này, bất quá là ta một cái tiểu tiểu thủ đoạn mà đã xong. Đương nhiên, đã nhận lấy tà ma huyết phách về sau này sẽ là ta khôi lỗi, ha ha. Đứng tại bên trong tòa thần thành, phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời một cái màu đen cự thú. Lấy mấy triệu tia chớp màu đỏ ngòm, khống chế cửu cung chiến sĩ. Những cái kia cửu cung thần vực ngự thú sư cùng cộng sinh thú,
tại trong tay của nó, càng giống là tượng gỗ. Rất hiển nhiên, loại thủ đoạn này, so với Tử Linh Quỷ Vương Tử Linh Huyễn Sinh Bí Pháp, còn cao thâm hơn nhiều. Giết đi, giết sạch cái này ngàn vạn người, để cho ta duy nhất một lần, ăn đầy đủ. Tại ngũ hành thần vực, những thứ này quỷ thần hậu nhân một mực đánh thắng trận, hết thảy tại bọn họ trong khống chế, ta không tiện hạ thủ, hiện tại bọn hắn thua, ta ăn nhiều một chút, đó không quan trọng. Nó hóa thành thiên mệnh thần thành phía trên kinh khủng nhất ma quỷ, bên trong tòa thần thành 10 triệu bách tính, đều thấy được nó tồn tại. Như vậy, kết giới hạch, ở nơi nào đâu? Nó lạnh giọng cười, từ trên trời đáp xuống, ầm vang đụng tại trên mặt đất. Phiến khu vực này tối thiểu có 100.000 bách tính, tại nó va chạm phía dưới, đột nhiên hóa thành cho tàn. Ầm ầm, mặt đất đổ sụp về sau, một cái bao phủ tinh thần quang huy địa cung xuất hiện ở trước mắt của nó. Địa cung bên trong, có hơn 20.000 nhất nguyên kiếp lão, còn có chủ trì toàn bộ nhật nguyệt tinh thần kết giới dịch tinh ẩn. Tìm tới các ngươi, thái cổ tà ma giữ tợn cười lạnh. Tà ma, không phải để ngươi trước đừng xuất hiện, một cái hắc ảnh xuất hiện tại thái cổ tà ma sau lưng. Các ngươi đều nhanh thua, ta không giúp đỡ, xem các ngươi thất bại thảm hại. Thái cổ tà ma bĩu môi. Người tới chính là Phù Du Quỷ Vương. Chúng ta sao có thể thua? Phù Du Quỷ Vương sủi cười một tiếng. Đi phía nam nhìn xem, 3 triệu người nhanh chết sạch, phệ tâm cự ma cùng phần thiên huyết ma đều đã chết, tử linh lại chết một đầu cộng sinh thú. Thái cổ tà ma nói. Không có khả năng, Phù Du Quỷ Vương căn bản không tin. Không thèm nói nhiều với ngươi, quay đầu ngươi đi nhìn. Kết giới hạch vị trí, ta giúp ngươi tìm được, tranh thủ thời gian phá kết giới, còn có thể chuyển bại thành thắng. Thái cổ tà ma vỗ cánh phi lên. Ngươi đi làm cái gì? Không giúp ta, Phù Du Quỷ Vương nói. Ta, hưởng dụng mỹ vị, thái cổ tà ma nhếch miệng cười một tiếng. Biệt khuất quá lâu, hôm nay, nó rốt cục giống như, có như vậy một chút, thuộc về thái cổ tà ma uy nghiêm. Nếu như không phải thật sự trải qua, như chuột chạy qua đường một dạng chật vật 5 tháng, nó đều không thể tin được, nó lại có lăn lộn thành thời điểm như vậy. Lúc ấy có nhiều áp lực, phẫn nộ, hiện tại điên lên, thì có bao nhiêu tàn bạo. Tiêu tiêu, cảm ơn ngươi, ngươi một mực rất cẩn thận, đáng tiếc ngươi duy nhất làm sai một việc, cũng là đưa ta đi quỷ thần sơn mạch. Dù sao, cái kia kẻ trộm không hỏi nguyên do thì muốn giết ngươi, trong lòng vẫn là sẽ khó chịu a. Ha ha, hiện tại, ngươi chỉ có thể dùng ánh mắt, hưởng thụ thị giác thịnh yến. Nó không lại phản ứng trên đỉnh đầu thiếu nữ, thì xem nàng như làm là dùng đến trêu đùa tiểu thảo. Tại hắn tà ma huyết phách phía dưới, cửu cung chiến sĩ cùng hắn cộng sinh thú, chiến đấu lực tăng vọt, triệt để áp chế thần thành thủ quân, vọt thẳng tiến 10 triệu trong dân chúng, đại khai sát giới. Bách tính một khi bị trùng kích, kết giới uy lực lập tức liền sẽ suy yếu. Đến lúc đó, 4 đại quỷ vương lực lượng, lại không ai có thể chịu nổi. Mà lại, cùng lúc đó, Phù Du Quỷ Vương chính đang tấn công kết giới hạch. Một khi kết giới vụ nổ hạt nhân phá, toàn bộ nhật nguyệt tinh thần kết giới, đều phải nổ nát vụn. Thần thành duy nhất giá trị, thì là nhật nguyệt tinh thần kết giới, một khi kết giới không có, tòa thần thành này chẳng khác nào phá. Đối phương cũng không cần lại lo lắng, thái cổ thần vực ở chỗ này chứ hàng binh lực. Thành trì không tính là gì, kết giới mới là căn bản. Tại dạng này thời khắc nguy cơ, Lý Thiên Mệnh mang theo 2 triệu nguyên hoàng quân cùng huyền kiếm quân, vọt vào bên trong tòa thần thành. Nguyên bản lâm vào trong hỗn loạn thần thành bách tính, nhìn đến hắn một khắc này, đột nhiên bộc phát ra chấn thiên tiếng la. Đế tử đến rồi. Mọi người đừng sợ, viện quân đến. Giữ vững. Trùng trùng điệp điệp nguyên hoàng quân cùng huyền kiếm quân, có phương thần vũ cùng kiếm thanh nguyên thống soái, tạm thời giữ sức chiến đấu mạnh nhất. Bất quá, muốn tại cái này hỗn loạn bên trong tòa thần thành, trực tiếp đối lên đã giết tiến đám người cửu cung chiến sĩ, còn là rất khó. Những thứ này cửu cung chiến sĩ, mỗi cá nhân trên người đều quấn quanh lấy tia chớp màu đỏ ngòm. Bọn họ đã không có thần trí, thành giữ tợn cuồng bạo cỗ máy giết chóc. Tình cảnh này, để Lý Thiên Mệnh lửa giận mãnh liệt. Hắn tập trung nhìn vào. Trên bầu trời bay màu đen cự thú, đó là thái cổ tà ma. Nó trên thân còn có bóng người, đáng tiếc bị huyết sắc lôi đình chìm ngập, thấy không rõ lắm, có thể Lý Thiên Mệnh biết, đó nhất định là Lâm Tiêu Tiêu. Là ngươi. Ban đầu ở thần tông chạy trốn, Lý Thiên Mệnh liền biết, loại này cùng Lý Mộ Dương đâu có liên lụy tồn tại,
sớm muộn có một ngày, sẽ mạnh đến mang đến cho hắn nguy cơ rất chí mạng. Hắn từng để cho thần tông, tại chỉnh cái thần vực truy sát thái cổ tà ma, đáng tiếc không có tìm được nó, sau đó nó không còn tin tức. Xuất hiện lần nữa, nó đã có hơn 900 ngôi sao, mà lại vì cửu cung thần vực hiệu lực. Rất hiển nhiên, là cửu cung thần vực, để nó mạnh lên. Lý Thiên Mệnh không biết nó dựa vào thủ đoạn gì, khôi phục được cảnh giới gì. Nhưng là, nó có thể trực tiếp trưởng khống cửu cung chiến sĩ, tại bên trong tòa thần thành tới lui tự nhiên, sao lại đơn giản. Nó cũng thành cộng sinh thú, trên lý luận còn phải xem Tiêu Tiêu lĩnh ngộ, nhưng nó sao có thể mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh tâm lý có nghi hoặc. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn xem xét. Đó là cái gì? Trộm thiên chi nhãn, có thể nhìn đến nó bao giờ cũng, đều ở trên trời, thôn hấp lấy một loại xương trắng. Chỉ có xuất hiện người chết thời điểm, loại này xương trắng mới có thể ngưng kết, sau đó bị nó nuốt vào. Tựa như là, thiên hồn. Nó đang ăn người thiên hồn. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, hồn ma giống như có thể ăn hồn phách, nhưng lúc đó, Lý Thiên Mệnh không biết thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn khái niệm. Bất quá, hồn ma ăn, hẳn không phải là thiên hồn, có thể là mệnh hồn. Ta dùng, trộm thiên cơ, thấy được nó, lại nhìn thấy Khương Vô Tâm, sau cùng thấy được Diệp Bồ Đề ánh mắt, thiên cơ không thể tiết lộ, có thể ta trộm thiên cơ, một nói rõ chính xác, thái cổ tà ma, Khương Vô Tâm cùng cái kia Diệp Bồ Đề ánh mắt, là phá cục quan trọng, hôm nay, nhất định muốn giải quyết cái này thái cổ tà ma, nếu không thần thành hẳn phải chết. Nhưng ý nghĩ này, ở trong lòng chợt lóe lên. Nhanh cứu người. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, còn có phù du quỷ vương, không người trông giữ, đang tấn công kết giới hạch. Tình huống bây giờ, quả thực sinh tử một đường. Vô sỉ kẻ trộm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, tuyệt vọng tư vị như thế nào. Thái cổ tà ma nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hận nó làm sao không thống hận Lý Thiên Mệnh. Xúc sinh, người hẳn phải chết. Lý Thiên Mệnh xông tới, dù là tinh thần lại mỏi mệt. Lúc này thời điểm cũng không có biện pháp. Trộm mệnh hồn. Khẽ vươn tay, trăm vạn bàn tay vô hình, tại trên tòa thần thành lan tràn. May mắn mà có tà ma huyết phách, cơ hồ tiêu chú mỗi cái cửu cung chiến sĩ vị trí, để cho Lý Thiên Mệnh bắt được bọn họ. Ăn trộm, ngươi cho rằng đây là ngươi trộm thiên nhất tộc thiên phú, nói cho ngươi, không có con mắt của ta đối hồn linh hiểu rõ, các ngươi làm sao có thể trộm mệnh hồn. Càng là nhìn hắn, dùng loại thủ đoạn này, thái cổ tà ma thì càng nổi giận. Lý Thiên Mệnh không rảnh quản nó kéo lại trăm vạn mệnh hồn, đối phương tà ma huyết phách huy lực, vậy mà có thể đem những người này mệnh hồn nhuộm đỏ, biến đến hung lệ khát máu. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh còn có thể đem những thứ này mệnh hồn, xinh xinh rút ra. Giết bọn họ, những thứ này chúng tà ma huyết phách người, ngay tại đổ sát bách tính. Lý Thiên Mệnh nhất định phải ngay đầu tiên, đem bọn hắn giết sạch. Có trộm mệnh hồn thủ đoạn. Phương Thần Vũ cùng Kiếm Thanh Nguyên dẫn người xông vào đám người, bao quát thần thành bách tính ở bên trong, chợt thấy đối phương thần trí rối loạn, ngã trái ngã phải, trực tiếp nhào tới. Phốc phốc phốc, nguyên một đám cửu cung chiến sĩ cùng bọn hắn cộng sinh thú, toàn bộ ngã xuống. Tà ma huyết phách mạnh hơn, còn giống như là bị trộm mệnh hồn, cho khắc chế. Cái này khiến thái cổ tà ma càng khó chịu hơn, bởi vì Lý Thiên Mệnh loại thủ đoạn này, nguyên bản đến từ nó. Nuốt ăn thiên hồn mạnh lên, trách không được chúng ta trộm thiên nhất tộc, muốn đào tận ánh mắt của các ngươi, chỉ ngươi nhóm loại này loạn thế chi thú, ăn trộm lại như thế nào. Lý Thiên Mệnh giải quyết bên trong tòa thần thành cửu cung chiến sĩ, đã càng mệt mỏi, mí mắt đều tại đảo quanh. Hắn thật đến cực hạn. Nhưng là, phù du quỷ vương còn tại nện kết giới hạch. Coi như thái cổ tà ma đang ở trước mắt, Lý Thiên Mệnh vẫn là muốn trước giải quyết phù du quỷ vương. Phù du quỷ vương cộng sinh thú không ở bên người, trước mắt chỉ có hắn một cái, cảnh giới của hắn, phải cùng kiếm vô ý một dạng, là 11 tầng sinh kiếp. Thanh minh quỷ vương cấp bậc. Hơn 10 ngày trước, Lý Thiên Mệnh tại thiên tinh cảnh, dựa vào phong cấm kết giới giải quyết thanh minh quỷ vương, hôm nay hắn vọt thẳng hướng về phía phù du quỷ vương. Bên cạnh hắn còn có Phương Thần Vũ cùng Kiếm Thanh Nguyên hai cái thần soái, đều là 10 tầng tử kiếp cấp bậc, cùng Hiên Viên Tà, Dịch Tinh Ẩn tương đương. Các ngươi nắm lên kết giới linh tuyến. Phương Thần Vũ cấp tốc mệnh lệnh Nguyên Hoàng Quân. Hiện tại chỉ cần 1 triệu huyền kiếm quân, thanh lý bên trong tòa thần thành cửu cung thần vực tàn quân. Những người còn lại, cái kia trợ giúp, còn có thể chống đi người đến, vì nhật nguyệt tinh thần kết giới cung cấp lực lượng. Cái này kỳ thật đã coi như là bọn họ,
đại hoạch toàn thắng báo hiệu. Nhưng là, nếu như không ai có thể ngăn cản Phù Du Quỷ Vương. Kết giới hạch một phá, bốn đại quỷ vương không người áp chế, cuối cùng hưu chết vào tay ai, vẫn là không nhất định. Phanh phanh phanh, Phù Du Quỷ Vương cầm lấy một thanh búa lớn, ầm vang tấn công cái kia địa cung. Trên cung điện dưới lòng đất có một tầng kết giới hạch bảo hộ kết giới, mắt thấy là phải vỡ nát. Nói thật, Lý Thiên Mệnh bọn họ tới lại nhanh, hiện tại cũng hơi trễ. Dưới tình huống như vậy, hắn cầm trong tay Đông Hoàng song kiếm, cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, tại toàn thân không còn chút sức lực nào tình huống dưới, ánh mắt nhuốm máu xông về Phù Du Quỷ Vương. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Chín đại hung hồn kiếm khí, gào thét xông về Phù Du Quỷ Vương. Cút! Phù Du Quỷ Vương quay người, cùng Lý Thiên Mệnh, Phương Thần Vũ, Kiếm Thanh Nguyên ba người giết ở cùng nhau. Kết giới hạch nguy cơ, rốt cục tạm thời làm dịu. Nhưng là, nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn đến, kết giới hạch phía trên đã có vết nứt. Một khi cái này vết nứt xuất hiện, tiếp đó, thì sẽ kéo dài sụp đổ, thẳng đến toàn bộ Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, triệt để tiêu tán. Mà thời khắc như vậy, Thái Cổ Tà Ma lại thoát ly chiến trường, bay đến trên không trung, nhìn chăm chú kết giới hạch phương hướng. Theo vừa rồi đến bây giờ, tối thiểu ăn có 5 triệu thiên hồn A. Tạm thời không có nuốt vào, vậy chỉ dùng đến, cho người đưa một kinh hỉ đi. 5 triệu thiên hồn ngưng tụ, hình thành, huyết điện hồn bạo, thần thông, dạng này đập xuống, có thể trong nháy mắt xé rách cái này ngàn vạn người mệnh hồn. Bọn họ vừa chết, thiên hồn quy thiên. Ta lại có thể tiếp tục ăn a. Rất lâu, không thể chơi đến thống khoái như vậy đâu, ha ha. Làm Lý Thiên Mệnh bọn họ, toàn lực đối phó Phù Du Quỷ Vương thời điểm, căn bản không ai quản nó. 5 triệu thiên hồn, tụ thành huyết điện hồn bạo, tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ là một trận, thị giác thịnh yến. Thái Cổ Tà Ma nhếch môi nhe răng cười. Nó mở ra hai cánh, chạy như bay tại Thiên Mệnh Thần Thành ngay phía trên. Một đôi tráng kiện thú chảo, nâng hướng thương trời. Bụng nó lân giáp, nguyên bản đen như mực, đúng vào lúc này, trên đó có vô số huyết sắc lôi đình, bắt đầu ở nơi đây bắn ra. Bụng của nó bắt đầu bành trướng, giống như là nội bộ có một ngọn núi lửa, trong núi lửa không có hỏa diễm, mà chính là 5 triệu thiên hồn, ngưng tụ ra huyết điện hồn bạo. Tiếp tục, còn chưa đủ uy lực a. Lại ấp ủ một hồi. Theo cái kia phần bụng khổng lồ bắt đầu. Nó toàn thân trên dưới, đều đã bị huyết sắc lôi đình chìm ngập. Thậm chí, trên bầu trời, ngưng tụ đường kính đạt tới hơn vạn mét huyết vân, cái kia mây máu phía trên nảy sinh vô số huyết điện, quấn quanh ở Thái Cổ Tà Ma trên thân. Dạng này long trọng cảnh tượng, quả thực tựa như là một chương huyết sắc miệng rộng, lập tức liền muốn đem toàn bộ Thiên Mệnh Thần Thành, cho nuốt vào. Xì xì xì. Trên không trung, đột nhiên truyền đến mãnh liệt điện lưu tiếng oanh minh. Một cỗ bạo loạn. Tĩnh mịch, để người ra đầu tê dại thanh âm, từ trên trời chấn động mà đến. Tại cái này Thiên Mệnh Thần Thành bên trong, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh bên ngoài, cơ hồ mỗi người, đều cảm giác được linh hồn run rẩy. Bao quát Phù Du Quỷ Vương ở bên trong. Đây mới thực là không khác biệt oanh tạc, 5 triệu thiên hồn chuyển đổi ra tới lực lượng, liền xem như Thái Cổ Tà Ma chính mình, đều chưa hẳn có thể khống chế được nổi. Trong lúc nhất thời, bên trong tòa thần thành vừa mới sức chỉ 10 triệu dân chúng. Còn có 2 triệu thần thành chiến sĩ, bao quát bọn họ cộng sinh thú ở bên trong, đều ngạc nhiên ngẩng đầu. Mỗi người, đều thấy rõ ràng trên trời vô tận mây máu, còn có cái kia ức vạn lôi trong ao hắc ám cự thú. Đó là cái gì? Tựa như là vừa mới đầu kia, trưởng khống địch quân, để bọn hắn mạnh lên cộng sinh thú. Nó đây là muốn làm gì, làm sao khủng bố như thế? Liền mấy tuổi tiểu nhi, đều có thể cảm nhận được, uy hiếp chí mạng. Bên trong tòa thần thành tất cả mọi người, trong lúc nhất thời tê cả ra đầu. Cái này đáng chết cẩu vật. Phù Du Quỷ Vương nhìn đến cái này huyết điện hồn bạo uy lực, liền Lý Thiên Mệnh đều không để ý tới, trực tiếp hướng phương Bắc chạy. Thế mà, bên trong tòa thần thành những người khác, lại không có hắn tốc độ như vậy thoát đi. Kết giới hạch ở chỗ này, dịch tinh ẩn bọn họ càng không thể đi. Bọn họ căn bản không có, làm ra cải biến thời gian. Ngay tại Phù Du Quỷ Vương vội vàng chạy trốn thời khắc, trên trời lôi đình đã tụ tập đến giá trị cực hạn, Thái Cổ Tà Ma cái kia tinh hồng ánh mắt, khóa chặt kết giới hạch phụ cận Lý Thiên Mệnh. Chết! Huyết điện hồn bạo, nổ tung thi triển. Ông! Cái kia hủy diệt tính diệt hồn lôi đình, còn không có theo trong bụng của nó đi ra, hắn kinh khủng phong bạo, liền đã oanh động thần thành.
nếu như chỉ có chính ta, ta căn bản không cần sợ, về Thái Nhất Tháp liền có thể, nhưng là... Cái này huyết điện hồn bạo phạm vi công kích, trải rộng toàn bộ thiên mệnh thần thành. Một khi rơi xuống, thương vong mấy chục triệu. Coi như nhật nguyệt tinh thần kết giới vẫn còn, thiên mệnh thần thành đều giống như không còn sót lại chút gì. Đây không phải cộng sinh thú có thể sinh ra lực lượng, thái cổ tà ma dựa vào chủng tộc thiên phú, làm được điểm này. Ta có thể làm cái gì? Lý Thiên Mệnh tinh thần căng cứng, nắm chặt hai nắm đấm. Tại cái này chí mạng thẩm phán phía dưới, coi như có thể trộm thiên cơ, lại như thế nào có thể thay đổi hết thảy? Thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh nhìn chòng chọc vào nó, đồng thời để mắt tới trên lưng nó Lâm Tiêu Tiêu. Gì từng nghĩ tới, ngươi Lâm Tiêu Tiêu, sẽ biến thành như vậy người. Hết thảy tai nạn, tại cái kia huyết điện hồn bạo, xông ra thái cổ tà ma thân thể thời điểm, liền sẽ buông xuống. Ai cũng ngăn không được, 5 triệu thiên hồn nổ tung. Tai nạn, đã định trước. Ngay một khắc này, lại phát sinh một kiện, để Lý Thiên Mệnh đờ đẫn sự tình. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn, thấy rõ ràng. Cái kia huyết điện hồn bạo thần thông, cắm ở thái cổ tà ma bụng, nổi lên nửa ngày, vậy mà không thể phun ra. Hắn làm sao biết, hiện tại thái cổ tà ma, chính lâm vào ngập trời phẫn nộ bên trong. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi dám loạn động, tam hồn điện tỏa chắc chắn để ngươi hồn phi phách tán. Nó biểu lộ đã vặn vẹo, sắc mặt đại biến. Tại cái kia lít nha lít nhít lôi đình quấn quanh phía dưới, sau lưng nó áo đen thiếu nữ, toàn thân huyết điện, như lôi đình chi ma, nàng vậy mà tại run rẩy bên trong, duỗi ra hai tay, đặt tại thái cổ tà ma phần lưng, cái kia hai tay lực lượng, vậy mà đem thái cổ tà ma cái kia đang muốn hướng xuống phun ra, huyết điện hồn bạo, thần thông đầu, xinh xinh kéo hướng về phía thương thiên. Giống, thái cổ tà ma giãy giụa nộ hống, nó muốn huyết tinh thịnh yến, lại bị xinh xinh đánh gãy. Ngươi muốn chết, ngươi lại không buông tay, ta lập tức tra tấn bọn họ. Nó giống giận gào thét, tại thương thiên phía trên giãy giụa, đem người phía dưới nhóm đều đối đãi. Lâm Tiêu Tiêu, tại cái này chấn thiên gào thét bên trong, sau lưng nó thiếu nữ kia, chỉ có thể nhìn thấy nàng một đôi hai mắt màu đỏ ngòm. Không cần gạt ta biết, bọn họ sớm đã đi. Vu U, ngươi nói rất đúng, ta là phế vật, ta vô năng, ta sẽ chỉ làm chuyện sai. Để ngươi sử dụng, để ngươi bài bố. Nhưng là, ngươi có phải hay không căn bản không rõ ràng, cái gì gọi là cộng sinh tu luyện. Theo ký kết huyết thần khế ước bắt đầu từ ngày đó, ngươi là thái cổ tà ma, ta cũng vậy, ngươi có thể ăn thiên hồn, ta cũng có thể ăn. Ngươi để cho ta càng ngày càng mạnh, ta biết đến càng ngày càng nhiều. Ngươi căn bản không có bản sự, lưu lại chết đi vong hồn, cho tới hôm nay, ngươi còn dùng bọn họ lừa gạt ta. Ta biết. Ta khả năng cả một đời, đều không thể thoát khỏi cái này, tam hồn điện tỏa, nhưng là, ta đã xác định, ngươi chính là cái một cái tàn nhẫn, vô tình, tham lam, vô sỉ tiểu sử, người đời này sai lầm lớn nhất, cũng là tuyển ta, từ nay về sau, mặc kệ ngươi làm cái quỷ gì, ta đều khó có khả năng để ngươi đạt được. Ta là một gốc tiểu thảo không sai a, thế nhưng là, ai để ngươi xem thường cộng sinh tu luyện, lại không thể không khiến ta cường đại đâu. Vậy liền, tự ăn ác quả đi. Nàng cưỡng ép động dùng sức mạnh, làm đến tam hồn điện tỏa, cưỡng ép phong tỏa sinh tử của nàng mệnh tuyền, điện nàng toàn thân xé rách, đôi cánh tay tràn đầy vết nứt. Thế nhưng là ngay một khắc này, nàng há hốc miệng ra. Cộng sinh hệ thống tu luyện, tuy nhiên không có cách nào cùng hưởng thần thông, nhưng lại cùng hưởng huyết mạch. Thái cổ tà ma ăn thiên hồn thiên phú, cùng loại huỳnh hỏa hỏa thuộc tính miễn dịch, tại huyết mạch giao dung bên trong, là có thể truyền đến ngự thú sư trên người. Cho nên thái cổ tà ma thể nội, lúc đó hồn hình thành huyết điện hồn bạo, gặp cái thứ hai thôn vệ giả. Nàng đã biết, nàng đã từng cộng sinh thú, kỳ thật đã sớm tránh thức rời đi. Giống như lại không lo lắng a. Vu U, người chính là một cái gặp rủi do chó, dựa vào cái gì đắc ý vong hình đâu. Tại nàng lạnh trong lúc cười, thái cổ tà ma thể nội, cái kia huyết điện hồn bạo, bỗng nhiên tan rã. Mặc kệ là câu nói này, vẫn là huyết điện hồn bạo biến hóa. Cho thái cổ tà ma mang tới đả kích, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Nó vốn cho rằng, chính mình ăn chết tiểu cô nương này a. Ngươi dừng tay. Thái cổ tà ma luống cuống. Nhìn tính vạn tính, cũng là quên, tại loại này trước mắt, nàng có thể dựa vào thôn hồn, nhiễu loạn huyết điện hồn bạo. Bị song phương lôi kéo, huyết điện hồn bạo, sẽ hình thành hiệu quả gì? Dù là thái cổ tà ma phương diện này năng lực, so Lâm Tiêu Tiêu cường đại quá nhiều,
dạng này sức mạnh mang tính hủy diệt, đều không cho phép nửa điểm ba động cùng sai lầm. Một khi phát sinh sai lầm, phiền phức thì lớn. Không! Thái cổ tà ma kinh hồn kêu thảm. Ầm ầm! Một trận kinh thiên nổ tung, ở trên trời nở rộ. Vô số huyết sắc lôi đình, giống như là một đóa đường kính 10.000 mét bông hoa, tại nhật nguyệt tinh thần kết giới phía trên, đột nhiên chứa đựng. Đối bên trong tòa thần thành tất cả mọi người tới nói, dạng này cảnh đêm, quả thực quá đẹp. Mỹ đến khiến người ta quên, nếu như Lâm Tiêu Tiêu không có làm cái gì, cái này một tòa thần thành, đem sẽ trở thành mấy chục triệu sinh linh phần mộ. Cái kia đinh tai nhức óc oanh minh, còn tại xé rách màng nhĩ. Mỗi người trong đầu, cơ hồ đều hư không trắng nhợt. Không có trộm thiên chi nhãn, rất nhiều người đều còn không biết, theo tuyệt vọng thâm uyên, lại đến 10.000 mét hoa hồng chói lọi, đến cùng do ai đến chủ đạo. Chỉ có Lý Thiên Mệnh thấy được. Hắn cơ hồ nhìn đến, rõ ràng. Tại huyết điện hồn bạo sắp bị phun ra ngoài trong nháy mắt, một đôi nhỏ bé cánh tay, đang vỡ tan thời điểm, như rừng cương trước bờ vực, lôi kéo thái cổ tà ma. Ngay sau đó, làm thái cổ tà ma còn muốn phun ra huyết điện hồn bạo thời điểm, nàng tại thái cổ tà ma bụng, đem dẫn bạo. Làm nổ tung lúc kết thúc, Lý Thiên Mệnh thấy được. Thái cổ tà ma bụng, bị tạc ra một cái cự đại lỗ máu. Đây là thái cổ tà ma tại bạo tạc biên giới, cực lực áp chế, tan rã huyết điện hồn bạo uy lực kết quả. Nếu không, liền xem như chính nó, đều muốn biến thành cho bụi. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp xông lên mây xanh. Trước mắt cái kia huyết sắc lôi đình tạo thành bông hoa, tựa như là pháo hoa một dạng, tại lộng lẫy nhất thời khắc tiêu vong. Xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, là bụng bị tạc mở một cái cự đại lỗ máu, sắc mặt thảm biến, chỉ có thể thống khổ kêu rên thái cổ tà ma. Nó hiện tại dáng vẻ chật vật, so với vừa mới hăng hái, quả thực là trời và đất ở giữa tương phản. Tại trên cổ của nó, một cái áo đen thiếu nữ, giống như là pho tượng một dạng, bị cố định ở chỗ này. Nàng trên người có lít nha lít nhít vết máu, cả người đã trắng bệch, toàn thân máu me đầm đìa, cái kia tam hồn điện tỏa tia chớp đường vân, vẫn trải rộng toàn thân, gắt gao tập trung vào nàng. Nàng xem ra hấp hối, chỉ có một đôi ảm đạm ánh mắt, khi nhìn đến Lý Thiên Mệnh thời điểm, mạnh mẽ dùng nứt toác khuôn mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười. Thật xin lỗi, ta quá ngu, cho ngươi thêm phiền toái. Nàng đã dùng hết sau cùng khí lực, nói ra câu nói này. Nói còn chưa dứt lời đâu, vừa rồi còn khí diễm phách lối thái cổ tà ma, thấy được Lý Thiên Mệnh về sau, vậy mà trực tiếp vỗ cánh liền chạy. Bụng trọng thương, để nó chiến lực hạ xuống, nhất định phải lập tức liệu thương. Cho nên, trận này trùng phùng, có thể nói rất ngắn. Lý Thiên Mệnh không có cách nào đuổi theo, bởi vì hiện tại, Thiên Mệnh thần thành còn tại lúc khẩn cấp quan trọng. Mà lại coi như đuổi theo, đoán chừng cũng giải quyết không được ngày này bên ngoài dị thú. So như lần trước, nó trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang biến mất, ai có thể đuổi kịp. Tiêu Tiêu, ta tha thứ ngươi. Lý Thiên Mệnh trong lòng ngũ vị tạp trần, hướng về phía nàng rời đi thanh âm, hô một tiếng. Cảm ơn. Sau cùng một tiếng truyền đến thời điểm, thái cổ tà ma giống như chó mất chủ, trốn vào trong đêm tối. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, có thể Lý Thiên Mệnh biết, về sau nếu là còn có lúc gặp mặt, hẳn là sẽ không lại có ngăn cách. Nàng hẳn là bị cái này tà ma khống chế, dẫn dụ, cho nên nhiều khi thân bất do kỷ, lần trước ám sát ngươi, đoán chừng cũng là hiểu lầm. Lần này thái cổ tà ma kém chút hủy đi thần thành, muốn không phải Tiêu Tiêu, chúng ta. Khương Phi Linh muốn nói là, phía dưới cái kia 10 triệu sinh linh, lúc này thời điểm khẳng định chết sạch. Hẳn là dạng này, Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ đầu mình, nói, lần trước, ta chính là quá tức giận, nếu như nàng là bị lừa bịp, là vô ý là tội. Tâm lý hẳn là sẽ thụ thương đi. Bất quá, hôm nay, nàng còn có thể bất kể hiềm khích lúc trước, cùng thái cổ tà ma đối kháng, dẫn đến thái cổ tà ma trọng thương, còn cứu vớt thần thành mấy chục triệu sinh linh. Có lẽ về sau, ta còn cần hướng nàng nói xin lỗi. Cũng không biết, nàng và cái này thái cổ tà ma tranh đấu, đến cùng chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, muốn là hoàn toàn không có quyền chủ động, nàng có thể sẽ rất vất vả. Khương Phi Linh nói, không có cách, ta không thể giúp. Chỉ có thể nhìn chính nàng. Lâm Tiêu Tiêu là cái cứng cỏi cô nương. Lần này, để Lý Thiên Mệnh đối nàng, sinh ra một tia kính ý cùng khâm phục. Lý Thiên Mệnh sau cùng nhìn nàng rời đi phương hướng liếc một chút, tranh thủ thời gian trở về Thiên Mệnh thần thành. Hắn vội vã trở về, là bởi vì dịch tinh ẩn đang gọi hắn.
Thần thành lần này đại nạn không chết, nhưng tình huống vẫn nguy cấp. Lý Thiên Mệnh vừa xuống tới, liền thấy Phù Du Quỷ Vương gặp huyết điện hồn bạo không có xuống tới, lần nữa muốn trực tiếp đột phá kết giới hạch. Trước mắt Phương Thần Vũ cùng Kiếm Thanh Nguyên, tăng thêm bọn họ cùng nhau 6 đầu cộng sinh thú, cộng đồng ngăn cản Phù Du Quỷ Vương. Nhưng, vẫn có chút ngăn không được. Bất quá, tin tức tốt là, bởi vì Lý Thiên Mệnh trộm mệnh hồn cái này nghịch thiên kỹ năng, tại quân đoàn phương diện, Thiên Mệnh Thần Thành đã đại hoạch toàn thắng. Trước mắt 4 cái chiến trường, đều tại vây quét còn lại cửu cung chiến sĩ. Cửu cung thần vực dùng để công chiếm toàn bộ thái cổ thần vực 600 vạn đại quân, chỉ là tại cái này Thiên Mệnh Thần Thành, liền đã tiếp cận thất bại trong gang tấc. Bất quá, có thể trốn qua trộm mệnh hồn, đều là sinh tử kiếp cảnh. Còn lại nhóm người này, muốn triệt để tiêu diệt bọn họ, cái kia không dễ dàng. Mà lại, một khi kết giới bạo phá, 4 đại quỷ vương lực lượng cùng nhau, nhất là có tử linh quỷ vương tồn tại, Thiên Mệnh Thần Thành bên này, căn bản không ngăn cản được bọn họ đổ thành. Trong công thành chiến, kết giới có thể hấp thu hạ tầng lực lượng, thủ hộ toàn thành, tầm quan trọng thực sự quá cao. Chiến trường chân chính, chỉ nhìn binh lực, cường giả so sánh, thì phán đoán thắng bại, kỳ thật rất ngây thơ. Trong lịch sử rất nhiều chiến dịch, thủ hộ kết giới phát huy kinh khủng hiệu dụng. Lần này Thiên Mệnh Thần Thành chi chiến, thiên tài kiếp văn sư Dịch Tinh Ẩn phát huy, cũng đủ để tái nhập sử sách. Muốn không phải các đại thần vực tổ truyền thủ hộ kết giới tồn tại, nói thật, lấy cửu cung thần vực hiện tại cường đại, đã sớm thống trị toàn bộ đại lục. Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới, chỉ là Dịch Tinh Ẩn tác phẩm. Thái Cực Phong Hồ 9 tầng kết giới, đó là thái cổ thần vực vô số năm tiên liệt trí tuệ kết tinh. Chỉ là hiện tại, Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới, giống như không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh vừa trở về, Dịch Tinh Ẩn thì khẩn cấp nói, Thiên Mệnh, nhanh ngăn lại Phù Du Quỷ Vương. Vâng, Lý Thiên Mệnh khẩn cấp đuổi theo, mang lên tứ đại cộng sinh thú, gia nhập ngăn cản Phù Du Quỷ Vương chiến đấu. Trên trời nguy cơ tuy nhiên giải trừ, bất quá 4 đại quỷ vương uy hiếp vẫn còn, đông tây phương hướng Lam Dực Quỷ Vương cùng U Ảnh Quỷ Vương vào không được, nhưng là phương bắc bên kia. Phù Du Quỷ Vương 2 đầu cộng sinh thú mau vào, lão tả hiện tại trọng thương sắp chết, không ai ngăn được bọn họ. Dịch Tinh Ẩn tại kết giới hạch bên trong, thanh âm có thể nói 10 phần lo lắng. Kết giới một khi bạo phá, đối phương tại cao đoan trên chiến trường ưu thế liền ra tới. Không có kết giới mặt trời, uy hiếp, tử linh quỷ vương đem không ai có thể ngăn cản. Không sợ nàng đối phó kiếp lão, liền sợ nàng xông vào đám người, đổ sát bách tính. Điện chủ có biện pháp giải quyết sao? Lý Thiên Mệnh một bên chiến đấu, một bên nhíu mày hỏi. Người trước giúp ta xem một chút, đối phương 600 vạn đại quân còn có bao nhiêu, trong kết giới ta có thể đem nắm, nhưng là tiến vào thần thành, ta thấy không rõ lắm. Dịch Tinh Ẩn nói. Không nhiều lắm, vừa rồi xông tới, trên cơ bản sắp bị giết sạch, còn có một bộ phận trốn ra kết giới, đối phương tối thiểu đã chết trận 5 triệu người, tăng thêm cộng sinh thú càng nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Đây đều là ngươi cái kia thủ đoạn thông thiên tạo thành. Dịch Tinh Ẩn tán thán nói. Nói thật, cũng là bởi vì trộm mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh hiện tại mệnh hồn 10 phần mỏi mệt. Bọn họ cùng nhau 10 cái chiến đấu đơn vị, ngăn cản một cái Phù Du Quỷ Vương, đều lộ ra rất khó khăn. Nếu không phải là hắn trộm mệnh hồn, trực tiếp nghiền ép, cấp thấp chiến trường, thần thành đồng dạng đã luân hãm. Thiên Mệnh, người thủ đoạn này, có thể nói sáng tạo ra kỳ tích. Hiện tại chúng ta chỉ cần có thể trọng thương đối phương đỉnh phong lực lượng, Thiên Mệnh Thần Thành coi như kết giới phá, cũng rất có thể hoàn thành sứ mệnh, đại hoạch toàn thắng, ta muốn sau cùng mạo hiểm một lần. Dịch Tinh Ẩn bỗng nhiên nói. Làm sao mạo hiểm? Trên thực tế, kết giới hạch ngay từ đầu liền bị Phù Du Quỷ Vương phá vỡ, chỉ là vết nứt tương đối nhỏ, bất quá phá nát quá trình không thể nghịch, ta căn bản không có chữa trị thời gian, coi như tiếp đó, không chịu đến trùng kích, 1-2 canh giờ về sau. Cái này Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới, vẫn là sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó, Thiên Mệnh Thần Thành tương đương không đề phòng, ta sợ đối phương lại có viện quân đến, vậy các ngươi trước đó thành lập tất cả ưu thế, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Dịch Tinh Ẩn trong thanh âm, có thấy chết không sờn dũng khí. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta trước kia cùng các bằng hữu sáng tạo kết giới này, còn lưu lại một tay, tại trong kết giới điệp ra một tầng, tự hủy kết giới. Tự hủy kết giới cần lực lượng mạnh hơn đến dẫn động, ta dự định để 2 triệu nguyên hoàng quân cùng huyền kiếm quân tiến kết giới hạch, lại để cho thần thành bách tính cùng một chỗ giúp đỡ, hội tụ tất cả lực lượng, đem Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới dẫn bạo, đem tất cả kết giới lực lượng,
dùng để thúc đẩy sinh trưởng mạnh hơn, nhật nguyệt đồng huy, cho đối phương đỉnh cao cường giả. Tiến hành một lần hủy diệt tính rảo sát. Nếu như có thể thành, chúng ta đại hoạch toàn thắng, coi như thua, nói không chừng cũng có thể trọng thương bọn họ, cho mọi người thắng được rút lui thời gian. Dịch Tinh Ẩn khẩn cấp nói. Đối phương tạm thời đã không có bao nhiêu binh lực, chỉ cần ngươi có thể thành công, cần phải có thể chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, các ngươi làm xong 5 triệu địch quân, là dẫn bạo kết giới tự hủy cơ sở, nếu không nơi nào có Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân, có thể đi vào kết giới hạch trợ giúp. Tự hủy dù sao cũng là cá chết rách lưới tiến hành động, muốn là đối phương 600 vạn đại quân đều tại, thì coi như chúng ta trọng thương đối phương đỉnh phong lực lượng, vậy cũng không có tác dụng gì. Hiện tại, vậy liền không đồng dạng, Dịch Tinh Ẩn nói. Cho nên, ta muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngăn lại Phù Du Quỷ Vương, không cho hắn tiếp tục đánh vỡ kết giới hạch, đồng thời mau chóng thanh lý bên trong tòa thần thành địch quân, để Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân tiến đến. Dịch Tinh Ẩn nói. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu, đúng rồi, người chịu đựng được sao? Liều một phen, buổi tối hôm nay, ta muốn cho khắp thiên hạ, nhận thức một chút ta Dịch Tinh Ẩn. Hắn nhếch miệng cười nói. Hắn thông qua kết giới tại nói chuyện với mình, cho nên, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy nét mặt của hắn. Nhưng là, hắn mơ hồ có dự cảm. Lần này tự hủy kết giới, tuyệt đối không có khả năng, như hắn trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Nhưng tại cái này thời khắc khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Mở làm đi điện chủ. Lý Thiên Mệnh chống lên sau cùng ý chí, tại khó chịu nhất thời điểm, hắn lần nữa dùng một lần trộm mệnh hồn. Lần này lấy mệnh tương bác, bên trong tòa thần thành địch nhân tàn quân, triệt để tan tác. Tất cả Nguyên Hoàng quân, Huyền Kiếm quân nghe lệnh, tiến kết giới hạch. Thiên Mệnh thần thành tất cả thái cổ thần vực huyết mạch đồng bào, nắm chặt kết giới linh tuyến, nghe ta hiệu lệnh. Lý Thiên Mệnh tại hai mắt mở thời điểm, đã dùng hết thảy lực lượng, nộ hống xuất ra thanh âm. Là đế tử. Đế tử có mệnh, đế tử có mệnh. Hiện tại Hiên Viên tà trọng thương, kiếm vô ý đang dây dưa Tử Linh Quỷ Vương, thần thành bên trong, Lý Thiên Mệnh, có được cao nhất quyền uy. Chỉ có hắn có thể cổ động tất cả mọi người. Đây chính là Dịch Tinh Ẩn, nói rõ với hắn tự hủy kết giới lý do. Bây giờ ai nấy đều thấy được, là đế tử nắm trong tay đối phương, diệt 500 vạn đại quân. Cá nhân hắn tinh thần thuộc tính, đã mạnh đến cực hạn. Vô hình ở giữa, Lý Thiên Mệnh thấy được mới đồ vật. Cái kia chính là, làm cái này mấy chục triệu sinh linh, cầm kết giới linh tuyến thời điểm, trên người bọn họ, lại như là có một đạo tuyến, dắt tại trên người mình. Vô số tuyến, hội tụ tại bên trong thân thể của hắn, đế hoàng thiên ý bên trong. Hắn cảm nhận được bàng bạc lực lượng, vậy mà có thể làm cho mình mệt mỏi linh hồn, dần dần phấn chấn. Dù là chỉ là hồi quang phản chiếu, đều đầy đủ. Tại hắn hiệu lệnh phía dưới, Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân, đâu vào đấy, cấp tốc tiến kết giới hạch. Kết giới hạch bên trong có bọn họ, nhật nguyệt tinh thần kết giới uy lực, tuyệt đối còn có thể bạo tăng. Thần thành bên trong, 10 triệu bách tính nắm kết giới linh tuyến, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Thiên Mệnh, có thể, tới đi. Kết giới hạch bên trong, Dịch Tinh Ẩn tràn ngập khí phách thanh âm truyền đến. Cái này tuấn Mỹ trung niên nam tử, đứng tại một cái tinh quang huy hoàng trên bình đài, chỗ đó chỉ có chính hắn. Điện chủ, chúng ta đều lên đi. Đạo Nguyên Nhất đứng tại dưới đài, lệ nóng doanh tròng. Vô dụng, một mình ta hiến tế là được, hôm nay đây là ta phong cảnh thời khắc, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ, cùng ta đoạt danh tiếng. Dịch Tinh Ẩn cười ha ha. Nhất định phải kiên trì lên, huynh đệ. Trần Tàng Thư thanh âm khàn khàn. Yên tâm đi. Hồng Trần vạn trượng, ta Dịch Tinh Ẩn, có thể không nỡ. Hắn cười nhạt một tiếng, trong hai mắt, tinh quang thôi sán. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đạt được tín hiệu của hắn, lấy lớn nhất thanh âm vang dội, hướng toàn thành tuyên cáo. Các vị, vài ngày trước, chúng ta dựa vào lực lượng của mình, đả thương nặng lục đạo kiếm ma. Đêm này, chúng ta một tòa cô thành, tại tất cả mọi người phấn chiến phía dưới, đã đánh chết 5 triệu địch quân. Ai cũng biết. Cửu cung thần vực rất mạnh, ngũ đại thần vực rất mạnh. Nhưng là, chúng ta, không sai, cũng là đang ngồi mỗi một vị, chúng ta để thương thiên đại địa, thấy được lực lượng của chúng ta, dũng khí của chúng ta. Liền lục đạo kiếm ma đều có thể chết, liền 5 triệu địch quân đều có thể diệt, chúng ta bọn này cái gọi là phàm nhân, đã sáng tạo lịch sử, hướng thiên địa này chứng minh,
bất kỳ một cái nào sinh mệnh, đều có thể có tôn nghiêm sống trên thế giới này. Không có người, có thể xâm lược gia viên của chúng ta. Không có người, có thể tước đoạt sinh mạng của chúng ta. Tuy nhiên, thiên mệnh thần thành cuối cùng rồi sẽ diệt vong, nhưng là, tối nay chúng ta sẽ dùng một lần cuối cùng tề tâm hiệp lực, chúng ta đem cống hiến chính mình hết thảy, khiến cái này tự cho là đúng kẻ xâm lược, nhìn đến ý chí của chúng ta. Tin tưởng ta, chúng ta có thể làm được, để bọn hắn thiên chu địa diệt, hồn phi phách tán. Tinh quang thiểm diệu phía dưới, thiếu niên kia ngăn tại phù du quỷ vương trước đó, lấy thân thể máu thịt, bảo vệ kết giới hạch. Sau đó, hắn lấy kim quang lập lòe, hắc quang âm trầm hai mắt, nhìn chòng chọc vào phù du quỷ vương. Tòa này tinh quang thành trì, vang lên hắn lớn nhất khí phách thanh âm. Hiện tại, để cái này thập phương thiên địa, cho chúng ta động dung. Giết! Hắn nói tới hết thảy, có chính mình nội tâm cảm thụ, cũng có tòa thần thành này bên trong mỗi người thủ vững, mang cho hắn rung động. Dạng này thị tộc, bọn họ dựa vào cái gì, muốn bị diệt vong. Sinh mệnh dù thấp hèn đến đâu, tại trên dưới một lòng, tại bất hủ linh hồn thôi động phía dưới, đều có thể bộc phát ra để thế giới sợ hãi than lực lượng. Nhiều người, có lẽ lộn xộn vô tự, nhưng là... bọn họ có lý thiên mệnh, mang đến nổ tung lực lượng tinh thần. Bọn họ có dịch tinh ẩn, có kết giới hạch bên trong trạm tinh điện cường giả, dùng tài hoa của bọn hắn hơn người, khống ở tất cả mọi người bạo phát lực lượng, hội tụ một thể. Một khắc này, thiên mệnh thần thành, triệt để nổ. Lực lượng vô tận, theo kết giới linh tuyến, dung nhập kết giới hạch bên trong. Kết giới hạch bên trong, còn có Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân, lại lần nữa ra chỉ một tầng lực lượng. Sau cùng, còn có hơn 20.000 nhất nguyên kiếp lão, cống hiến tầng cuối cùng lực lượng. Ba đại lực lượng, cuối cùng hội tụ tại kết giới hạch hạch tâm, cái kia chính là dịch tinh ẩn vị trí, càng là tự hủy kết giới vị trí. Hết thảy, đến rồi. Ầm ầm. Vô tận lực lượng, hóa thành mãnh liệt tinh quang, đem dịch tinh ẩn chìm ngập. Có một câu, dịch tinh ẩn không cùng Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia chính là, tự hủy kết giới, cần phải có người tại thời khắc cuối cùng, trưởng khống kết giới tự hủy sinh ra bạo tạc lực lượng, đi chuẩn xác tìm tới địch nhân. Tiếp nhận, chỉ huy loại này lực lượng người, rất có thể sẽ tại sau cùng, bạo thể mà chết. Đây là tự hủy kết giới rất hy hữu lý do. Người nào sáng tạo ra kết giới này, tâm lý thì rõ ràng, nếu có tự hủy một ngày, chính mình khả năng liền sẽ cùng kết giới cùng tồn vong. Dịch tinh ẩn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng là, tại cái này tinh quang thôi sán ban đêm, cái này tuấn Mỹ đến không tưởng nổi đại thúc, mặc lấy tinh bào, bước lên thuộc về hắn không hối hận sân khấu. Chỉ vì một câu, để cái thế giới này, nhận biết ta dịch tinh ẩn. Làm tinh quang lực lượng đem chìm ngập thời điểm, trên mặt của hắn, có khẩn trương, cũng có được hưng phấn. Đây là một vị vĩ đại kiếp văn sư, đang chờ mong chính mình kinh thiên động địa tác phẩm sinh ra thời điểm biểu lộ. Tinh quang nuốt sống hắn sân khấu. Hắn thành tinh thần hạch tâm, kết giới hạch tâm. Liền xem như bên người đạo nguyên nhất cùng Trần Tàng Thư, đều không nhìn thấy hắn. Nhưng là... thì sau đó một khắc, tự hủy kết giới khởi động. Toàn bộ nhật nguyệt tinh thần kết giới, nằm trong tay hắn, phát ra ầm vang chấn động. Ong ong ong, thiên mệnh thần thành trên không, tinh quang hừng hực lập lòe. Chết chưa, lão dịch. Gãy một cánh tay Hiên Viên Tà, bò đi tới nơi này phụ cận, hai mắt sung huyết, nhìn lấy cái kia tinh quang trên sân khấu nam nhân. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có thể sẽ chết. Dịch tinh ẩn thanh âm, ầm vang truyền đến. Ha ha, ngươi thật sự là thói xấu, ngươi hôm nay muốn giải mộng, ngươi tiện nhân kia, nhất định muốn phát hỏa. Hiên Viên Tà tại trong lúc cười to, nằm ngửa trên đất. Hắn dùng duy nhất cánh tay, đẩy ra đầu tóc rối bời, tâm tình lại vô cùng bình tĩnh, nhìn lên trên trời đầy sao lập lòe. Nàng dâu, qua đây xem chấm nhỏ rồi. Hiên Viên Tà cười nói. Tô Vãn Phong nửa người là huyết, ngồi ở bên cạnh hắn. Tại cái này ngôi sao trong đêm. Nàng cầm tay của đối phương. Chiến đấu kết thúc. Cái kia còn trên chiến trường đám người, đều ngừng lại. Tại cái này tĩnh mịch thời khắc, đứng tại núi thây biển máu bên trong, lau đi khóe mắt vết máu, ngước đầu nhìn lên thương thiên. Tinh quang quá chói mắt. Liền, Hiên Viên Mộc Tuyết, cũng nhịn không được thân thủ, ngăn cản một chút ánh mắt. Mặt khác trong một cái góc, Bắc Cung Thiển Vũ ôm lấy trong ngực trọng thương nam tử Khôi Ngô, cùng hắn chăm chú ôm nhau. Cùng một chỗ ngửa trông mong thượng thiên. Tại tất cả mọi người chúc trong mắt, nhật nguyệt tinh thần kết giới,
hủy diệt. Một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, bao trùm lên trống không màn trời bỗng nhiên phá nát. Có lẽ, cửu cung thần vực những người còn lại, đều sẽ may mắn. Bởi vì, mặc kệ bọn hắn bỏ ra giá lớn bao nhiêu, kết giới phá nát, thì chứng minh, thiên mệnh thần thành đã phá. Thế mà, chỉ là như vậy sao? Bọn họ căn bản không biết, nhật nguyệt tinh thần kết giới tại phá toái thời khắc, hấp thu bao nhiêu đến từ thần thành chúng sinh phẫn nộ lực lượng. Bọn họ đập nồi dìm thuyền, tới một lần, chân chính sống mái một trận chiến. Chỉ có thắng, mới có thể còn sống. Sau một khắc, cái kia phá nát tinh quang, trong đó một nửa, hướng về cửa nam bên ngoài, kết giới mặt trời, hội tụ mà đi. Hấp thu cái này một nửa tinh quang về sau, kết giới mặt trời, trực tiếp bành trướng gấp đôi, hỏa quang trùng thiên. Một nửa kia phá nát tinh quang, thì tại ngày này không lên, chia ra làm ba, trực tiếp ra đời ba cái kết giới ánh trăng. Cứ như vậy, vô tận tinh thần, biến thành mặt trời gay gắt ở chính giữa, tháng ba vờn quanh hình ảnh. Cái này, mới thật sự là nhật nguyệt đồng huy. Nó sẽ có uy lực gì? Lập tức liền có đáp án. Ông, kết giới đã phá, hiện tại dịch tinh ẩn, là dựa vào lấy tự hủy kết giới sau cùng liên lụy, đem hội tụ nhật nguyệt tinh thần kết giới hủy diệt chi lực nhất dương tháng 3, tinh chuẩn tìm được đối thủ của bọn nó. Bốn đại quỷ vương. Trong đó, một cái duy nhất, 11 tầng tử kiếp tử linh quỷ vương, vốn là bị kết giới mặt trời hạn chế nửa ngày, lúc này, cái kia làm lớn ra gấp đôi kết giới mặt trời, vọt thẳng hướng về phía nàng. Không có khả năng. Nàng triệt để phủ. Một cái đương đại người sáng tạo nhật nguyệt tinh thần kết giới, theo lý thuyết kém xa thái cực phong hồ 9 tầng kết giới. Nó làm sao có thể, sinh ra dạng này hủy diệt lực lượng. Vô số sự thật chứng minh, tự cho là đúng ngạo mạn cùng ức hiếp, cuối cùng trả giá đắt. Nàng thừa nhận, chính là so phong thanh ngục càng kinh khủng công kích. Không chỉ là nàng, còn tại đông cửa thành Tây Lam Dược Quỷ Vương, còn có trong thành Phù Du Quỷ Vương, đều tại thời khắc này, bị kết giới ánh trăng, khóa chặt. Đều chết cho ta. Dịch tinh ẩn bành trướng thanh âm, tại toàn bộ thiên mệnh thần thành chấn động. Trước đây hai cái kết giới ánh trăng, một cái nổ chết tầng 12 sinh kiếp lục đạo kiếm ma cộng sinh thú, một cái nổ chết phệ tâm cự ma. Mà bây giờ, ba cái kết giới ánh trăng, tuy nhiên nhỏ một chút, có thể tỏa định chỉ là 11 tầng sinh kiếp ba đại quỷ vương. Lý Thiên Mệnh đã bị kết giới kia ánh trăng lạnh lẽo bao phủ, hắn vội vàng né tránh. Phù Du Quỷ Vương cũng muốn trốn tránh, nhưng là, kết giới ánh trăng trực tiếp đuổi theo hắn. Tại dịch tinh ẩn trong tiếng gầm giống tức giận, Phù Du Quỷ Vương vừa chạy ra ngàn mét, kết giới kia ánh trăng, liền trực tiếp oanh tạc ở trên người hắn. Dù là hắn dùng hết thảy lực lượng đến ngăn cản, đều không có thể triệt để đánh nổ kết giới kia lực lượng. Kết giới ánh trăng, ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Ây! Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, Phù Du Quỷ Vương, tại chỗ bị tạc thành toái thi. Ngay sau đó, đông tây hai cái phương hướng kết giới ánh trăng, đồng thời phát sinh nổ tung. Thanh âm điếc tai nhức óc, tại toàn bộ thần thành oanh minh. Kết giới linh tuyến cùng kết giới hạch đều đã không có. Tại cái này ầm vang trong lúc nổ tung, tất cả mọi người ánh mắt mờ mịt, nhìn qua lẫn nhau. Mỗi người, đều khẩn trương lên. Bọn họ nhìn về phía sau cùng, kết giới mặt trời, đối thủ của nó, là cửa nam bên ngoài tử linh quỷ vương. Cuối cùng, cửa nam bên ngoài, phát sinh sau cùng một tiếng kinh thiên nổ tung. Cái hướng kia, nóng rực hỏa quang trực tiếp xông lên mây xanh, chấn lan ra cây nấm một dạng vân vụ. Ầm ầm, dư âm nổ mạnh, thậm chí bên tai không dứt. Ha ha ha, tại dạng này oanh minh bên trong, cái kia tinh quang thiểm diệu trên sân khấu, lại truyền đến dịch tinh ẩn tiếng cười. Điện chủ, Lý Thiên Mệnh vội vàng vọt vào. Sân khấu, đã ảm đạm. Làm Lý Thiên Mệnh lúc đến nơi này, cái kia đã từng phiêu giật nam tử, lúc này xem ra, giống như già đi rất nhiều. Hắn đang dáng chống đỡ lấy đứng lên, có thể trên người hắn, khắp nơi đều là vết nứt. Tự hủy kết giới, là kiếp văn sư bên trong cấm thuật, ta không chết, thật là một cái kỳ tích, ha ha. Dù là như thế lãng phí, gia hỏa này, lại còn tại cười to. Đáng tiếc duy nhất chính là, ta thánh cung phát nổ, mới ra tên, liền muốn dưỡng lão. Khó chịu a. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác đứng trước mặt của hắn. Hắn nói khó thụ, có thể một chút đều không có khó chịu bộ dáng. Thiên Mệnh, nhanh giúp ta một chút. Hắn hưng phấn tới, kéo lại Lý Thiên Mệnh tay, nói, nhanh đi cửa nam nhìn xem, tử linh quỷ vương cái này thối nữ nhân chết chưa,
đông cửa thành tây thì không cần nhìn, hai gia hỏa này chết chắc. Ngươi nhanh đi a, ta muốn biết, ta Dịch Tinh Ẩn, đến cùng là làm thịt ba cái, vẫn là bốn cái. Tốt, Lý Thiên Mệnh trọng trọng gật đầu. Hắn sau cùng nhìn thoáng qua nam nhân này, hắn giống như là đã quên, chính mình vì một lần hủy diệt, thấy chết không sờn, kết quả đem thánh cung đều cho hủy đi. Hắn đắm chìm trong hoan hỉ bên trong, bởi vì, hắn sáng tạo ra kỳ tích. Hắn như thế khát vọng đây hết thảy. Thậm chí, hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, dạng này một người nam nhân, bỗng nhiên chảy nước mắt, gào khóc nói. Cha, ngươi nói ta làm kiếp văn sư vô dụng, buổi tối hôm nay, ta hướng ngươi chứng minh hay chưa? Lý Thiên Mệnh không biết chuyện xưa của hắn. Mỗi người đều muốn chứng minh chính mình. Mỗi người đều có thể truy đuổi mộng tưởng. Cho nên, hắn đối Dịch Tinh Ẩn, có cao nhất kinh ý. Hắn co cẳng liền chạy, xông về phương nam cổng thành. Hắn muốn trước tiên biết, Tử Linh Quỷ Vương, nàng đến cùng chết chưa? Tòa thần thành này, đã triệt để yên tĩnh trở lại. Làm tinh quang tán loạn thời điểm, hắc ám một lần nữa bao phủ. Thế nhưng là tại hắn chạy thời điểm, tại cái kia đông phương xa xôi, một đạo tờ mờ sáng ánh sáng, xuyên qua vân vụ, nhuộm đỏ khắp nơi. Trời, sắp sáng lên. Nhanh, nhanh. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được đầu mùa xuân hàn phong, ở bên tai bay vút qua. Dọc theo đường phía trên, đều là cửu cung chiến sĩ cùng bọn hắn cộng sinh thú thi thể. Làm hắn dẫm lên núi thây biển máu, xông lên cửa nam thời điểm, hắn thấy được. Tại hắn trong tầm mắt, tại kiếm vô ý đối diện, chỉ còn lại có một đầu, Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Tại cái này Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long dưới thân, nằm một đầu bị tạc thành mấy trận cự thú. Đó phải là Tử Linh Quỷ Vương cộng sinh thú, Yêu Linh Vong Phong Kỳ Lân. Như vậy, Tử Linh Quỷ Vương ở đâu? Lý Thiên Mệnh tại một cái trong hố sâu tìm được nàng. Cái kia hố sâu, cũng là kết giới mặt trời, nổ ra tới. Trong hố sâu Tử Linh Quỷ Vương, đã mất đi hai chân cùng một cánh tay, chỉ có nửa người trên. Nàng chính đang giãy giụa, cái kia Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, ngay tại sông về nàng, rõ ràng là muốn đem nàng cứu đi. Rất rõ ràng. Tại, gấp đôi kết giới mặt trời, khóa chặt Tử Linh Quỷ Vương, ầm vang lúc nổ, cái kia một đầu vong linh kỳ lân, vì Tử Linh Quỷ Vương chặn chính diện trùng kích, tại chỗ bị tạc thành toái thi. Ngay cả như vậy, còn lại lực lượng, đều bị Tử Linh Quỷ Vương trọng thương sắp chết. Nàng liền chân cũng không có. Dạng này bị thương, so Phong Thanh Ngục lần trước tiếp nhận công kích, muốn nặng hơn nhiều. Không chỉ là hai chân, nàng toàn thân đều đã cháy đen, rất nhiều nơi xương cốt đều bị nổ ra tới, khuôn mặt đều đã máu thịt be bét. Bất quá, nếu để cho nàng đào tẩu, một ngày nào đó, nàng liền có khả năng, ngóc đầu trở lại. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hao phí hết thảy lực lượng, xông tới. Kiếm tông chủ, ngăn lại nó. Lý Thiên Mệnh giống to. Phía trên chiến trường này, còn có rất nhiều người đang nhìn tình cảnh này. Lý Thiên Mệnh thì như một đạo sao băng, vọt vào hố sâu. Oanh! Cái kia Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, phun ra mãnh liệt ngọn lửa xanh lục, thiêu tại Lý Thiên Mệnh phần lưng, cái kia to lớn móng vuốt đập tới. Kiếm tông chủ! Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, cái kia bị bỏng huyết nhục, tại thanh linh tháp tư nhuận phía dưới, cấp tốc khỏi hẳn. Quay đầu thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhìn đến kiếm vô ý cùng kiếm thú, cuối cùng cuốn lấy Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, vì hắn kéo ra không gian. Hắn trực tiếp quất ra Đông Hoàng Kiếm, phóng tới Tử Linh Quỷ Vương. Hắn không nghe thấy chính là. Trên không, Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long gắt gao nhìn chằm chằm kiếm vô ý, gầm nhẹ nói, ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh muốn giết nàng. Xin lỗi, các ngươi đã thua, ta có càng quan trọng nhiệm vụ, nàng chỉ có thể trước hy sinh. Kiếm vô ý cắn răng, tiếp tục ngăn cản. Lý Thiên Mệnh chỉ cần trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh, Tử Linh Quỷ Vương chỉ có một đầu tay, nàng ngự không bay lên. Đi tốt không tiễn. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh lao vụt mà đến, đuổi kịp trọng thương sắp chết nàng. Hắn hai tay nắm ở Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp quét ngang qua. Tử Linh Quỷ Vương, gặp lại. Phốc phốc, Tử Linh Quỷ Vương đầu bay ra ngoài. Loảng xoảng, đập xuống đất. Tầm mắt của nàng bên trong, còn có thể nhìn đến Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, bởi vì nàng là đỉnh đầu rơi xuống đất, cho nên Lý Thiên Mệnh là đảo lại. Cước bộ của hắn chạy nhanh đến, trực tiếp mang theo tóc của nàng, đem nàng nhặt lên. Tử Linh Quỷ Vương, chính thức nói cho ngươi, giết ngươi người không phải ta, là bên trong tòa thần thành này tất cả mọi người,
còn có thái cổ thần vực vô danh tiểu tốt, hắn gọi Dịch Tinh Ẩn. Tử Linh Quỷ Vương khí tuyệt, ánh mắt triệt để phai nhạt xuống. Lý Thiên Mệnh dẫn theo Tử Linh Quỷ Vương thủ cấp, trở lại thần thành, thẳng đến đem nàng đưa đến Dịch Tinh Ẩn trước mặt. Điện chủ, Dịch Tinh Ẩn tập trung nhìn vào. Ha ha ha, hắn bị mọi người đỡ nam nhân, cười đến toàn thân phát run. Nếu như Âu Dương cũng tại, liền có thể cùng hắn nâng ly một chén. Dịch Tinh Ẩn nói, trở về lại nói khoác cũng không sao. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Thiên Mệnh thần thành, kết thúc. Thành phá, địch nhân cũng đã chết. Dịch Tinh Ẩn bỏ ra đại giới, thánh cung chi phá, tương đương với tu luyện kiếp sống kết thúc. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh suốt đời khó quên. Hắn nhìn lấy cái này cảm giác thành tựu đã bạo dạp nam nhân, tối thiểu nhất hiện tại, hắn còn không biết, chính mình có thể vì hắn, làm chút gì. Đối Dịch Tinh Ẩn tới nói, hắn có thể nhặt về một cái mạng, đã kiếm lời. Về sau, nếu là ta có bản lĩnh ngất trời, nhất định phải làm cho hắn, trở lại mộng tưởng và yêu quý bên trong tới. Lý Thiên Mệnh tâm lý thề. Lúc này thời điểm, kiếm vô ý tới. Hắn lấy ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, Dịch Tinh Ẩn bọn họ một nhóm người. Như thế nào? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Lợi hại, bội phục, kiếm vô ý giơ ngón tay cái lên. Đến đón lấy tính thế nào, tông chủ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bốn đại quỷ vương chết sạch, trong đó Tử Linh quỷ vương cộng sinh thú, chỉ còn lại có một đầu, nó mang theo còn lại ba vị quỷ vương cộng sinh thú chạy. Tuy nhiên trong ngắn hạn, những thứ này quỷ vương cộng sinh thú chiến đấu lực đều tại, nhưng, mất đi ngự thú sư, bọn họ ngày sau tác dụng duy nhất, đoán chừng cùng phệ tâm cự ma cùng phần thiên huyết ma một dạng, chỉ có thể làm pháo hôi. Kiếm vô ý nói. Cho nên, bốn đại quỷ vương chết hết, 600 vạn đại quân gần như diệt vong, chúng ta tuy nhiên kết giới phá, nhưng là đại hoạch toàn thắng, đây là một trận lịch sử kỳ tích. Hiên Viên Tà cùng Dịch Tinh Ẩn đang ôm nhau, hốc mắt đỏ bừng. Chúng ta, thắng. Trong lúc nhất thời, vạn chúng xôi trào. Cơ hồ mỗi người, đều vì này lưu lại nóng rực nước mắt. Đừng nhìn tổn thất không nhiều, có thể tất cả mọi người biết, bọn họ đã nắm chắc lần, kém chút toàn thành tử vong. Một lần lại một lần, người khác nhau đứng dậy. Cái này kỳ tích, tòa thành trì này, mỗi người, đều là anh hùng. Lý Thiên Mệnh hé miệng, rốt cục toát ra nụ cười. Bao quát Lâm Tiêu Tiêu, không có nàng, đồng dạng không có thời khắc này thắng lợi. Giờ khắc này an bình, đến cùng có bao nhiêu hiếm thấy, mỗi người đều rõ ràng. Tất cả mọi người mệt mỏi. Thiên Mệnh thần thành kết giới đã phá, cửu cung thần vực viện quân, tùy thời đều có thể đến, bọn họ dù sao nhiều người, chúng ta không thể lưu tại nơi này. Lần này, chúng ta vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, tránh thức đả thương nặng một lần cửu cung thần vực. Thiên Mệnh thần thành, đã hoàn thành hắn lịch sử sứ mệnh. Cho nên, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Hiên Viên Tà nhìn lấy Tô Vãn Phong nói. Nàng là Thiên Mệnh thành chủ. Đây là nàng lớn lên địa phương, càng là bọn họ gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau địa phương. Tuy nhiên muốn thả vứt bỏ nơi này, thế nhưng là, không ai sẽ quên Thiên Mệnh thần thành. Đi thôi, đi thôi. Các vị, hữu duyên, giang hồ gặp lại. Bọn họ tất cả mọi người, đều muốn lên phía Bắc. Có người lên phía Bắc, tiếp tục đào mệnh, có người nhất định phải trở về Thái Cực Phong Hồ, chờ đợi lần tiếp theo chỉ lệnh, bao quát Lý Thiên Mệnh. Cái này sự vang dội biên thành chi chiến, cần lên men, càng cần hơn thấy rõ, thất bại ngũ đại thần vực, tiếp đó, lại sẽ có động tác gì? Có lẽ, càng khốc liệt hơn, còn ở phía sau. Sau một lúc lâu, Lý Thiên Mệnh đứng tại phương Bắc trên cửa thành. Hắn hướng phương Bắc nhìn, từng tại tòa thần thành này kề vai chiến đấu đám người, mang theo chiến thắng vui sướng, bắt đầu bỏ tỉnh lên phía Bắc đào vong. Tin tưởng sẽ có rất nhiều thần thành, mở cửa thành. Nghênh đón bọn họ cái này quần anh hùng. Hắn đi về phía nam mới nhìn. Tòa này biên thành, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là thi thể. Hươu chết vào tay ai, đáp án đã ra tới. Thiên Mệnh thần thành, thành mai táng cửu cung thần vực 5 triệu bao lớn quân cùng 4 đại quỷ vương phần mộ. Nó đã từng là một tòa sáng chói tinh thành, lúc này lại là toát lên lấy máu tươi cùng mùi hôi tu la tràng. Lên phía Bắc đào vong đám người, mang đi người bị thương. Thậm chí chưa kịp quét sạch chiến trường. Bởi vì, chiến tranh sẽ còn tiếp tục, bị trọng thương cường địch, sẽ chỉ càng thêm cuồng bạo. Nhưng, Thái Cổ Thần Vực đã hướng toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục chứng minh, bọn họ thể sống chết quyết chiến dũng khí. Bỗng nhiên, trời đã sáng.
Tại cái kia đông phương xa xôi, chân chính mặt trời, theo dãy núi ở giữa, một nhảy ra. Ánh sáng màu lửa đỏ mang, xuyên thủng mây đen, bao phủ khắp nơi, ánh sáng nóng bỏng mang xé rách hắc ám, ánh sáng tái hiện thế gian. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, thần thành trên đường phố, liền cái kia từng bãi máu tươi, đều lộ ra sóng nước lấp loáng. Có chút chói mắt, giống như tác phẩm nghệ thuật. Sáng sớm, ánh dạng đông chiếu rọi phía dưới, một hàng mấy ngàn người, rời đi Thiên Mệnh thần thành, cấp tốc hướng phương Bắc mà đi. Những người này, trên cơ bản đều là độ kiếp phong kiếp lão. Bởi vì phòng ngừa đối phương truy kích, sau đó, mấy vạn kiếp lão, chia làm mấy nhóm, trở về Thái Cực Phong Hồ. Nguyên Hoàng quân cùng Huyền Kiếm quân, thì đi vào Thiên Mệnh thần thành phía sau vài tòa thần thành chờ lệnh. Đến mức Tà Long quân, tại trong cuộc chiến tranh này, đã hao tổn không sai biệt lắm. Rất nhiều thái cổ hiên viên thị đệ tử, chiến tử xa trường. Cho nên, coi như đại hoạch toàn thắng, vui sướng tiếp tục không được bao dài thời gian. Trong lòng mọi người lớn nhất cảm thụ, vẫn là mỏi mệt. Lý Thiên Mệnh trong đám người, tìm được hiên viên Mộc Tuyết. Thấy được nàng còn sống, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng thở ra. Thương thế như thế nào? Hắn tiến lên hỏi. Không thành vấn đề, dùng linh túy trị liệu, hiên viên Mộc Tuyết nói. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút khuôn mặt của nàng. Mặt trời mới mọc quang mang, chiếu vào trên khuôn mặt của nàng, lóng lánh hào quang sáng tỏ. Đây là một cái có dũng khí, có tín ngưỡng cô nương. Uy, hiện tại ngươi tổng nguyện ý, đem băng minh thần tinh cho nhận a. Lý Thiên Mệnh tề mi lộng nhãn nói. Cần ngươi nói, tại tiến hóa. Nàng khẽ mỉm cười nói. Rất tốt, Lý Thiên Mệnh vươn tay, vỗ vỗ vai thơm của nàng. Làm sao, đại anh hùng, nàng hỏi. Không có gì, tiểu anh hùng. Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái, ra vẻ vẻ người lớn, lời nói thấm thiên nói, người trẻ tuổi, thật tốt nỗ lực, một ngày nào đó, ngươi sẽ trưởng thành vì đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Ngươi nằm mơ đi, nhàm chán. Hiên viên Mộc Tuyết trợn mắt một cái, mặc kệ hắn. Hiện tại tính thế nào? Về trước Thái Cực Phong Hồ, nhìn xem dưới cục thế một bước biến hóa. Ngươi thì sao? Hiên viên Mộc Tuyết nói. Trùng hợp như vậy, ta cũng thế, Lý Thiên Mệnh nói. Không có sáng ý,